xây cảng đảo Đông Sơn đã bước vào năm đầu thứ hai, nhà máy điện, cơ sở sản nghiệp sắt thép nghìn vạn tấn, cơ sở đóng tàu Đông Sơn, cơ sở phục vụ dầu mỏ Hải Dương Trung Quốc, các hạng mục lớn cũng lần lượt phá thổ động công, cùng khu dân cư, kiến thiết khu thương mậu hành chính nhất định phải đưa lên nhật trình. Ngày hôm nay Trương Khác đến Tân Đình chính là vì chuyện sửa bản thảo quy hoạch cảng Đông Sơn và Tân Thành, bởi vì tai nạn giao thông nên tạm thời trở lại Hải Châu, chuẩn bị ngày mai dậy sớm lại đến Đông Sơn Tân Đình cũng không muộn. Chương 1207, oán hận khó nén 3. Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ có thể nói là thí nghiệm lần thứ hai mà thế kỷ Cẩm Hồ tiến hành đại quy mô kiến thiết khu dân cư, hạng mục kỳ thứ 3 của Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ mới có thể cung cấp nhiều hơn phòng nguyên chất lượng tốt, giai đoạn trước ít nhiều cũng có tính chất góp vốn xây nhà ở bên trong. Khu dân cư thần hy của Kim Sơn bao gồm bộ phận quyên góp xây trùng kiến sau thiên tai, cùng bộ phận khu dân cư được xây dựng lại của công nhân viên xưởng giấy, quy mô của toàn bộ khu dân cư cũng rất khổng lồ. Tương phản, địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ trên hạng mục thương quyền tại kiến nghiệp chủ yếu lấy khai phát địa ốc thương nghiệp là chủ, bộ phận nhà ở thì chỉ bao gồm yến viên cùng 12 tòa nhà phía đông hồ. Xây cảng đảo Đông Sơn đã bước vào năm đầu thứ hai, nhà máy điện, cơ sở sản nghiệp sắt thép nghìn vạn tấn, cơ sở đóng tàu Đông Sơn, cơ sở phục vụ dầu mỏ Hải Dương Trung Quốc, các hạng mục lớn cũng lần lượt phá thổ động công, cùng khu dân cư, kiến thiết khu thương mậu hành chính nhất định phải đưa lên nhật trình. Ngày hôm nay Trương Khác đến Tân Đình chính là vì chuyện sửa bản thảo quy hoạch cảng Đông Sơn và Tân Thành, bởi vì tai nạn giao thông nên tạm thời trở lại Hải Châu, chuẩn bị ngày mai dậy sớm lại đến Đông Sơn Tân Đình cũng không muộn. Chương 1208, ly rượu ân cửu 1. Từ năm 1997 khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ tới nay, thị trường cao ốc Hồng Kông sụp đổ, nói là tuyết lở cũng không quá khoa trương, ngành bất động sản Hồng Kông cũng bị áp chế, then chốt nhất. Trong làn sóng kinh tế mới sục sôi như ngày hôm nay, thị trường cao ốc Hồng Kông vẫn không nhìn thấy có dấu hiệu khôi phục, thậm chí có giới truyền thông cá biệt đẩy tất cả trách nhiệm lên vấn đề chính trị. Thị trường cao ốc Hồng Kông bị áp chế, kinh tế đại lục vững vàng, các loại chính sách lại thúc đẩy thị trường bất động sản đại lục nhanh chóng quật khởi, cho dù gặp cản trở nghiêm trọng, nhưng căn cơ thâm hậu, nguyên khí chưa bị thương, thị trường bất động sản Hồng Kông đều chuyển hướng đến các thành phố trung tâm đại lục tìm kiếm cơ hội đột phá vòng vây. Ngay cả ông chủ phía sau màn các tập đoàn giải trí Hồng Kông như hãng phim Vĩnh Thịnh, Quốc tế Anh Vương đều đầu tư bất động sản đến đại lục, chỉ có địa ốc Gia Tín nhà Dột gặp mưa rào. Trong 2-3 năm nay liên tục chịu áp chế, đầu tư trên địa ốc Cẩm Thành bị Hoành Tín tấn công, lại bị Khoa Vương, Tinh Điển phản bội, tổng giá cổ phiếu hiện giờ 1,8 tỷ đô la Hồng Kông, thậm chí không bằng 1/10 lúc Hưng Thịnh. Cho dù giá trị của phần lớn cao ốc trên thị trường đều bị chém eo, giá trị địa ốc thương nghiệp trên danh nghĩa của địa ốc Gia Tín cũng không chỉ 1,8 tỷ đô la Hồng Kông, đêm trước khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ, địa ốc Gia Tín tại Hồng Kông đang trắng trợ mở rộng, nên bị áp chế khá nặng, trong khủng hoảng tài chính châu Á cố đưa ra hai tòa cao ốc văn phòng đều bị lỗ. Tại đường Vĩnh Gia ở Trung Hoàn khai phát một tòa cao ốc chọc trời 52 tầng, sau khi kết cấu ngừng phát triển, bởi khuyết thiếu đầu tư tiếp về tài chính và lạn vĩ, bởi vậy sản sinh ra chi phí tài vụ rất lớn, khiến địa ốc Gia Tín trong 2 năm tới liên tục thua lỗ. Chỉ cần cao ốc ở đường Vĩnh Gia có thể thuận lợi hoàn thành, địa ốc Gia Tín có thể có cơ hội giải quyết nguy cơ trước mắt. Kinh tế Hồng Kông dù sao không chịu phải thiệt hại quá nặng, cho dù giá cao ốc gặp khó khăn, bất lợi cho cao ốc bán ra, cao ốc cho thuê vẫn có thể kinh doanh hợp lý, hạng mục khác có thể thu được lợi nhuận chỉnh thể. Cho dù không thể khôi phục đến thời kỳ Hưng Thịnh, tối thiểu cũng có thể khôi phục được 5,6 tỷ đô la Hồng Kông. Hạng mục trên đường Vĩnh Gia muốn hoàn thành còn cần đầu tư vào 1, 2,1, 3 tỷ đô la Hồng Kông, chỉ là hiện tại thị trường cao ốc Hồng Kông đang suy thoái, hơn nữa danh dự của đại cổ đông địa ốc Gia Tín là cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân nhận được rất nhiều nghi vấn từ giới tài chính Hồng Kông, cơ quan tài chính nào nguyện ý hướng tới cung cấp cho họ khoản tài chính khổng lồ này chứ? Đương nhiên cũng không bài trừ phía sau có người gây khó khăn cho địa ốc Gia Tín. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Cẩm Hồ ra tay. Chỉ dùng 600 triệu đô la Hồng Kông liền mua được 30% cổ phần cầm cố của cha con Cát Thị Từ trong tay HSBC. Tạ Kiếm Nam biết HSBC cũng là đại cổ đông của địa ốc Gia Tín, cho dù bán ra cổ phần cầm cố của cha con Cát Thị cho địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, trong tay còn trực tiếp kiềm giữ 15% cổ phần của địa ốc Gia Tín. HSBC mua thêm trái phiếu cung cấp cho địa ốc Gia Tín 1,2 tỷ đô la Hồng Kông tài chính cũng không phải dùng cho công trình tiếp sau hạng mục trên đường Vĩnh Gia, mà là dùng thu mua bộ phận tài sản địa ốc thương nghiệp của địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ tại Hải Châu. Điểm này làm cho Tạ Kiếm Nam cảm thấy bất ngờ, nhưng trong lòng hắn rõ ràng,
Cẩm Hồ cùng HSBC khẳng định còn có động tác tiếp theo lớn hơn nữa. Ngày 3 tháng 12, sau khi Tạ Kiếm Nam khảo sát thị trường thông tin từ Malaysia trở về Hồng Kông, sau khi Cẩm Hồ nắm giữ địa ốc Gia Tín, đại hội cổ đông lần đầu tiên cũng đã tổ chức hoàn tất, chính thức trình lên Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hồng Kông. Hồng Kông xin đổi tên công ty trên sàn chứng khoán thành công ty Hồng Kông Tập đoàn Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, chính thức trở thành công ty trên sàn chứng khoán do Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ khống chế, mà Cẩm Hồ thì càng núp ở phía sau sâu hơn. Tôn Thượng Nghĩa đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quan trị của Thế Kỷ Cẩm Hồ, Thiệu Chí Cương đảm nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn. Sự việc rất có tính hài kịch, trước khi cắt ra tách ra, Tôn Thượng Nghĩa từng đảm nhiệm các chức vụ cao như Phó Giám đốc, Cổ đông chấp hành của Địa ốc Gia Tín. Sau khi cắt ra tách ra, Tôn Thượng Nghĩa rời khỏi Địa ốc Gia Tín, không ngờ cái vòng xoay này quay lại, Tôn Thượng Nghĩa lại đại biểu Cẩm Hồ đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quan trị, cũng không biết trong lòng cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân có cảm tưởng gì. Lúc này xoay quanh việc giao dịch cổ phần của Địa ốc Gia Tín cũng dần dần được giới truyền thông tiết lộ thông tin. 600 triệu đô la Hồng Kông mà Cẩm Hồ từ trong tay HSBC thu mua cổ phần của Địa ốc Gia Tín là vốn huy động do đầu tư quốc dụ của Hồng Kông cung cấp, Cẩm Hồ cũng chỉ cầm cố bộ phận cổ phần này cho đầu tư quốc dụ mà thôi. Đầu tư quốc dụ là chủ nợ chính của Địa ốc Gia Tín, từng cung cấp vốn huy động 2 tỷ đô la Hồng Kông cho hạng mục đường Vĩnh Gia của Địa ốc Gia Tín. Địa ốc Gia Tín rơi vào khốn cảnh, cũng khiến khoản nợ 2 tỷ đô la Hồng Kông này của đầu tư quốc dụ rơi vào trong nguy cơ. Trừ điều đó ra, đầu tư quốc dụ còn nắm giữ 6% cổ phần của Địa ốc Gia Tín, Địa ốc Gia Tín triệt để sụp đổ tuyệt đối không phải là cục diện đầu tư quốc dụ hy vọng thấy được. HSBC cùng đầu tư quốc dụ vẫn luôn tìm kiếm người tiếp nhận có thực lực cho Địa ốc Gia Tín, Cẩm Hồ không chỉ lấy danh nghĩa của Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ nắm giữ Địa ốc Gia Tín, còn cải tổ nó có lợi cho việc tiến quân vào thị trường bất động sản đại lục, còn lấy danh nghĩa của thương vụ Cẩm Hồ thu mua hạng mục đường Vĩnh Gia, đợi sau khi hạng mục hoàn thành sẽ làm tổng bộ mới của thương vụ Cẩm Hồ tại Hồng Kông. Chẳng qua thu mua hạng mục Vĩnh Gia cần 3 tỷ đô la Hồng Kông, đầu tư quốc dụ cùng HSBC sẽ phân biệt cung cấp 2 tỷ đô la Hồng Kông, 1 tỷ đô la Hồng Kông vốn huy động. Đầu tư quốc dụ cũng có thể thu hồi 2 tỷ đô la Hồng Kông cho Địa ốc Gia Tín mượn trước đó. Tạ Kiếm Nam đọc qua những tin tức tài chính và kinh tế này, hắn chỉ khẽ thở dài một hơi. Cẩm Hồ từ đầu tới cuối không chi một phân tiền, thương vụ Cẩm Hồ có thể thu mua cao ốc cao chọc trời 52 tầng trên đường Vĩnh Gia làm cao ốc tổng bộ mới. Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ khống chế một công ty trên sàn chứng khoán Hồng Kông nắm giữ 30% cổ phần, cũng chuyển một bộ phận tài sản vào công ty mẹ qua tay lại thu được 1,2 tỷ đô la Hồng Kông vốn lưu động. Từ khi điện tử Ái Đạt niêm yết cửa sau, đầu tư quốc dụ Hồng Kông chính là đồng bọn hợp tác của Cẩm Hồ, thể nghiệm hợp tác trước đó tương đối vui vẻ, vào lúc khủng hoảng tài chính châu Á cũng bởi để ý vào thao tác của Cẩm Hồ mà giảm thiểu rất nhiều tổn thất. Lần này kéo cả Cẩm Hồ vào, chủ yếu cũng là vì giải quyết vấn đề nguy cơ khoản nợ 2 tỷ đô la Hồng Kông của họ đối với Địa ốc Gia Tín. Chương 1209, Ly rượu ân cửu 2. Sau vận hành tư bản lần này, trên thực tế chính là đầu tư quốc dụ chuyển rời khoản nợ 2 tỷ đô la Hồng Kông từ danh nghĩa Địa ốc Gia Tín đến danh nghĩa thương vụ Cẩm Hồ. Trái phiếu của thương vụ Cẩm Hồ có cấp bậc tín dụng cao hơn Địa ốc Gia Tín đang trên đà phá sản rất nhiều. Mà đợi sau khi hạng mục Vĩnh Gia hoàn thành, chất lượng tài sản cầm cố cũng cao hơn Lạn Vĩ lâu nhiều, còn thuận lợi giải quyết nguy cơ trái quyền. Vì có thể thúc đẩy điểm này, đầu tư quốc dụ đành phải cung cấp 600 triệu đô la Hồng Kông vốn huy động cho Cẩm Hồ, để trợ giúp Cẩm Hồ thu được quyền khống chế công ty trên sàn chứng khoán từ trong tay HSBC. Là ngân hàng đầu tư có uy tín lâu năm của Hồng Kông, gần 2 năm nay HSBC cũng thấy được sự phát triển của thị trường bất động sản đại lục. Chỉ là tìm không được đối tượng hợp tác cùng môi giới thích hợp. Mặt khác, đầu tư cổ phần tại Địa ốc Gia Tín của HSBC cũng gặp khó khăn, yêu cầu tìm được đối tượng hợp tác thích hợp giúp họ giải quyết. Lúc này HSBC mới bán 30% cổ phần mà cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân cầm cố cho Cẩm Hồ với giá cao hơn giá thị trường một chút. Trừ điều đó ra, HSBC còn mua trái phiếu danh nghĩa cung cấp cho Địa ốc Gia Tín sau khi Cẩm Hồ nắm giữ 1,2 tỷ đô la Hồng Kông thu mua bộ phận tài sản Địa ốc Thương nghiệp của Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ tại Hải Châu, cải thiện kết cấu tài sản của công ty trên sàn chứng khoán, còn cùng Liên hợp đầu tư quốc dụ cho thương vụ Cẩm Hồ vay 3 tỷ đô la Hồng Kông dùng để thu mua hạng mục Lạn Vĩ đường Vĩnh Gia dưới cờ công ty trên sàn chứng khoán, trợ giúp công ty giải quyết gánh nặng nề nhất trong 2 năm nay. Địa ốc Gia Tín đổi tên là Tập đoàn Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ. Phương án trùng tổ sau đó một khi công bố, giá cổ phiếu sẽ tăng lên mạnh,
một lần nữa đi vào hàng ngũ các công ty lớn có tổng giá cổ phiếu trên 5 tỷ đô la Hồng Kông. Toàn bộ trong quá trình đau khổ nhất có lẽ là phụ tử Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân rồi. 30% cổ phần của Địa ốc Gia Tín vốn là tài sản danh nghĩa của họ, chỉ là bị ép phải cầm cố gán nợ cho HSBC, quá thời hạn sẽ đánh mất quyền xử trí, lại bị HSBC bán ra cho Cẩm Hồ với giá thấp. Tài chính thu mua cổ phần vừa vặn giảm số nợ họ thiếu HSBC, HSBC cũng không có nghĩa vụ giúp họ bán một giá tốt sau khi quyền khống chế thực tế Địa ốc Gia Tín xảy ra di rời, đặc biệt là sau khi thương vụ Cẩm Hồ cùng HSBC, đầu tư quốc dụ ký với công ty trên sàn chứng khoán hiệp nghị xử trí hạng mục đường Vĩnh Gia. Tổng giá cổ phiếu của bộ phận cổ phiếu được giao dịch đó trong khoảng thời gian ngắn đã tăng gấp 3, gần 8 tỷ đô la Hồng Kông. Đáng tiếc, tất cả điều này không có bất cứ liên quan gì tới cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân nữa, có thể tưởng tượng được bộ dạng cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc, họ không còn là người chế định quy tắc trò chơi nữa, chỉ là đối tượng bị thương trường nuốt chừng mà thôi. Vào đêm trước, Tạ Kiếm Nam cố ý bảo tài xế lái xe chở hắn đến Vịnh Thiền Thủy chạy một vòng, nhìn nhà cao cửa rộng bên trái đường Vịnh Thiền Thủy, cổng lớn khép kín, đầu tường mọc cỏ dại cũng không ai dọn, thấy không rõ trong viện có người hay không. Nhìn qua rất vắng vẻ. Tài sản đáng giá nhất trong tay cha con Cát Thị cũng chỉ còn khu biệt thự này, khi thị trường cao ốc Hồng Kông điên cuồng nhất có giá trị tới 400 triệu đô la Hồng Kông, đoạn thời gian trước nghe nói cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân có ý định bán nơi này với giá thấp 100 triệu đô la Hồng Kông. Ai có thể tưởng tượng được Cát gia lúc hưng thịnh bài danh đệ tứ phú hào Hồng Kông lại chỉ trong thời gian 3,4 năm ngắn ngủi liền triệt để suy sụp rồi. Cũng không thể nói Cát gia suy sụp. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác đều là thành viên của gia tộc Cát Thị, Cát Minh Đức cũng là dòng bên của Cát gia, bởi các xí nghiệp thành viên nòng cốt dưới cờ Cẩm Hồ chưa bao giờ công bố tư liệu tài vụ với bên ngoài. Bên ngoài chỉ có thể sơ bộ phỏng đoán tổng tài sản trên danh nghĩa của vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác cùng với Cát Minh Đức vượt quá 4 tỷ đô la Hồng Kông. Tạ Kiếm Nam càng rõ ràng tình huống của Cẩm Hồ hơn, hắn rõ ràng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác cùng với đám người Cát Minh Đức cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển nhanh chóng trong mấy năm gần đây của Cẩm Hồ, ngoại trừ tự mình tranh đấu, còn cung cấp số vốn rất lớn cho sự phát triển giai đoạn trước của Cẩm Hồ. Vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác trước khi khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ đã bán tháo cổ phiếu của Địa ốc Gia Tín với khoản tài chính vượt quá 1 tỷ đô la Hồng Kông, khoản tài chính này tự nhiên cũng rót vào Cẩm Hồ, quyền lợi của họ chiếm hữu trên thương vụ Cẩm Hồ sẽ không quá thấp. Phải biết rằng, Cẩm Hồ thu được lợi nhuận từ hai xí nghiệp Internet từ Côn Đằng cùng với âm nhạc toàn cầu vượt quá 1,6 tỷ đô la Mỹ, bỏ đi khoản lợi nhuận này không tính, năm 99 tổng lợi nhuận trên các lĩnh vực như sản phẩm điện tử tiêu dùng, điện gia dụng, địa ốc, xưởng giấy, chuỗi siêu thị của Cẩm Hồ dự đoán có thể đạt được 1,6 tỷ đô la Mỹ, thậm chí càng cao hơn. Lấy phương thức tính toán chứng khoán hóa của thông thường để tiến hành so sánh, đem toàn bộ quy mô tổng giá cổ phiếu của Cẩm Hồ tính ra khoảng 30 tỷ đô la Mỹ cũng có thể coi là tương đối bảo thủ rồi. Cho dù vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác cùng với đám người Cát Minh Đức tại Cẩm Hồ chiếm hữu quyền lợi chỉ có 10%, tài sản danh nghĩa của họ tính ra cũng khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Cũng phải trên cả thời kỳ đỉnh cao của Cát gia. Cát Minh Giác là trưởng nữ của Cát gia, Tôn Thượng Nghĩa tuy là con rể, nhưng ở rể Cát gia, cũng có thể nói Cát gia phục hưng ở trên người họ, thành viên Cát gia khác cho dù không đại phú đại quý, chỉ ít cũng không nghèo túng, chân chính nghèo túng cũng chỉ có bên cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân mà thôi. Tạ Kiếm Nam bảo tài xế dừng xe lại, hắn xuống xe, đứng ở lề đường châm một điếu thuốc, nhìn mặt nước biển xanh thẳm đằng xa. Nói đến thì tiền lãi hàng năm của mình trên 200 triệu, ông chủ của một xí nghiệp với quy mô công nhân gần vạn người, chỉ là chút thành tích ấy ở trước mặt Cẩm Hồ cũng chỉ như đom đóm với ánh trăng. Hồi tưởng lại khí phách hăng hái cùng với loại ngạo khí khó hiểu khi mới về nước đó, hắn cảm thấy mình thật sự quá ngây thơ nực cười đi. Tạ Kiếm Nam tắt thuốc, ném vào trong bụi cỏ ven đường rồi xoay người lên xe, bảo tài xế đưa hắn đến sân bay. Khi xuống núi thấy Cát Ấm Quân lái chiếc xe Ferrari màu bạc chạy sượt qua, ngồi bên cạnh hắn là một cô gái bận đồ đỏ, ấn tượng thoáng qua cũng khá xinh đẹp. Tạ Kiếm Nam mơ hồ nhớ kỹ gương mặt này nhìn thấy qua trên màn hình TV rồi, nói không chừng là tiểu minh tinh gì đó ở Hồng Kông. Tạ Kiếm Nam không ngờ bị Cát Ấm Quân nhận ra, thấy Cát Ấm Quân lúc này vẫn không bỏ thói quen phô trương lái xe thể thao, chơi minh tinh của nhà hào phú, không biết loại cuộc sống này hắn có thể kiên trì bao lâu. Đợi xe cua qua một đường cong, triệt để ném chiếc xe thể thao màu bạc ngoài tầm nhìn, Tạ Kiếm Nam cũng hoàn toàn quăng đi ký ức về vị cố nhân Cát Ấm Quân này vào trong góc. Chương 1210, ly rượu ân cửu 3.
Tạ Kiếm Nam cũng không muốn quyết tâm bước chân vào nghiệp vụ điện thoại di động bị điện tử hoa hạ, NEC, hoặc bị Mitsui phía sau NEC can thiệp, việc thành lập bộ phận điện thoại di động, hắn đều nghiêm ngặt phòng ngừa khỏi tiết lộ tin tức. Vì thế, rất nhiều chuyện hắn đều tự mình đi làm, đợi khi công tác chuẩn bị giai đoạn trước tiến hành gần ổn thỏa rồi mới thông báo cho điện tử hoa hạ, NEC. Như vậy có thể giảm trở lực đến nhỏ nhất, khi tất cả công tác chuẩn bị an bài xong, cho dù điện tử hoa hạ cùng NEC liên hợp cản trở, Tạ Kiếm Nam vẫn có thể lấy thân phận cổ đông lớn nhất phổ biến sự việc tiếp tục. Sau khi Tạ Kiếm Nam từ Hồng Kông khi trở về, ở Kim Sơn hết 2 ngày liền dẫn theo người phụ trách của bộ phận kỹ thuật đến kiến nghiệp hiệp đàm vấn đề về kỹ thuật cùng bộ phận nghiên cứu phát triển chip điện thoại di động của Vườn Xôi. Khoa Vương thành lập bộ phận điện thoại di động, mua linh kiện chính như chip băng tần cơ sở ISS của Cẩm Hồ, tự nhiên cũng bao gồm ủng hộ trên kỹ thuật thiết yếu. Trên thực tế, Cẩm Hồ có thể cung cấp nhiều hơn nữa, ngoại trừ ủng hộ về kỹ thuật cần thiết cùng với linh kiện chính, thậm chí Cẩm Hồ còn cung cấp cả phương án giải quyết, nhưng yêu cầu đầu tiên Khoa Vương bảo đảm sản phẩm chuyển vận hoàn toàn đến thị trường hải ngoại, thị trường điện thoại di động trong nước tạm thời chỉ có Khoa Vương Cao Khoa cùng Liên Tín mới có thể thu được ủng hộ phương án kỹ thuật của Cẩm Hồ. Điều này cũng vì bảo đảm hiệp nghị ngầm cùng Liên Thông có thể thuận lợi thực thi, tránh điện thoại di động băng tần cơ sở ISS từ con đường khác đảo loạn bố cục của thị trường trong nước. Lúc này Tạ Kiếm Nam mới rõ ràng bố cục chiến lược của Cẩm Hồ trên điện thoại di động tầm trung, thấp, bất kể một loại thương hiệu nào cũng không thể bao trùm lên mọi người. Cẩm Hồ tự có sản phẩm điện tử tiêu dùng dưới thương hiệu chỉ hướng thị trường tiêu dùng chung, cao cấp. Có thể kiêm cả thị trường tầm trung, thấp, nhưng tuyệt đối không thể lấy ở trên thị trường tầm trung, thấp mà khuấy đảo lên, tiến hành bao trùm toàn diện, bằng không sẽ nghiêm trọng thương tổn đến giá trị của thương hiệu. Dã tâm của Cẩm Hồ đối với thị trường điện thoại di động tầm trung, thấp chỉ có thể gián tiếp thực thi, tương lai Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín, Tân Nguyên, Khoa Vương còn có thể có các xí nghiệp khác trở thành thông đạo cho thị trường đầu cuối của Cẩm Hồ, trở thành một vòng tròn trong toàn bộ chuỗi sản nghiệp của Cẩm Hồ. Có đôi khi suy đoán được chứng thực, trong lòng cũng không có cảm giác đặc biệt dễ chịu. Ban đêm cùng Tạ Ý, Tạ Tử ra ăn cơm, lòng có tâm sự, uống nhiều vài ly, Tạ Kiếm Nam hỏi Tạ Ý, năm đó. Khi chúng ta muốn tranh Hải Thái, hắn không tranh với chúng ta tưởng hắn yếu đuối dễ bắt nạt, hiện tại nhìn xem, thật cảm thấy bản thân vừa đáng thương lại buồn cười. Tạ Ý cũng cảm thấy bi ai, nếu không phải biết được Khoa Vương sắp trở thành khách mua vật liệu của Cẩm Hồ, buổi tối có cùng Tạ Kiếm Nam ăn cơm hay không, hắn cũng sẽ do dự, ai có thể tưởng tượng người đó ở trong tiềm thức lại gây cho mình áp lực lớn như vậy. Hắn cùng với Tạ Kiếm Nam chạm cốc uống rượu, nói. Lúc trước nếu như cắn răng một cái chắc cũng vượt qua thôi. Đúng là hai thằng đàn ông đáng thương lại buồn cười. Tạ Tử Gia nói vẫn nhất quán không nể mặt, hai người cũng ngây thơ thật đấy, người ta không nể mặt cát ra một chút nào, hai người lại cắn răng thử nhìn xem sao. Tạ Kiếm Nam cười khổ, lúc trước nếu không phải gây đến chia rẽ, phần lớn sẽ là ôm nhau mà ngã vào vực sâu. Cậu hắn qua đời, cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân cũng triệt để xuống dốc không có năng lực làm lại nữa. Ân oán hai bên mới phai nhạt, đại tỷ cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Anh sẽ không hận ba tôi chứ? Tạ Ý hỏi. Tôi luôn kính nể sự quả đoán của chú hai, sao lại hận chú ấy? Vẫn là chú hai nhìn thấu. Tạ Kiếm Nam khẽ lắc đầu, điện khí Hải Thái có kế hoạch phát triển gì không? Tạ Ý cười khổ lắc đầu, bố cục của điện khí Thịnh Hâm đã hoàn thành, tuy nói Hải Thái tại Đông Hải, Giang Nam còn có thể sinh tồn, nhưng con đường phát triển ra bên ngoài hoàn toàn bị Thịnh Hâm ngăn chặn. Nếu như Cẩm Hồ ở sau lưng làm trò lén lút gì, có khổ vẫn có chỗ mà nói. Hiện tại đi kể khổ với ai? Tôi cũng không nhìn thấy con đường tương lai của Hải Thái ở nơi nào, tôi cũng hận không thể quăng đi gánh nặng này, đi làm việc khác. Tạ Kiếm Nam cười cười. Mấy năm nay Hải Thái dưới sự quản lý của Tạ Ý, lợi nhuận vẫn khá tốt, nhưng đối với Tạ Ý thì thu được đột phá trên sự nghiệp càng quan trọng hơn. Năm 97 điện khí Thịnh Hâm bắt đầu tại các thành phố trung tâm chính toàn quốc tiến hành bố cục sản nghiệp. Số lượng của cửa hàng kỳ hạm còn nhiều hơn tổng số lượng cửa hàng của Hải Thái. Năm 98 lại bắt đầu bố cục cửa hàng điện thoại di động, hình thành mạng lưới doanh tiêu điện thoại di động bao trùm toàn quốc, thâm nhập đến thành thị huyện xã. Hải Thái cùng Thịnh Hâm cạnh tranh, bố cục quá nhỏ, năm 97-98 lại bỏ lỡ cơ hội tốt mở rộng ra bên ngoài, bố cục sản nghiệp của Thịnh Hâm đã hoàn thành. Hải Thái thì đánh mất cơ hội mở rộng ra bên ngoài. Khi Thịnh Hâm tiến thêm một bước tăng cường bố cục sản nghiệp, Hải Thái liền cảm nhận được áp lực của sinh tồn. Có cái gì mà than thở? Tạ Tử Gia nói,
Các ông trùm điện gia dụng hải ngoại luôn để ý đến thị trường trong nước, không bằng bán hải thái cho họ, xem họ cùng cầm hồ ai tranh hơn ai. Nói thì dễ dàng lắm. Tạ Ý đưa tay gõ gõ đầu, hắn quả thật từng suy nghĩ ngay lúc còn chưa có áp lực sinh tồn bán ra hải thái. Chỉ là dưới bố cục của trong ngành, ngoại trừ điện khí Thịnh Hâm, có lẽ cũng chỉ có các ông trùm điện gia dụng hải ngoại mới là người mua được, chỉ là sợ bán hải thái cho xí nghiệp hải ngoại sẽ chọc giận cầm hồ. Anh không phải là muốn trộm gà lại sợ mất gạo sao? Tạ Tử Gia nói chúng tim đen, nếu muốn quăng cái hải thái này đi, chọn giá cao mà bán, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nếu như Thịnh Hâm ra giá cao, bán hải thái cho Thịnh Hâm cũng không phải không thể được. Anh không nên cố kỵ nhiều như vậy. Tạ Ý còn muốn nói cái gì thì điện thoại di động của Tạ Kiếm Nam đặt trên bàn liền vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, liền để chế độ im lặng, mặc cho điện thoại di động lập lòe, dù sao quan hệ vẫn chưa khôi phục đến trước khi đoạn tuyệt, cho dù trong lòng có nghi hoặc, hắn cũng nhịn không được không hỏi. Tạ Kiếm Nam chủ động giải thích, Lâm Tuyết của Tinh Điển, cổ có biết tôi đến kiến nghiệp chưa? Cô ta hả? Tạ Tử Gia tỏ vẻ khinh thường. Nước cờ hiểm của họ trên khoa học công nghệ hải túc, trông sắp được họ đi thành công rồi. Tạ Ý khẽ thở dài. Làn sóng Internet vẫn tiếp tục mãnh liệt, đến bây giờ vẫn chưa dừng lại. Giá cổ phiếu của khoa học công nghệ hải túc so với trước khi trùng tổ vào tháng 5 năm ngoái, trung bình đã tăng 28 lần, tổng giá cổ phiếu đột phá 16 tỷ. Đây là kết quả trước đó ai cũng không nghĩ đến. Nếu như triển khai thỏa đáng, cuối cùng có thể kéo ra được 7 tỷ tài chính. Ai biết được, 30% cổ phần của âm nhạc toàn cầu cũng bị cầm hồ bán ra với giá trên trời 900 triệu đô la Mỹ, hơn nữa người tiếp nhận còn là Microsoft long đầu của các công ty công nghệ. Vẫn quá nguy hiểm. Tạ Kiếm Nam lắc đầu, lần này cầm hồ vận hành tư bản xoay quanh địa ốc Gia Tín mới là chính đạo, lợi ích có thể nói là dựng xào thấy bóng. Số cổ phần cầm hồ lấy 600 triệu đô la Hồng Kông thu mua chỉ trong vài ngày đã tăng giá trị đến 1 tháng 8 tỷ. Cũng không vì thế mà tốn kém một phân tiền nào. Còn thu được 1,2 tỷ đô la Hồng Kông tài chính cho khai phát địa ốc trong nước. Cho dù vì thế lại tăng thêm khoản nợ bên ngoài 3,6 tỷ đô la Hồng Kông, nhưng cũng đáng giá. Tổng số nợ của cầm hồ phải tới 3 tỷ đô la Mỹ rồi chứ? Tạ Ý hỏi. Chắc gần vậy, cho dù không có, cũng kém không xa đâu. Tạ Kiếm Nam nói, người khác có thể sẽ nói cầm hồ là giận nhiều không sợ cắn. Chúng ta đều rõ ràng về khả năng huy động vốn khiến người sợ hãi của cầm hồ, năng lực chống đỡ của nó mở rộng rất nhanh trên nhiều lĩnh vực. Tôi tính ra quy mô đầu tư trong 2 năm nay của thương vụ cầm hồ phải tới 5 tỷ đô la Mỹ. Cái này còn chưa bao gồm mở rộng trong lĩnh vực sản nghiệp của Ái Đạt, Thịnh Hâm, Hương Tuyết Hải, Tân Quang, Thế Kỷ cầm hồ. Cho dù Hoành Tín có thể từ trên khoa học công nghệ kéo ra lượng tài chính như thế, cũng sẽ bị cầm hồ bỏ rất xa thôi. Chương 1211 Thí nghiệm hình thức mới 1. Mỗi lần Tạ Kiếm Nam đến kiến nghiệp đều phải cùng đám người Chu Hưng Đông, Lâm Tuyết, Vương Hải Thúc gặp mặt một lần, mặc dù lần này muốn tránh mặt họ, nhưng không biết họ từ đâu biết được tin tức mình đến kiến nghiệp, điện thoại cũng đã gọi tới, cũng không cần thiết phải trốn tránh không gặp. Tạ Kiếm Nam cùng Tạ Ý, Tạ Tử Gia rất nặng tình huynh đệ, huynh muội. Sau khi ăn cơm xong, vẫn bảo tài xế đưa hắn đến Nam Thúy Viên phía Nam Yến Quy để gặp đám người Lâm Tuyết. Tạ Kiếm Nam nhìn lá đa hai bên đường xe chạy trong khu biệt thự ở công viên phần mềm. Đầu xuân ấm áp, đèn đêm chiếu trên ngọn cây đã nảy mầm. Hoàn cảnh trong khu biệt thự Nam Thúy Viên rất ưu nhã, có lẽ cũng chỉ có Yến Viên bên bờ Bắc Hồ Yến Quy mới có thể hơn một chút. Chỉ là Yến Viên sau khi bị Thế Kỷ Cẩm Hồ khai phát đều cung cấp cho công nhân của Cẩm Hồ. Quần biệt thự bên trong khu vực núi Hồ Yến Quy, hiện tại cũng chỉ có biệt thự trong Nam Thúy Viên là tiêu thụ cho bên ngoài. Giá nhà ở tại kiến nghiệp chỉ mới hơn 2.000, giá biệt thự trước hồ ở Nam Thúy Viên đã gần 8.000 rồi. Quả thật được coi là khu nhà cấp cao. Yến Viên là khu biệt thự Thế Kỷ Cẩm Hồ chính quy khai phát, biệt thự chủ yếu dùng để thưởng cho các nhà khoa học được mời chào trở về từ vườn sồi trăm người. Phủ thị chính còn dành cho rất nhiều chính sách ưu đãi trên các khoản thuế đối với biệt thự khai phát. Nhưng Nam Thúy Viên lại là khoa học công nghệ hải túc giả lấy danh nghĩa khu tổng hợp cư trú của công nhân. Hội nghị, thương vụ của công viên phần mềm để xây khu biệt thự xa hoa. Trong thành phố từng có người muốn điều tra khoa học công nghệ hải túc trên vấn đề trái luật của Nam Thúy Viên, chỉ là thị trưởng Tiêu Minh Kiến cho rằng trong thành phố nếu không thể dành nhiều sự ủng hộ hơn cho công viên phần mềm, ngầm đồng ý cho nó làm chút việc sát biên cầu thì cũng được. Đầu năm nay làm việc sát biên cầu cũng không chỉ mình khoa học công nghệ hải túc, đơn giản nhìn hậu trường của ai mạnh hơn mà thôi.
khoa học công nghệ Hải Túc lại là công ty mà tỉnh thị cùng với nhiều bộ ủy minh xác muốn liên hợp ủng hộ, cũng không có ai tích cực muốn tra xét. Sát biên cầu, chỉ việc làm sát ranh giới với giới hạn quy định mà cô trái với quy định. Công viên phần mềm của khoa học công nghệ Hải Túc phát triển sản nghiệp phần mềm rất qua quyết, nhưng địa ốc tinh điển ở sau lưng quen việc dễ làm mượn danh nghĩa của công viên phần mềm mà khai phát địa ốc tương đối thuận lợi, duy trì được tài vụ của khoa học công nghệ Hải Túc, đã khiến khoa học công nghệ Hải Túc trong năm 99 chỉ lợi nhuận đã đạt được 240 triệu. Việc này chủ yếu cũng là biệt thự Nam Thúy Viên tiêu thụ ra bên ngoài, cùng với kinh doanh nhà hàng phía Nam Hồ mang lại. Có thành tích có phần lạc quan chống đỡ, lại có sản nghiệp chuỗi tiệm Internet, thương vụ điện tử, xưởng tinh viên, giá cổ phiếu trong tháng 10 tháng đã tăng lên 28 lần, tổng giá cổ phiếu đột phá 16 tỷ. Hình như cũng không khó lý giải. Nếu nói trong khu biệt thự còn có cơ sở hội nghị cùng thương vụ, đó chính là hội sở thương vụ Hối Tuyền, là một nơi rất xa hoa phía trước Hồ Yến Quy, là nơi tiêu tiền rất nổi danh. Tạ Kiếm Nam xuống xe trước hội sở, tài xế cùng trợ thủ tự có chỗ nghỉ ngơi. Hắn được nữ nhân viên trong bộ y phục mát mẻ, vóc người thon dài, khuôn mặt xinh đẹp hướng dẫn, đi tới đại sảnh xây trên đài nước trong hội sở. Ngoại trừ Lâm Tuyết Phong tình diễm lệ, Vương Hải Túc, Chu Hưng Đông cùng với Lưu Kỳ Tuấn, người đại lý của Hoành Tín tại Kiến Nghiệp, Trương Văn Tín, còn có Hồ Kim Tinh, cháu trai của Hồ Tôn Khánh phó bí thư TP, Kiến Nghiệp. Đã là trung tuần tháng 3, tổng giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc cũng đã đột phá 16 tỷ, cự ly thắng lợi chỉ còn lại hai bước cuối cùng, cho dù Nghiêm Văn Giới cả ngày canh giữ ở Kiến Nghiệp, Tạ Kiếm Nam cũng sẽ không cảm thấy khó hiểu. Những người trước mắt mỗi ngày tại hội sở gặp mặt mật nghị, đó là việc hết sức bình thường. Thấy cháu trai của Hồ Tôn Khánh lúc này cũng tham dự vào trong, Tạ Kiếm Nam nghĩ thầm suy đoán trước đó hơn phân nửa không hư. Nghe nói bên anh dự định làm điện thoại di động, sao tôi không nghe nói gì hết. Chu Hưng Đông tùy ý chỉ vào một chỗ trống đối diện, bảo Tạ Kiếm Nam ngồi xuống, bộ dạng uể oải hỏi Tạ Kiếm Nam. Tạ Kiếm Nam rất không thích loại thái độ cao cao tại thượng của Chu Hưng Đông, cũng không rõ lắm sao tin tức truyền ra rồi. Tạ Kiếm Nam cười cười, đúng là có chút ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ còn chưa thành hình, đợi sau khi ý nghĩ thành thục, tôi sẽ đệ trình kế hoạch cho ban giám đốc. Tạ Kiếm Nam lại quay đầu hỏi Vương Hải Túc, tình hình kinh doanh của tiệm Internet sáng vực thế nào? Tôi thấy tiệm Internet sáng vực còn có một vị tiểu tướng đắc lực cũng ở đây nhỉ? Hồ Kim Tinh còn chưa tốt nghiệp đại học, lúc này chỉ là quản lý thực tập của chuỗi tiệm Internet sáng vực, đâu tính là tiểu tướng đắc lực gì? Vương Hải Túc biết Tạ Kiếm Nam chuyển đề tài đến trên người Hồ Kim Tinh. Cũng không phải cảm thấy rất hứng thú đối với đề tài của tiệm Internet sáng vực. Trước khi tiệm Internet sáng vực bị thu mua, cùng Cẩm Hồ có quan hệ gì, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Nếu khoa học công nghệ Hải Túc vì tìm kiếm khái niệm kích thích mới có thể thu mua sáng vực, như vậy hắn thúc đẩy Khoa Vương lấy kỹ thuật chip băng tần cơ sở ISS của Cẩm Hồ làm cơ sở tiến vào lĩnh vực chế tạo điện thoại di động cũng không khiến họ ngạc nhiên tại điểm này. Chu Hưng Đông chỉ là đại biểu điện tử Hoa Hạ đảm nhiệm đồng sự của Khoa Vương mà thôi. Còn không có tư cách vung tay múa chân với Tạ Kiếm Nam. Tạ Kiếm Nam tỏ vẻ tươi cười, chuyển đề tài đến chuỗi tiệm Internet sáng vực, cũng là khéo léo cho mọi người thấy lập trường. Vương Hải Túc cũng giả bộ hồ đồ, hồi đáp, coi như thuận lợi, sau khi chúng tôi tiếp nhận không tính mở rộng đầu tư vào nghiệp vụ, doanh thu nửa năm sau đạt được 50 triệu như chúng tôi mong muốn. Báo cáo thường niên của khoa học công nghệ Hải Túc đã hoàn thành, qua 2 ngày nữa sẽ công bố ra. Ngoại trừ điều này, các bộ ủy quốc gia như Bộ Thông tin, Bộ Văn hóa năm nay khả năng sẽ liên hợp chế định chế độ hoạt động của ngành tiệm Internet, đến lúc đó tiền cảnh của thị trường sẽ càng tươi sáng hơn. Hắn lại dễ dàng chuyển đề tài đến nơi khác. Đây cũng là một tin tức không tồi, thảo nào mọi người ngồi ở đây đều rất có tinh thần như thế. Tạ Kiếm Nam giả tạo vẻ thật cao hứng thay họ, hai chân vắt chéo ngồi trên ghế sofa, nhìn các nữ nhân viên xinh đẹp rót rượu cho hắn, còn thân thiết cười cười. Tạ Kiếm Nam bưng ly rượu lên, hướng Vương Hải Túc tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, bỏ Chu Hưng Đông một bên không để ý tới. Chương 1212, thí nghiệm hình thức mới 2. Chế độ đầu vào điện thoại di động trong 3 năm ngắn ngủi đã tạo ra một loạt các xí nghiệp điện tử sáng chói như Ái Đạt, Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tấn, Đông Hưng, nghiệp vụ điện thoại di động của Ái Đạt tại thị trường trong nước có lợi nhuận hàng năm đạt đến con số kinh thế hãi tục 4 tỷ. Hiện nay trong nước xí nghiệp cầu một tấm giấy phép điện thoại di động nguyện bỏ tiền tỷ có khối người, chỉ tiếc năm nay Bộ Thông tin lại đột nhiên quyết định tạm ngưng, khiến bao nhiêu người nguyền rủa không ngừng. Trong lòng Tạ Kiếm Nam nghĩ chế độ kinh doanh của ngành Internet một khi xác lập,
có thể sẽ làm lĩnh vực một trở thành một nơi tụ vàng mới, cũng khó trách Vương Hải Túc nói đến việc này sắc mặt không giấu nổi vui mừng. Chỉ là ngành làm Internet cùng ngành điện thoại di động khác nhau rất lớn. Tính khu vực của kinh doanh Internet rất mạnh, cho dù Bộ ủy quốc gia muốn chế định chế độ đầu vào gì. Cuối cùng quyền hạn phê duyệt cũng sẽ rơi vào tay địa phương. Có lẽ chỉ có quyền phê duyệt cho phép kinh doanh Internet vượt khu vực tỉnh mới ở trong tay Bộ ủy quốc gia. Chỉ là bởi vậy, hàm kim lượng sẽ thấp hơn nhiều, không có khả năng đánh đồng với hàm kim lượng của giấy phép điện thoại di động. Tạ Kiếm Nam cũng biết nhóm Hải Túc cũng không quan tâm đến hàm kim lượng chân chính của chế độ đầu vào của ngành Internet, chỉ cần cung cấp đủ khả năng truyền bá là đủ rồi. Trước mắt họ chỉ quan tâm đến phương án tăng phát cổ phiếu mới vào trung tuần tháng 5 xem có thể thuận lợi thi hành hay không. Tháng 3 là thời kỳ tập trung tuyên bố báo cáo thường niên của các công ty trên sàn chứng khoán lớn toàn cầu, trong phạm vi toàn cầu, thành tích tổng thể của các công ty trên sàn chứng khoán thuộc lĩnh vực công nghệ mới tương đối khả quan, quy mô tăng trưởng sản nghiệp trên 30%. Microsoft, xí nghiệp long đầu của công nghệ toàn cầu có lợi nhuận hàng năm vào năm 99 đạt đến con số kinh người 9 tỷ đô la Mỹ, dự tính thành tích trong quý 1 năm nay sẽ tăng trưởng 30%, mấy tin tức này đều sẽ kích thích thị trường chứng khoán Âu Mỹ. Tình thế cũng càng trở nên mạnh hơn. Cho dù dưới áp lực giảm chỉ bán ra cổ phiếu của ISS đến hơn 17 triệu, giá cổ phiếu của Côn Đằng vẫn ngoan cường giữ ở trên 42 đô la Mỹ, cũng ý nghĩa bộ phận cổ phiếu mà Cẩm Hồ cuối cùng giảm chỉ từ Côn Đằng hiện chỉ ít vượt lên trước 710 triệu đô la Mỹ. Khi ISS tuyên bố giảm chỉ toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ, giá cổ phiếu của Côn Đằng thậm chí trong vòng một ngày đã tăng đến cao điểm 50 đô la Mỹ giai đoạn trước. Giảm chi, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ. Kích thích giá cổ phiếu của Côn Đằng tăng lên ngoại trừ nhân tố ISS, chính là Côn Đằng đổ tiền 4 triệu đô la Mỹ vào trang web thương mại điện tử Trác Phực thu được 20% cổ phần. Các nhà đầu tư lớn đều dự đoán quy mô của nghiệp vụ thương mại điện tử vào năm 2004-2005 sẽ đạt đến 6.000 tỷ đô la Mỹ. Khu vực châu Á sẽ chiếm phân ngạch thị trường 20%. Tiềm lực của thị trường Trung Quốc chỉ sau Nhật Bản. Ông trùm thương mại điện tử toàn cầu Amazon cũng phái ra đại biểu thương mại đến Trung Quốc tìm đối tượng thu mua thích hợp. Họ từng đưa ra giá 400 triệu đô la Mỹ thu mua 8818, bài danh đệ nhất của thị trường thương mại điện tử Trung Quốc mà bị cự tuyệt, tin tức tương quan được giới truyền thông trong nước gây xôn xao. Dưới bối cảnh cuồng nhiệt của kinh tế Internet, các nhà đầu tư trong nước nhất trí cho rằng 20% cổ phần của Trác Phực, bài danh đệ tam của thị trường thương mại điện tử Trung Quốc chỉ định giá 4 triệu đô la Mỹ. Bị đánh giá thấp nghiêm trọng, mà không ý thức được 400 triệu đô la Mỹ mà Amazon dành cho 8818 thật ra chỉ là tin tức giả. Tạ Kiếm Nam rõ ràng cái giá mà Amazon đưa ra thực tế chỉ có 160 triệu đô la Mỹ, hơn nữa là muốn thu mua toàn bộ cổ phần của 8818. Đem so với đầu tư liên tục một năm nay, tiếp thu cái giá của Amazon đưa ra, Tinh Điển, Hoành Tín vẫn có lợi nhuận trên 100%. Chỉ là dã tâm của họ không chỉ có vậy. Sao có thể trước món lợi nhỏ trước mặt mà dừng lại không tiến chứ? Đồng ý bảo trì tiếp xúc với Amazon, cũng chỉ là muốn mượn Amazon truyền bá một phen mà thôi. Trình độ truy tung đưa tin của giới truyền thông trong nước cũng so được khi Microsoft thu mua cổ phần của âm nhạc toàn cầu vào năm trước. Tạ Kiếm Nam nhìn mọi người đang ngồi có vẻ do dự, nghĩ thầm khi họ thấy được đã nắm chắc thắng lợi, chỉ chờ 2 tháng sau khi thời hạn công khai tăng phát cổ phiếu mới qua đi là có thể thu gặt thành quả thắng lợi rồi. Đem so với Khoa Vương với lợi nhuận một năm cũng không được 200 triệu, tại thị trường tư bản, chỉ điểm Giang Sơn sẽ phong quang hơn nhiều. Khoa học công nghệ Hải Túc lấy giá cổ phiếu trước mắt phát hành cổ phiếu mới, một lần là có thể cuốn đi 5 tỷ tài chính. Đây còn chưa bao gồm Hoành Tín, Tinh Điển phía sau dùng số vốn lớn thác thị lại rút lui rồi thu lợi. Thảo nào có một số người khi đi vào thị trường chứng khoán sẽ không có hứng thú làm thực nghiệp nữa. Thác thị, khi thị trường chứng khoán liên tục rơi xuống, sẽ đầu tư tiền mua vào, khiến thị trường chứng khoán tăng trở lại. Lâm Tuyết tìm Tạ Kiếm Nam qua đây, vẫn là quan tâm việc sắp tới Cẩm Hồ nắm giữ địa ốc Gia Tín, anh rất quen thuộc với địa ốc Gia Tín, anh cảm thấy Cẩm Hồ làm như thế với địa ốc Gia Tín rốt cuộc là muốn làm gì? Việc này quả thật không dễ trả lời. Tạ Kiếm Nam hàm hồ đáp, hắn nhớ tới lời nói của Tạ Tử Gia, cho dù lúc này không thể phân rõ giới hạn cùng Hoành Tín, Tinh Điển, có một số việc vẫn phải tận lực tránh xa vào trong. Khi tôi biết được tin tức Thế Kỷ Cẩm Hồ đột nhiên thu mua cổ phần của địa ốc Gia Tín thì cũng rất giật mình. Tôi còn từng gọi điện thoại hỏi Cát Ấm Quân việc này, nhưng anh ta không để ý tới. Cho dù Tạ Kiếm Nam không đoán ra bố cục của Cẩm Hồ trên ngành bất động sản,
cũng có thể nghĩ đến Cẩm Hồ cần một công ty trên sàn chứng khoán để tiến hành vận hành tư bản. Trước khi qua đây, Tạ Kiếm Nam cùng Tạ Ý đã nói qua việc này với Tạ Tử Gia. Tạ Ý phân tích cho hắn rằng, Cẩm Hồ tại Hải Châu kiến thiết khu an trí để cải tạo di rời thành Sa Điền, lại tại Tân Khu kiến tạo Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ, bán rất nhiều khu nhà ở cho các đối tượng riêng biệt với giá thấp. Lợi nhuận trực tiếp thu được sẽ rất thấp. Mấy năm nay, chủ yếu là dựa vào vốn ở phía sau Cẩm Hồ để duy trì nó đại quy mô khai phát địa ốc. Tuy nhiên ngoại trừ chút ít lợi nhuận tiền mặt, còn có rất nhiều công trình thương nghiệp phụ thuộc đều nắm giữ trong tay xem như là lợi nhuận ngoài định mức. Lần này Cẩm Hồ đưa những công trình thương nghiệp phụ thuộc này vào công ty trên sàn chứng khoán để đổi lấy 1,2 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt, xem như là đền bù khoản lợi nhuận giai đoạn trước chưa thu được rồi. Công ty có thể từ trong những công trình thương nghiệp phụ thuộc này thu được lợi nhuận từ tiền thuê ổn định, cùng với lợi nhuận khi bất động sản tăng giá trị để hồi báo cho cổ đông. Cẩm Hồ là đại cổ đông của công ty, còn có thể thu được phân phối lợi ích lần thứ hai. Tạ Tử Gia phân tích càng mạnh dạn hơn, hiện tại, các tổ chức đầu tư ở Hồng Kông có mong chờ tương đối tốt đối với địa ốc thương nghiệp của đại lục, nếu như Cẩm Hồ cố tình đem hoạt động lần này trở thành hình thức thương nghiệp ổn định để phát triển, có thể lợi dụng loại hình thức này từ thị trường đầu tư Hồng Kông vốn như quả cầu tuyết thu được nguồn tài chính rất lớn tới cuồn cuộn không ngừng, rồi đầu tư vào thị trường bất động sản đại lục. Cho dù không kiếm được một phân tiền trong tiêu thụ nhà, hình thức này vẫn có thể bảo đảm lợi nhuận thương nghiệp phong phú cho thế kỷ Cẩm Hồ. Chương 1213, thí nghiệm hình thức mới 3. Tạ Kiếm Nam cho rằng phân tích của Tạ Ý, Tạ Tử Gia có chút đạo lý, tuy nhiên loại hình thức này có độ khó thao tác rất lớn. Then chốt phải bảo đảm các công trình thương nghiệp phụ thuộc đưa vào công ty trên sàn chứng khoán có giá trị thương nghiệp kèm theo phải đủ cao mới được. Bất kể an trí tiểu khu như cải tạo cựu thành Sa Điền, hay là Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ, đặc điểm khai phát địa ốc của nó chính là quy mô khu dân cư khổng lồ. Thời gian hình thành quy mô nhà ở ngắn, đương nhiên kết quả gián tiếp chính là xây dựng nên hàng loạt nhà ở và lấy giá thành phẩm bán tháo ra, sẽ sản sinh tác dụng ức chế rất mạnh đối với giá nhà chung quanh. Tạ Kiếm Nam nhớ tới tình hình nửa tháng trước cùng Trương Khắc gặp mặt tại Kim Sơn, còn có những lời nói của Trương Khắc khi đứng ở quảng trường trung tâm khu dân cư Thần Hy, có nhắc đến bí thư Đào Tấn hy vọng khống chế giá nhà. Nghĩ tới đây, Tạ Kiếm Nam có hơi kinh hãi, lẽ nào Trương Khắc thực sự muốn khống chế giá nhà tăng lên? Loại hình thức thương nghiệp này mặc dù khi thao tác có phần trắc trở, nhưng chung quy thoạt nhìn càng hợp thực tế hơn so với chính sách nhà thích dụng kinh tế. Lâm Tuyết thấy Tạ Kiếm Nam nhíu mày. Chỉ coi như hắn cũng không đoán ra động cơ của Cẩm Hồ. Chu Hưng Đông tùy ý nói, Cẩm Hồ còn có thể muốn làm cái gì, đơn giản cũng muốn kiếm tiền từ thị trường chứng khoán mà thôi. Năm 97 họ đã thuận lợi làm một lần, có cơ hội sao có thể bỏ qua lợi ích như vậy. Yến Tước An chi hồng hộc chi trí, Tạ Kiếm Nam chuyển ánh mắt tới trên mặt Chu Hưng Đông, không dừng lại, lại chuyển qua cười nói với Lâm Tuyết, có thể đúng như giám đốc Chu nói. Yến Tước An chi hồng hộc chi trí. Loài chim én, chim sẻ bay thấp thì làm sao mà biết được cái chí lớn của chim hồng, chim hộc bay cao. Nếu giám đốc Chu thật sự có năng lực này thì sẽ không cần phải ở lại điện tử Hoa Hạ. Lâm Tuyết không có sắc mặt hòa nhã gì với kẻ như Chu Hưng Đông. Thường hắn chỉ lấy ánh mắt vô sỉ nhìn vào chỗ lồi chỗ lõm trên người cô. Ánh mắt của hắn nhìn giống như hận không thể cắn vài cái lên đó. Mà thật sự ở trên giường dạng hai chân ra hắn lại không có dũng khí bỏ lên trên. Loại nhân vật này Lâm Tuyết là khinh thường nhất. Lâm Tuyết biết Tạ Kiếm Nam sẽ không kém cỏi như Chu Hưng Đông, nghĩ thầm hắn có thể không muốn phá hư buôn bán với Cẩm Hồ. Cô biết Tạ Kiếm Nam là người ý chí kiên định, sau khi hạ quyết tâm thì chính là tảng đá dầu muối không hắt vào được. Không chỉ nói loại nhị thế tổ như Chu Hưng Đông, cũng không phải loại trai bao như Vương Hải Túc có thể so sánh. Có lẽ đấu với Cẩm Hồ mấy năm nay cũng cụt hứng rồi, có vẻ muốn tránh việc. Lâm Tuyết cũng không tiếp tục dây dưa hỏi tiếp. Tạ Kiếm Nam ngồi một lúc nữa liền cáo từ ra về. Khi ngồi trên xe muốn rời khỏi hội sở Hối Tuyền, vừa vặn có một chiếc Audi model mới màu xám bạc chạy qua dừng trước hội sở. Tạ Kiếm Nam chờ xe của hắn chạy ra khỏi sân trước hội sở, liền thấy Hồ Kim Tinh từ bên trong đi ra ngồi lên xe. Xe của họ khởi động rất nhanh đã vượt lên trước. Khi vượt qua, Hồ Kim Tinh còn nhô đầu ra chào hỏi, giám đốc Tạ có muốn về Đại học Đông Hải, về chốn cũ trùng du không? Cảm ơn, về khách sạn còn có chuyện muốn xử lý. Thực sự là số khổ. Tạ Kiếm Nam khéo cự tuyệt, lúc này hắn mới nhìn rõ lái xe cũng là thanh niên thường đi cùng với Hồ Kim Tinh, cũng là sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại học Đông Hải, là con trai của một sở phó nào đó của sở giáo dục tỉnh Đông Hải.
Nghe nói họ dựa vào tin tức cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Thúc mà kiếm được rất nhiều tiền. Giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Thúc một năm tăng trưởng 28 lần, những người này diễu võ dương oai kiếm một chiếc Audi mới cũng rất bình thường. Bác cũng không có cơ hội chơi cờ với bí thư Đào Tấn, nhưng nghe người khác nói đến phong cách chơi cờ của ông ấy. Khi ông ấy chơi cờ không thích nói, một câu cũng không nói. Ông ấy trầm mặc, người khác hơn phân nửa cũng trầm mặc theo. Chỉ có tiếng đi cờ cạch cạch. Từ Học Bình giơ tay đặt quân cờ tiếp theo, nói chuyện về Đào Tấn. Số lần ông ấy chủ động tìm cháu là một lần hay hai lần, cháu cũng nhớ không rõ rồi. Cũng trầm mặc thật, Trương Khác nở nụ cười, lần này tìm cháu lại ném cho cháu một nan đề. Giá nhà trong nước dâng lên thực sự rất khó khống chế sao? Từ Học Bình hỏi. Kiến Nghiệp mới chỉ tiến vào thời kỳ đầu của cải cách nhà ở. Trước đó xóa bỏ chính là chế độ phúc lợi phân nhà cho công nhân viên của các xí nghiệp quốc hữu. Đợi trong năm nay sẽ triệt để xóa bỏ phúc lợi phân nhà cho công nhân các cơ quan đơn vị. Có thể sẽ tạo ra một làn sóng. Kim Sơn cũng sẽ như vậy, cũng xu thế phục chế đến các thành phố tuyến 2 và 3 khác. Mấy năm nay tốc độ tập trung tư bản của dân gian trong nước rất khá, nhưng lối ra lại khá chật. Khi giá nhà tiếp tục dâng lên, tư bản dân gian sẽ có xu thế đọng lại vào bất động sản. Hành vi đầu cơ cũng sẽ ngày càng ngang ngược hơn. Lúc này thảo luận khống chế giá nhà thì thời gian còn hơi sớm. Trương Khác nói chuyện với Từ Học Bình tương đối tùy tiện, cũng có thể nói sự việc càng thấu triệt hơn, hình thức có tính thí nghiệm của thế kỷ Cẩm Hồ có thể sẽ khống chế lòng tham quá độ của các chủ thầu xây dựng khác, nhưng có phát huy một số ảnh hưởng hữu hiệu đối với việc khống chế giá nhà hay không thì quả thật không có lòng tin bao nhiêu. Chương 1214, bước nhầm vào xóm làng chơi 1. Đêm khuya người tĩnh, tiếng đi cờ cạch cạch không ngừng. Chu Thục Huệ khoác áo ngủ đi vào, hai người đâu có chơi cờ, mà chỉ cầm quân cờ trong tay gõ vào bàn cờ. Hai người có đi ngủ hay không, sắp một giờ rồi. Bà ngủ trước đi, giờ tôi đi ngủ cũng ngủ không yên được, ngồi thêm một lúc nữa. Từ Học Bình nói, Đào Tấn còn có thể tiếp tục phát huy lực ảnh hưởng ở trên vị trí Phó Ủy viên Quốc hội Nhân dân, hai năm sau hắn lui xuống, chỉ sợ sẽ triệt để về hưu rồi. Nếu thật muốn nghỉ ngơi thì đợi đến lúc đó cũng không trễ. Trương Khác ngả tay. Từ Học Bình tóm y ở chỗ này nói chuyện, y chung quy không thể chui về phòng đi ngủ. Chu Thục Huệ bất đắc dĩ thở dài một hơi, ông nên học Đào Tấn ấy. Ông ấy đều lợi dụng người khác hóa giải áp lực thay mình. Ông thì ngược lại, toàn ôm trọng trách của người khác lên thân mình. Tôi học ông ta, là tứ bất tượng, ông ta học tôi, cũng là tứ bất tượng. Từ Học Bình vừa cười vừa nói, lại vung tay, bảo vợ đừng ở chỗ này quấy rầy. Chu Thục Huệ cảm thấy ban đêm hơi lạnh, bà nắm chặt áo ngủ nói, để tôi giúp hai người làm hai chén bánh trôi, đợi lát nữa đói bụng ngủ cũng khó chịu. Trễ thế này, bà cũng không tiện gọi bảo mẫu chuẩn bị bữa ăn khuya. Trương Khác lại cùng Từ Học Bình thảo luận đến các nhân tố khác gây khó khăn cho khống chế giá nhà, cải cách nhà ở toàn quốc mới sơ bộ thực thi, đại quy mô cũng mới giật lại màn che không lâu sau, năm ngoái giá công trình dùng thép tăng 32%. Xây dựng cơ sở sản nghiệp sắt thép nghìn vạn tấn của Tân Đình mới là bước đầu tiên. Chỉ là quy mô mở rộng càng lớn yêu cầu nguồn vốn càng hùng hậu mới duy trì được. Sắp tới Cẩm Hồ chỉ kế hoạch thu mua nghiệp vụ sắt thép dưới cờ tập đoàn đại chúng của Singapore, xem như bổ sung cho kế hoạch chỉnh thể. Ở trên chuỗi sản nghiệp này có động tác lớn gì, còn phải đợi áp lực tư bản thoáng giảm bớt lại mới được. Nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng có năng suất bao nhiêu? Từ Học Bình hỏi. Khoảng 2 triệu tấn, Trương Khác nói. Ha ha, năng suất 2 triệu tấn cũng chỉ là bộ phận bổ sung của kế hoạch thôi. Từ Học Bình cười nói, có lực quyết đoán hơn nhiều so với một bí thư tỉnh ủy như bác. Trương Khác cười cười, tổng năng suất sản nghiệp sắt thép trong nước trước mắt không đến 110 triệu, tổng năng suất sắt thép toàn cầu cũng không đến 800 triệu tấn. 2 triệu tấn cũng chiếm 2,5 phần nghìn, sao cũng không thể xem như là hạng mục nhỏ được. Trương Khác nói. Bộ phận nghiệp vụ sắt thép của đại chúng tuy nói có năng suất 2 triệu tấn, nhưng dưới cờ 16 nhà xưởng gia công sản phẩm sắt cùng tinh luyện kim loại phân tán tại các nơi Đông Nam Á, thậm chí tại Mumbai, Ấn Độ còn có một nhà xưởng tinh luyện kim loại nhỏ. Bố cục sản nghiệp vô cùng phân tán của đại chúng rất không lý tưởng, khiến cho giá thành quản lý sản xuất rất cao. Khủng hoảng tài chính châu Á làm cho ngành chế tạo của Đông Nam Á rất thảm đạm, càng không cần nói đến đại chúng với bố cục sản nghiệp phân tán như vậy. Temasek đã muốn kéo nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng vào tay từ lâu. Cái giá đưa ra cho năng suất 2 triệu tấn tập còn thấp hơn giá trị lúc đầu của sắt thép Đông Sơn.
chúng ta dự định tiếp nhận nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng. Ngoại trừ thấy được kinh tế Đông Nam Á có dấu hiệu khôi phục, chủ yếu vẫn là suy nghĩ đến bố cục sản nghiệp phân tán của nó rất có lợi cho tương lai chúng ta chiếm lĩnh thị trường sắt thép Đông Nam Á và Nam Á. Theo mưu lược đại quốc mà nói, Đông Nam Á hẳn là thành hậu hoa viên cho chúng ta, Trung Quốc mới có thể xưng là chân chính quật khởi. Từ Học Bình cười cười, năm nay bác đã 63 tuổi rồi, không biết có thể mở mắt nhìn thấy ngày đó đến hay không. Đám thanh niên các cháu suy nghĩ nên lâu dài một chút, nhưng bởi vậy, mâu thuẫn với các tập đoàn tài chính của Nhật vốn coi Đông Nam Á là nhà mình sẽ lại tăng lên một phần. May mà hiện tại không cần nhìn sắc mặt của họ nữa. Trương Khắc cười nói. Cẩm Hồ tại Tây Úc đại quy mô đầu tư khai thác mỏ, xây dựng hệ thống hậu cần độc lập tiến hành bố cục sản nghiệp quan trọng như vậy, các tài phiệt của Nhật cũng không có quả đoán ra mặt gây khó khăn. Trương Khắc căn bản là không lo lắng tài phiệt Nhật sẽ vì một việc nhỏ không đáng kể mà gây chiến khi họ thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng. Cho dù bỏ qua thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với đại cục. Thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng, khiến năng suất sắt thép do Cẩm Hồ trực tiếp khống chế vượt quá 3 triệu tấn, so với nhu cầu của thị trường sắt thép ngày càng dồi dào trong nước, chút năng suất ấy còn xa mới đủ no. Trương Khắc kế hoạch sau khi thu mua nghiệp vụ sắt thép của đại chúng, có thể trước tiến chuyển vận sản phẩm sắt thép đến thị trường trong nước để xoay cục diện suy yếu trước mắt. Mặt khác, thu mua nghiệp vụ sắt thép dưới cờ tập đoàn đại chúng của Singapore, cũng có thể xoay chuyển cục diện kỹ thuật lạc hậu về tinh luyện kim loại cùng gia công của sắt thép Đông Sơn trước mắt. Trên nhiều khía cạnh, cho dù trình độ kỹ thuật của tập đoàn sắt thép Liên Hợp Đông Hải cũng không phải rất mạnh, hơn nữa ỷ lại tương đối sâu vào kỹ thuật của Nhật, muốn xoay chuyển cục diện kỹ thuật lạc hậu, tăng thêm đầu tư vào kỹ thuật là căn bản, nhưng hiệu quả nhanh nhất vẫn là tỉnh cấu. Lần này Trương Khắc đến Kim Sơn sau đó sẽ lại đi vòng đến Tân Đình, trong TP. Tân Đình sẽ gặp mặt với Bí Thư Thành ủy Khám Duy Đào và các quan viên của Tân Đình. Đến hoàng hôn thì mới chạy tới Đông Sơn. Không để các quan viên cùng đi, sợ kinh động quá lớn, tiền hô hậu ủng, căn bản là nhìn không thấy cái gì muốn nhìn. Cũng không để cho Đào Thư Nghệ, Điền Mưu Đông, Mông Học Khánh vào trong thành phố đón y. Trương Khắc đến Tân Đình chỉ là tùy tiện xem xét, không muốn kinh động ai, nhưng trưởng phòng tổng hợp của thành ủy Trương Mai nói là có công vụ muốn đến Đông Sơn, Trương Khắc cũng không cự tuyệt thiếu phụ phong tình xinh đẹp đi cùng, y liền đáp ứng. Khi lên xe, Trương Mai lại kéo Cao Tình lên xe, nói là cùng đến Đông Sơn xử lý công vụ. Đem so với vẻ ngây ngô hai năm trước, lúc này dung mạo của Cao Tình đã nhiều hơn vẻ phong tình quyến rũ, đóa hoa tươi này thoạt nhìn đã bị người khác hái đi rồi. Không đến trấn Đông Sơn, mà là trực tiếp đến công trường. Trương Mai cùng Cao Tình tự nhiên cũng thuận tiện cùng đi, không hề nhắc đến công vụ bọn họ đến Đông Sơn muốn làm. Trước khi vào công trường, quản lý văn phòng liên lạc Đàm Thiên của thương vụ Cẩm Hồ đặt tại Tân Đình đã sớm chuẩn bị hai chiếc xe Jeep Bắc Kinh giống như đã lội qua bùn để đổi cho nhóm Trương Khắc. Một chiếc xe quan ngoại giao Lincoln, một chiếc xe thương vụ Buick chuyển hướng chạy về sắt thép Đông Sơn phía Bắc. Trương Mai lại không tiện ở trước mặt nhóm Trương Khắc gọi điện thoại nói cho bọn Đào Thư Nghệ đừng có đợi ở đó, Trương Khắc Kim Thiền thoát xác đã vào công trường rồi. Nếu như họ lái xe đuổi theo tới sắt thép Đông Sơn phía Bắc, vậy thì chúng bẫy rồi. Dưới ánh nắng hoàng hôn, trụ cầu khổng lồ như một trụ trống trời dựng thẳng tại nơi đó. Chương 1215, bước nhầm vào xóm làng chơi 2. Là một trong những công trình chủ thể xây cảng của đảo Đông Sơn, công trình thông đảo cũng đã bước vào thời kỳ cuối, đang tiến hành khâu cuối cùng trải mặt cầu. Tranh thủ trước khi vào đầu xuân năm tới sẽ chính thức thông xe. Đến lúc đó sẽ có chiếc tàu hàng Viễn Dương đầu tiên bỏ neo đến cảng Đông Sơn. Quặng sắt sẽ thông qua cầu số 1 của cảng trực tiếp đưa vào trong lò luyện của Đông Sơn, càng nhiều hàng hóa sẽ cuồn cuộn không ngừng tụ lại phân tại cảng Đông Sơn. Trương Mai cùng Cao Tình mang nón bảo hộ đi theo Trương Khắc qua lại trong công trường, một bước không rời. Trương Khắc người cao bước chân rộng, họ còn phải hơi chạy bộ đi theo sát. Mỗi lần cao tầng Cẩm Hồ thị sát công trường, cách vài ngày văn phòng liên lạc của Cẩm Hồ sẽ đệ trình ủy ban kiến thiết công trình cảng Đông Sơn một số ý kiến cải cách. Trong thành phố, trong khu sẽ nghĩ hết mọi khả năng tranh đua với kỳ hạn công trình, xem kỳ hạn công trình là sinh mệnh. Ý kiến cải cách phía đầu tư lại không thể không nghe, đặc biệt là ý kiến của Cẩm Hồ xe càng trực tiếp quyết định tiến triển của công trình chỉnh thể, cho nên mỗi lần cao tầng Cẩm Hồ qua đây thị sát, trong thành phố đều tận khả năng phái người để ý sát một chút, có vấn đề nhỏ gì tùy thời tùy chỗ giải quyết, đừng đưa đến hội nghị công trình phải tốn hơi thừa lời nói. Trương Mai thấy Trương Khắc thỉnh thoảng sẽ dừng chân lại móc ra quyển sổ nhỏ nhanh chóng ghi lại chút gì,
cũng không thấy y tìm người hỏi, hoặc cùng Đàm Thiên giao lưu cái gì, tự nhiên không rõ lắm tới cùng y viết cái gì lên quyển sổ. Cô cũng không thể làm bộ phong tao vô biên ghé người qua nhìn lén. Trương Mai biết kiểu này không hữu hiệu với Trương Khác, vài lần tiếp xúc không nhiều trước đó, cô biết mấy vị oanh oanh yến yến bên người Trương Khác mỗi người đều là tuyệt sắc, chỉ sợ làm khẩu vị của y càng kén chọn hơn rồi. Cao Tình vẫn có phần thận trọng. Trời sắp tối, ngồi xe đến trấn Đông Sơn, Trương Mai còn tưởng rằng Trương Khác sẽ trực tiếp đến khách sạn Bắc Sơn ăn cơm nghỉ ngơi. Khi đi qua cầu Sư Phạm, Trương Khác thấy đầu ngõ người đến người đi có phần náo nhiệt, y liền bảo tài xế chạy xe đến đầu ngõ. Bởi trước đó Trương Khác minh xác nói không muốn quan viên trong thành phố đi cùng, Trương Mai cũng không tiện nhắc nhở y có các quan viên như Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Công ủy Đảng khu Đào Thư Nghệ cùng khu trưởng Điền Mưu Đông, Phó khu trưởng Mông Học Khánh đều đang ở khách sạn Bắc Sơn chờ y qua cùng nhau dùng cơm. Quẹo vào ngõ nhỏ, Trương Mai mới phát hiện nơi đây là xóm làng chơi của trấn Đông Sơn, con hẻm dài cả 600-700 mét, hai bên hẻm đều là các tiệm gội đầu tỏa ra ánh đèn đỏ đầy ái muội. Các cô gái trẻ trong bộ quần áo thiếu vải ngồi ở sau cánh cửa thủy tinh nhìn có người đi qua liền gõ vào thủy tinh để khiến cho người qua đường chú ý. Thấy được xe jeep thân xe đều dính bùn đi qua, họ càng vui mừng, bạo dạn hơn dạng chân ra, lộ ra chỗ thần bí giữa hai chân sau lớp váy như ẩn như hiện. Cũng có rất nhiều bé gái đứng ở bên đường bán hàng. Sắc trời còn chưa hoàn toàn vào đêm, buôn bán cũng không quá phát đạt. Phó Tuấn ngồi ở vị trí phó lái. Trương Mai cùng Cao Tình ngồi với Trương Khác ở ghế sau. Trương Mai ngồi ở chính giữa. Ghế sau của xe Jeep Bắc Kinh không phải là quá rộng rãi, người cô hơi dán vào người Trương Khác. Trương Mai vẫn chỉ coi như Trương Khác chỉ lầm đường mới quẹo vào con hẻm này, cô cũng không nói cái gì. Thấy y nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như có phần thích thú thưởng thức các cô gái trẻ bán sắc tướng mà sống sau cánh cửa thủy tinh. Trương Mai nghĩ thầm đàn ông đều là đức hạnh này. Cô cũng ngoảnh mặt về phía Cao Tình đang làm bộ chỉnh lý tư liệu trong tay, không trở ngại y thưởng thức diễm sắc ở đầu đường. Từ khi công trình xây cảng đảo Đông Sơn khởi động tới nay, đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ cũng có thể nói trực tiếp xếp trấn Đông Sơn thành Kim Sơn rồi. Ngoại trừ đại quân kiến thiết với quy mô gần 10 vạn, nhà cung cấp vật liệu xây dựng, nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp máy móc, thương nhân cũng phải lấy hàng vạn đổ vào trong trấn Đông Sơn nguyên là thị trấn Bắc Hà với tổng nhân khẩu không đến 5 vạn. Tự nhiên cũng có vô số các cô gái trẻ hoặc chủ động hoặc bị ép đến trấn Đông Sơn kiếm tiền. Loại xe mà nhóm Trương Khác ngồi liếc mắt nhìn qua biết là xe Jeep của công trường, nên rất được các cô gái trẻ này hoan nghênh. Dừng một chút. Trương Mai nghe Trương Khác phân phó tài xế dừng lại thì giật mình, cô vô ý thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cô gái trẻ đẹp mặc váy da đen đứng bên đường. Khí trời tháng 3 còn hơi lạnh, cặp đùi trắng trẻo của cô gái dưới lớp váy da thật mê người, vóc người thon dài, khuôn mặt xinh đẹp. Cổ áo đơm kim tuyến lóng lánh rất thấp, lộ ra nửa bộ ngực trắng tinh. Trang điểm cũng không đậm, có vài phần thanh thuần. Trương Mai nghĩ thầm, dạng phụ nữ nào mà anh ta không chộp vào tay được, lại đi thích loại gái đứng đường. Cho dù có loại sở thích này, hình như nên lén lút mới thỏa đáng. Thấy Cao Tình kinh ngạc lại thất lễ nghiêng người nhìn chằm chằm vào Trương Khác, Trương Mai nhẹ nhàng véo cô một cái, nhắc nhở cô đừng thất lễ, cho dù Trương Khác có loại ưa thích đặc biệt này mà không tránh mặt họ. Họ cũng chỉ có thể làm bộ mắt mù tai điếc. Nghe có người gõ cửa sổ xe, cách cửa sổ xe nói vọng vào, chọn gọi 100, song phi 200. Trương Mai nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cô gái đứng đường kia chủ động đi tới mời chào khách, mặt cô gái dán vào cửa sổ xe. Một cô gái xinh đẹp như vậy, không ngờ lại đứng ở đầu đường mời khách. Cô gái đó có lẽ thấy được hai người phụ nữ ngồi trong xe, cho rằng là bị đồng nghiệp nhanh chân cướp hàng rồi, cô bĩu môi thất vọng bỏ đi. Lui về phía sau một chút. Trương Khác bảo tài xế vòng xe ra sau. Trương Mai kéo Cao Tình giả câm vờ điếc tiếp tục nhìn tài liệu trong tay, lẽ nào còn muốn giúp y xuống xe trả giá sao? Không ngờ bên này rẻ hơn bên Hải Châu nữa. Trương Khác nói với Phó Tuấn cùng ngồi ở hàng ghế trước. Trương Mai nghĩ thầm, nếu như anh cao hứng bao cả gái ở trong hẻm này, còn tính toán đắt rẻ với Hải Châu sao? Thấy Cao Tình đưa tay chỉ vào một chữ, Đức, trong tư liệu. Một ngón tay khác dọc theo tư liệu tìm xuống dưới, dừng ở trên chữ tính. Trương Mai nhịn không được muốn cười, đàn ông đúng là loại đức tính này, cái gì quá dễ đạt được chưa hẳn quý trọng. Trương Mai nghĩ dạng phụ nữ nào mà Trương Khác không bắt vào tay được. Kim ốc tàng kiều 8-10 người cũng được, nhưng lại có ưa thích này. Có muốn xuống xe xem không? Trương Khác lại hỏi Phó Tuấn. Trương Mai nghĩ thầm Trương Khác muốn chọn hai cô gái phong trần lên xe. Cô và Cao Tình có nên đến khách sạn Bắc Sơn hay không?
trong chiếc xe Jeep phía sau ngoại trừ Đàm Thiên còn có ba bảo tiêu. Những cô gái đứng đường thấy xe Trương Khắc sắp mở cửa, cho rằng còn có cơ hội, liền như ong vỡ tổ ùa qua chào hàng bản thân, chọn gói 100, song phi 200, kỹ thuật có tốt không, thử qua so sánh mới biết. Chương 1216, bước nhầm vào xóm làng chơi 3. Trương Khắc hốt hoảng, vội vàng đóng cửa xe lại, thấy Trương Mai nhìn mình, y tự giễu cười, mấy cô gái này có phải quá nhiệt tình rồi không? Người ta chủ động nhiệt tình như thế, chẳng lẽ không tốt sao? Cao Tình nghiêng đầu hỏi một câu có gai, Trương Mai muốn ngăn cản cũng không kịp, thấy nụ cười trên môi Trương Khắc hơi yếu đi, Trương Mai không nói gì thêm, xoay người mở cửa xuống xe. Lúc này Trương Mai mới chú ý tới chỗ xe dừng là trước một đại lý bất động sản, ai có thể nghĩ đến cả con đường là tiệm gội đầu này lại còn có mấy đại lý bất động sản. Bên đường dựng thẳng hai tấm giấy các, tông đỏ, một bên viết già nhà thuê ở trấn Đông Sơn, một bên viết nhà nhà bán ở trấn Đông Sơn. Thì ra vừa rồi Trương Khắc nói với Phó Tuấn là giá nhà không rẻ bằng Hải Châu. Chỉ cơ sở sản nghiệp sắt thép nghìn vạn tấn đã tạo ra gần 2 vạn công ăn việc làm, rất nhiều hạng mục lớn của cảng Đông Sơn sau này vừa đến 2 năm sẽ lần lượt hoàn thành, sẽ hấp dẫn rất nhiều công nhân ngoài Tân Đình đến Đông Sơn làm việc. Hiện tại đang trong thời kỳ kiến thiết, đại quân kiến thiết gần 10 vạn phần lớn đều ở trong lều lán đơn sơ, nhưng đã kích thích giá nhà của trấn Đông Sơn, nơi sở tại của chính phủ khu cảng Đông Sơn tăng cao. Vật giá tăng cao, trực tiếp lấy trong chủ thành Hải Châu làm chuẩn. Gia phòng của khách sạn chiêu đãi chính phủ khu Đông Sơn thậm chí đã sớm vượt quá tiêu chuẩn cấp 4 sao trong TP. Kim Sơn, chuỗi khách sạn thương vụ mà Thế Kỷ Cẩm Hồ đầu tư tại Đông Sơn hầu như không có lúc phòng trống. Trương Khắc qua đây ban đêm muốn ở lại Đông Sơn cũng phải thông báo trước. Chỗ ăn chơi xa hoa trụy lạc cũng càng ngư long hỗn tạp. Trương Mai biết Cao Tình không biết nặng nhẹ đã nói lời động chạm đến Trương Khắc. Cô thấp thỏm bất an xuống xe theo, nhìn Trương Khắc chắp tay đưa lưng về phía họ đứng ở trước đại lý nhìn bảng giá không nói gì. Không biết trong lòng y đang suy nghĩ cái gì, nghĩ thầm y quan tâm đến giá nhà của trấn Đông Sơn có thể là suy nghĩ đến thời cơ để hạng mục Tân Thành trước cảng khởi động chăng. Bảo tiêu trong xe phía sau cũng đều xuống xe theo, ngăn cản các cô gái đến dây dưa mời mọc ở bên ngoài, nhưng vẫn còn có mấy cô không biết nặng nhẹ ở bên ngoài gọi, ông chủ có cần thêm một người không, thử xem khoái cảm cực hạn của Tam Phi đi. Trương Mai nghe mà lạnh sống lưng, càng lo lắng lời vừa rồi của Cao Tình sẽ đắc tội Trương Khắc. Thấy Cao Tình lúc này mới biết mình nói sai đang trong bộ dạng thấp tha thấp thỏm, Trương Mai cũng không tiện nói cô cái gì. Trương Mai rõ ràng tâm tư của loại con gái này nhất, rõ ràng đã có bạn trai có thể nói chuyện cưới xin, gia thế còn rất tốt, nhưng vẫn kìm lòng không đậu bị loại đàn ông cực xuất sắc lại có quyền thế như Trương Khắc hấp dẫn. Vừa rồi Cao Tình nói móc vậy có lẽ là phản ứng vô ý thức của tâm tính mâu thuẫn cùng thất lạc mà thôi, ai kết hôn với loại con gái này mới thực sự là họa phúc khó liệu. Thấy Trương Khắc lại móc ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép, Trương Mai cũng nghiêng đầu nhìn xem bảng giá của đại lý. Cô vẫn luôn nghe nói giá nhà của Tân Đình đang tăng cao, tiền thuê nhà đang tăng, nhưng vẫn không có khái niệm cụ thể gì. Thấy một căn nhà 60m² 2 phòng ngủ 1 phòng khách xây từ cuối những năm 80 lại yết giá 12.8 vạn. Trương Mai giật nảy người. Cuối năm kia, giá nhà cao nhất ở trấn Đông Sơn không phải chỉ có 8.900 sao. Tuy nói giá nhà trong TP, Tân Đình tăng khủng khiếp, giá nhà mặt tiền ở trung tâm thành phố cũng không đến 2.000. Đây là giá vào cuối tuần, giờ lại tăng rồi. Từ trong đại lý đi ra một phụ nữ trung niên tuổi chừng 50, bà ta đánh giá nhóm người Trương Khắc rồi nói, nhà tầm trung, mỗi nhà tăng 1 vạn, cũng không còn nhiều nhà để bán rồi. Mọi người vào trong rồi nói đi. Trương Mai nghĩ thầm nhà tầm trung 60m² kia, chẳng phải là muốn bán 13.8 vạn. Chúng tôi chỉ xem thôi. Trương Khắc bỏ cuốn sổ vào trong túi áo, vỗ vỗ tay rồi xoay người vào trong xe, thấy Trương Mai ngồi vào theo mới nói. Tôi còn tưởng giá nhà ở Tân Đình phải qua 2 năm nữa mới có thể vượt qua Kim Sơn chứ, không ngờ giá nhà ở trấn Đông Sơn đã lấy kiến nghiệp làm chuẩn rồi. Giá nhà bình quân ở kiến nghiệp cũng không đến 2.2-2.3. Số liệu mà Cục Thống kê của TP, Tân Đình đưa ra, quả thật không thể tin được. Đúng vậy, Trương Mai vẫn ngồi sát với Trương Khắc, nghĩ thầm Trương Khắc quẹo vào trong hẻm là muốn thực địa nhìn xem giá nhà chân thực của trấn Đông Sơn. Cô dè dặt nói, hiện tại Thế Kỷ Cẩm Hồ trước tiên quy mô nhỏ khởi động kiến thiết Tân Thành trước cảng, hình như cũng là thời cơ. Có lẽ vậy. Trương Khắc không nói gì thêm với Trương Mai, liền bảo tài xế tìm mấy nhà đại lý ở trên đường. Còn cố ý đến một nhà đại lý nói chuyện, mới quay trở lại khách sạn Bắc Sơn.
vẫn không có cơ hội gọi điện thoại liên hệ, chạy tới khách sạn Bắc Sơn, Trương Mai mới phát hiện tổng giám đốc của Thế Kỷ Cầm Hồ Thiệu Chí Cương cũng ở đây, cũng không biết hắn chạy tới lúc nào. Khám Duy Đào cũng cố ý từ trong thành phố chạy qua đây, cũng không biết họ đã đợi bao lâu rồi. Còn tưởng cậu mới đến chứ, tôi từ Hải Châu tới đây cũng một giờ rồi. Thiệu Chí Cương giơ tay ra hiệu cho Trương Khác nhìn đồng hồ của hắn. Trưởng phòng Trương đi cùng tôi lượn một vòng trên trấn. Trương Khác nói, rồi nắm tay Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ đi vào trong, lại hỏi Thiệu Chí Cương, còn tưởng ngày hôm nay anh không thể qua đây, phương án của chúng ta, anh có nói chuyện qua với Bí Thư Khám và Phó Bí Thư Đào chưa? Cứ để cậu tiết lộ cho bên Bí Thư Khám đi, Thiệu Chí Cương nói. Ai nói không như nhau, anh là Tổng Giám Đốc của Thế Kỷ Cầm Hồ, lại muốn tôi làm việc giúp anh hả? Trương Khác cùng mọi người ngồi xuống, lại nói với Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ, Thế Kỷ Cầm Hồ trước đó đưa ra 1.2 tỷ tài chính, toàn diện khởi động kiến thiết tân thành trước cảng Đông Sơn, quy mô kiến thiết nhà ở trong 2 năm nay của chúng ta lấy chứa được 10 vạn người là mục tiêu. Trong 2 năm đã tranh thủ hoàn tất diện tích 3 triệu m bình phương. Vì dễ dàng cho các xí nghiệp như Tập đoàn Cảng Khẩu, Sắt Thép Liên Hợp Đông Sơn, Thuyền Dương Phổ, Dầu Trung Hải hấp dẫn nhân tài, quyết định hạn chế giá tiêu thụ nhà ở Tinh Trang cho nhân viên trong khu công nghiệp Cảng Khẩu. Chúng ta thẩm duyệt qua thành phẩm, quyết định lấy mỗi m bình phương giá 2.000 tệ làm tiêu chuẩn, giá cả hàng năm di động không quá 10%. Trong thành phố còn có chính sách ưu đãi hấp dẫn nhân tài gì nữa, có thể chỉnh hợp ra một phương án rồi liên hợp lại công bố với bên ngoài. Hải Châu cùng Tân Đình chỉ cách một dòng sông, Trương Mai đã từng đến Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ tham quan, nếu như lấy nhà Tinh Trang ở Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ làm tiêu chuẩn, mỗi m bình phương giá 2.000 tệ, gần như là giá thành phẩm rồi. Cô nghĩ thầm, Cẩm Hồ sẽ không dự định kiếm một phân tiền từ trong đó sao? Trấn Đông Sơn đã phát triển đến như vậy, tổng diện tích toàn bộ kiến trúc trên trấn cũng không biết có tới 3 triệu m bình phương hay không. Đào Thư Nghệ sờ sờ cái đầu bóng loáng, quả thật tìm xí nghiệp của Cẩm Hồ gánh chịu hạng mục mới bớt lo bớt việc được. Có phải lo lắng chuyện tiêu thụ có vấn đề hay không? Khám Duy Đào hỏi. Vừa bán lại thuê, các xí nghiệp trong khu công nghiệp Cảng Khẩu có thể dựa theo kế hoạch đã định đưa vào hoạt động. Tổng quy mô thuê bán hẳn là vượt quá 10 người, chúng ta chung quy không thể để người nhà của công nhân vào ở trong túp lều. Chúng ta khai phát bất động sản là muốn lợi nhuận, nhưng cũng không thể đặt hoàn toàn mục tiêu lên người họ. Thế Kỷ Cẩm Hồ còn hạch toán ra giá thành phẩm của phòng không, mỗi m bình phương không đến 500 tệ. Chỉ là tung ra giá cả hạn chế như vậy, sẽ tạo thành trùng kích quá lớn đối với thị trường bất động sản của TP. Tân Đình lúc này đang có xu thế cuồng nhiệt. Khi thị trường còn chưa có khái niệm gì đối với nhà Tinh Trang, tung ra giá nhà Tinh Trang có thể che tai mắt của mọi người. Ngay cả như vậy, mỗi lần khai phát một mẫu đất, trong thành phố vẫn có thể thu được lợi nhuận đất đai trên 30 vạn tệ. Trương Khác biết rõ xu thế bất động sản trong nước mấy năm sau này, không nghĩ qua muốn sản sinh ảnh hưởng quá lớn đối với thị trường bất động sản toàn quốc, nhưng ở trên địa bàn của mình, y vẫn rất mất hứng khi thấy được người khác sằng bậy. Kiến thiết nhà ở trong 2 năm nay ở Tân Thành trước cảng Đông Sơn phải lấy dung nạp 10 vạn làm mục tiêu. Chỉ có quy mô khai phát khổng lồ mà nhanh chóng như vậy mới có thể tránh làm cho nhu cầu đột nhiên tăng vọt mà kích thích giá nhà của Tân Đình trong thời gian ngắn tiếp tục tăng cao. Chương 1217, khúc nhạc dạo của Tân Quan nhậm chức 1. Là một bộ phận trong kế hoạch chủ thể của công trình xây cảng đảo Đông Sơn, Tân Thành trước cảng từ lúc trước năm 98 đã được lên hình rồi. Mùa đông năm 98 mới cùng kế hoạch công trình chủ thể đưa lên Bộ ủy quốc gia phê duyệt. Bản phác thảo bởi vì muốn chiếm dụng gần vạn mẫu đồng ruộng, diện tích quy hoạch quá lớn nên bị ủy phát triển kế hoạch quốc gia cắt bỏ. Trải qua hai đợt sửa chữa, phương án quy hoạch cuối cùng đến mùa đông năm ngoái mới có thể được phê duyệt thông qua. Ngoại trừ công trình kỳ 1 trưng dụng 4.000 mẫu đất, toàn bộ 8.000 mẫu đất mà công trình kỳ 2 cần thì phải yêu cầu phục hồi đất. Dù vậy, kế hoạch Tân Thành trước cảng này cũng chỉ là khu vực tổng hợp làm việc, thương mậu, nhà ở có quy mô cho 20 vạn nhân khẩu, kém quá xa với quy mô hải cảng đô thị với 100 vạn nhân khẩu chủ đạo lúc ban đầu của Cẩm Hồ. Trên vị trí lúc này của Trương Mai, cô rất rõ ràng tâm tính cả trên lẫn dưới. Mặc dù trong thành phố cũng không có lòng tin đặc biệt mãnh liệt đối với sự phát triển trong tương lai của cảng Đông Sơn, nhưng thân là người lãnh đạo ai không thích chỉ điểm Giang Sơn cho bản kế hoạch có quy mô vĩ đại. Mặc dù bản thảo là lấy quy mô nhà ở, thương mại, làm việc chứa 20 vạn nhân khẩu làm tiêu chuẩn, vẫn để lại đủ không gian tưởng tượng cho phát triển vào tương lai, nghĩ qua 5,6 năm mới sửa chữa quy hoạch cũng không muộn.
Trong lòng các lãnh đạo thành ủy cực kỳ bức thiết hy vọng bản kế hoạch cảng Đông Sơn có thể sớm ngày biến thành sự thực, vừa là hoành đồ vĩ nghiệp cho chức quan địa phương, cũng là cơ sở kiên cố để lên chức, hy vọng quy mô kiến tạo của các nhà đầu tư càng lớn càng tốt, tốc độ kiến tạo càng nhanh càng tốt. Trước khi phương án kiến thiết kỳ 1 của Thế kỷ Cẩm Hồ đưa ra, thậm chí ngay vào ngày hôm qua, nhóm lãnh đạo công trình xây cảng đảo Đông Sơn tổ chức hội nghị thường kỳ còn nhắc tới vấn đề khai phát tân thành trước cảng. Khám Duy Đào ở trên hội nghị thậm chí minh xác yêu cầu Mông Học Khánh trực tiếp khuyên bảo Trương Khác, bảo đảm quy mô khai phát thời kỳ đầu của Thế kỷ Cẩm Hồ đối với tân thành trước cảng không được thấp hơn 1.000 mẫu. Tâm tình trong thành phố cực kỳ bức thiết, trước khi quy hoạch được phê duyệt thông qua, trưng thu 4.000 mẫu đất của kỳ 1, công trình tứ bình nhất thông sẽ toàn bộ hoàn thành, ai biết Thế kỷ Cẩm Hồ lại đưa ra phương án kiến thiết kỳ 1, thậm chí 4.000 mẫu đất này cũng không đủ dùng kiến thiết cho 2 năm, phải đồng thời tiến hành công trình phục hồi đất mới được. Tứ bình nhất thông thông đường, thông điện, thông nước, thông thông tin. Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ tự nhiên vui mừng ra mặt. Điều này đã vượt xa mong muốn của họ, liền nhìn nhau cười. Cẩm Hồ lấy hành động thực tế tát vào mặt ủy phát triển kế hoạch đây mà, anh nói kế hoạch của tôi viển vông, xa vời, không thực tế, ép giảm chỉ cho xây thành khu tổng hợp với quy mô 20 vạn nhân khẩu. 2 năm nay tôi đã hoàn thành phân nửa kế hoạch, ánh mắt lâu dài của ủy phát triển kế hoạch sẽ không chỉ nhìn vào 4 năm sau chứ. Khai phát tổng thể khu vực trung tâm tân thành trước cảng, khai phát quy mô thật lớn, yêu cầu đối với công ty khai phát tự nhiên cũng phải cực cao. Điều kiện với công ty gọi thầu yêu cầu đầu tiên là tài chính đăng ký của City khai phát không dưới 500 triệu, tài chính khởi động dùng cho kiến thiết tân thành trước cảng không dưới 500 triệu, chỉ hai điều kiện này đã bắn chết sạch sẽ các xí nghiệp địa ốc trong tỉnh Giang Nam, Đông Hải. Công trình xây cảng đảo Đông Sơn ảnh hưởng có lớn, dù sao cũng chỉ là một góc kinh tế kém phát triển của tỉnh Giang Nam. Các công ty địa ốc lớn trong nước không quan tâm lắm tới các thành phố tuyến 1, sao lại chạy tới cái xó Tân Đình thử sâu cạn được. Ngoại trừ địa ốc Thế kỷ Cẩm Hồ, cũng căn bản tìm không được công ty khác tiếp nhận. Ăn cơm ở khách sạn Bắc Sơn, mọi người lại ngồi xe cùng Trương Khác, Thiệu Chí Cương đến Tân Thành trước cảng thị sát. Tuy nói quy hoạch mùa đông năm ngoái đã được thông qua, trưng thu 4.000 mẫu đất, nhưng công trình Tam Bình Nhất Thông trước đó cũng đã hoàn tất. Mặc dù có hiểm nghi trái luật, nhưng cũng có thể thấy được tâm tình bức thiết trên địa phương. Trăng sáng sao thưa, bầu trời quang đãng, vùng quê rộng bao la, bờ đê ngoài xa xa như một hình cung đen nổi lên giữa không trung. Nơi đây là bờ nam của công trình thông đảo, dọc theo con đường thông cảng đã sửa xong chạy về phía trước, ở trước cầu dẫn có một tòa nhà cao 16 tầng nằm trơ trọi bên đường, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, giống như một ngọn đèn pha giữa vùng quê. Tòa nhà này là trước khi công trình xây cảng đảo Đông Sơn chính thức khởi động do xây dựng Hồng Viễn đầu tư xây nên, là tòa kiến trúc cao nhất của trấn Đông Sơn. Nói đến cũng keo kiệt, tòa nhà 16 tầng này cũng là kiến trúc cao nhất của TP. Tân Đình, sau khi hoàn thành, liền xem như ban chỉ huy sở tại của công trình xây cảng đảo Đông Sơn. Công ty hữu hạn khai phát cảng Đông Sơn cùng với văn phòng liên lạc của các cổ đông đầu tư lớn cũng đều làm việc ở bên trong. Khu vực trung tâm của Tân Thành trước cảng nằm ngay ở phía nam tòa nhà này, ở ban chỉ huy công trình có mô hình quy hoạch Tân Thành trước cảng, đứng ở mái nhà nhìn ra bãi đất rộng rãi dưới bóng đêm, cũng càng dễ tưởng tượng ra dáng dấp của Tân Thành trước cảng 2 năm sau đó. Một chiếc xe đậu ở phía trước, hai người đứng bên ngoài lề đường hình như cũng đang nhìn khu đất đằng xa dưới bóng đêm. Đèn đường hôn ám, đèn xe chiếu qua, hai người kia xoay người lại, một người là nữ vóc người thon dài, mặc áo gió màu đỏ cao tới đầu gối. Đình Đình Ngọc Lập đứng trên vỉa hè, lộ ra hai cẳng chân thon thon, hình như đi tất chân màu da. Đêm tháng ba mát lạnh, chân cẳng chân đứng trong cánh đồng bát ngát cũng thật là dễ chịu. Người còn lại là một ông già, mặc jacket, râu tóc bạc phơ. Đèn xe quét qua cũng không thấy rõ tướng mạo hai người, chỉ kịp thấy rõ chiếc xe đậu ở ven đường là Audi kiểu dáng cũ thuộc những năm 80, màu xanh sẫm, đường nét hơi thô. Phó Tuấn bảo tài xế dừng xe lại, rồi nói với Trương Khác. Xe của bên bí thư khám phía sau đã dừng rồi. Trương Khác quay xe nhìn thoáng qua, xe phía sau đều đã ngừng lại, xe của nhóm khám Duy Đào dừng lại, trong xe đậu ở ven đường lập tức đi xuống hai thanh niên mặc quân phục, nhìn tình hình như là cảnh vệ của ông già và cô gái. Ông đấy là ai? Trương Khác kinh ngạc hỏi, hai cảnh vệ hình như còn đeo súng, đại biểu thân phận của ông già rất cao. Y cùng với Thiệu Chí Cương cũng vội vàng xuống xe đi qua. Nhìn khám Duy Đào đã đi qua đó thân thiết nắm tay với lão nhân, Giang lão đến Tân Đình, sao không báo trước một tiếng, để chúng tôi có một chuẩn bị chứ? Tôi tùy tiện qua đây xem thôi,
trên địa phương không dễ dàng, mỗi lần đều phải chuẩn bị, lão già như tôi có thể làm mọi người phiền chán hay không chứ? Lão nhân cười sang sảng, còn tự xưng là lão già. Trương Khắc thấy ông già họ Giang, tức thì nhớ ra ông này là ai. Chương 1218, tìm tòi trước khi hành động. Đứng trên mái nhà tòa cao ốc quân bộ hướng về công trình xây cảng đảo Đông Sơn nhìn ra xa, mặt biển như một màn sa tanh bằng nhung xanh thấm, công trường bên đảo Đông Sơn cũng ngày đêm không nghỉ, đèn đuốc sáng trưng, giống như một viên minh châu khảm trên màn sa tanh, cần trục tháp cao vót cũng mơ hồ có thể thấy được. Công trường trong khu công nghiệp cảng khẩu phía Bắc cũng ngày đêm không nghỉ, Giang Tĩnh Hàm chắp tay sau thắt lưng, nói, quy hoạch trước đó cũng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc này, vùng đất này xem như là chạy bộ tiến vào công nghiệp hóa rồi. Có động cơ mạnh mẽ này, kinh tế của tỉnh Giang Nam sẽ phát triển nhanh thôi. Kế hoạch công trình kỳ 1 của cảng Đông Sơn cùng khu công nghiệp cảng khẩu trước năm 2002 sẽ toàn bộ hoàn thành, tổng ngạch đầu tư sẽ vượt quá 10 tỷ đô la Mỹ. Trước khi công trình xây cảng đảo Đông Sơn khởi động, tổng GDP của TP, Tân Đình mới 8 tỷ, năm 99 đột nhiên tăng đến 19 tỷ, tài chính địa phương thu vào có cả lợi nhuận của đất đai mà chưa bao giờ đến 1 tỷ, đột nhiên tăng đến 2 tháng 2 tỷ. Trước đó kinh tế của TP, Tân Đình tại tỉnh Giang Nam đều thuộc tầm trung, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi liền nhảy lên vị trí số 2, gần với TP. Kim Sơn, đợi công trình kỳ 1 của cảng Đông Sơn cùng khu công nghiệp cảng khẩu hoàn thành. GDP của TP, Tân Đình sẽ dễ dàng đột phá 50 tỷ, thu nhập của tài chính địa phương cũng sẽ đuổi sát TP. Hải Châu phía Bắc, nếu như TP, Kim Sơn không cố gắng, rất khả năng 2-3 năm sau sẽ bị TP. Tân Đình vượt qua. Đối với tỉnh Giang Nam GDP năm 99 mới chỉ 180 tỷ, công trình xây cảng đảo Đông Sơn sẽ trực tiếp thúc đẩy nền kinh tế toàn tỉnh vượt lên 5%, đích xác có thể được xem là một động cơ có động lực mạnh. Đối mặt với bản kế hoạch kinh tế kích động nhân tâm, trong lòng Trương Khắc lại suy nghĩ đến việc Phó chủ nhiệm Ủy ban Mậu dịch Kinh tế Quốc gia Giang Mẫn Chi sắp xuất hiện đảm nhiệm tỉnh trưởng tỉnh Đông Hải. So sánh với các quan viên bất đồng về lý niệm kinh tế chính trị, tham quan ô lại sẽ dễ ứng phó hơn. Những năm gần đây, một đoạn thời gian tương đối dài trong tương lai cũng như vậy, chính sách kinh tế của Trung ương đang bảo trì phương hướng chỉnh thể bất biến, đồng thời cũng có độ không ổn định với mức độ tương xứng. Đối với vấn đề chính sách phát triển của thể chế kinh tế phi công hữu ở trong nước, hiện tại Trung ương càng là phái ủng hộ cấp tiến, cũng có phái chống lại tương đối bảo thủ. Giang Mẫn Chi là một trong những nhân vật trong bộ ủy TW đại biểu cường hóa địa vị của tư bản quốc hữu, chống lại thể chế kinh tế phi công hữu quá độ mở rộng, đặc biệt là lĩnh vực sản nghiệp trụ cột, đều kiên quyết chống lại buông lỏng với vốn dân doanh. Căn cứ vào tình thế kinh tế bất đồng, sẽ chủ đạo hướng đi của chính sách kinh tế Trung ương. Cách nghĩ chung quy sẽ hợp thời xuất hiện một số điều chỉnh vi diệu, nhưng loại điều chỉnh vi diệu này truyền đến địa phương, độ không ổn định sẽ trở nên lớn hơn nữa, dù sao cách chấp chính trên địa phương trước mắt có chứa rất nhiều phong cách cùng dấu vết của cá nhân rõ nét. Một châm dự phòng với cách thức tìm tòi trước khi hành động này của tiền Phó Thủ tướng Giang Tĩnh Hàm quả thật khiến người khác hơi lo lắng. Trong lòng mặc dù suy nghĩ, khi cùng Giang Tĩnh Hàm nói đến tình thế phát triển của Tân Đình cũng hết sức vui vẻ, hình như căn bản không có tâm sự gì. Chỉ có nỗi vui mừng ngoài ý muốn vì tiền Phó Thủ tướng đêm đến thăm công trường. Trương Khắc cùng các quan viên Tân Đình đưa Giang Tĩnh Hàm đến Giang gia ở trấn Tây Hương, cũng không nán lại đó, liền cáo từ ra về. Ứng với thỉnh cầu của Giang Tĩnh Hàm mọi việc không kinh động địa phương, ngày mai trong thành phố sẽ không phái xe cảnh sát hộ tống họ rời khỏi. Tuy là nói vậy, Khám Duy Đào vẫn căn dặn Cục Công an thành phố tăng cảnh sát trị an đến Tây Hương. Bảo đảm tiền Phó Thủ tướng cùng gia nhân tuyệt đối sẽ không có thể nghiệm gì không thoải mái tại Tây Hương. Nhà cũ của Giang gia ở phía đông trấn Tây Hương, khu vực khác ngay cả đường trong Hương trấn cũng không hoàn toàn làm cứng. Trấn Tây Hương từ lâu đã thông đường nhựa mỗi thôn, dọc theo đường còn treo đèn đường, trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Giang Tĩnh Hàm cũng biết có một số việc là địa phương làm cho ông ta xem, cho nên những năm gần đây ông rất ít khi về quê, lần này là một trưởng bối trong gia tộc có huyết thống tương đối gần qua đời. Trước kia từng chịu ơn người ta, lúc này mới phải về Tân Đình. Xe đến cửa thôn, Giang Tĩnh Hàm bảo Giang Mi đi cùng ông về nhà cũ. Căn nhà cũ từ lâu đã được chính phủ trấn bỏ vốn tu sửa, viện tử gạch sống lập ngói năm đó, lúc này đã như một lâm viên trang hoàng. Từ đường cái có một ngõ rẽ đi vào trong nhà. Cửa ngõ có một người cao lớn đang đứng đó hút thuốc, dưới ngọn đèn đường kéo ra một cái bóng cao gầy. Thấy Giang Tĩnh Hàm cùng Giang Mi trở về. Hắn ném điếu thuốc vào bờ ruộng bên đường và hỏi, nói là đi nhìn một chút, sao đi lâu vậy?
Ba đoán ông với con gặp được ai? Giang Mi giả vờ thần bí hỏi, lại quay đầu nói với Giang Tĩnh Hàm, anh ta cũng đâu có chỗ nào đặc biệt đâu, một mũi hai con mắt, không nhiều hơn người khác, không ít hơn người khác. Trùng hợp thế sao, tại tầng lớp trên trong nước, cậu ta còn nhận được quan tâm hơn cả ủy viên TW. Giang Mẫn chỉ biết ngày hôm nay Trương Khác ở Tân Đình, ăn xong cơm tối, con gái cùng cha già đến công trường Cảng Đông Sơn một chuyến, gặp được họ cũng không khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Hắn lại móc thuốc lá từ trong túi quần ra châm hút, cầm hồ tại Đông Hải xem như là căn cơ vững chắc, người bình thường đều không thể động vào, cho dù con cảm thấy trong chính sách sản nghiệp kinh tế hiện có của Đông Hải có điều chỉnh cần thiết, cũng sẽ không tận lực nhằm vào cầm hồ, con làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Trong hạo kiếp 10 năm, Giang Tĩnh Hàm phải chịu phê phán không công chính, Giang Mẫn Chi cùng em trai, em gái lúc đó còn chưa thành niên đều về quê nhà. Khi đó tình cảnh ở Tân Đình cũng rất gian nan, được lão nhân trong nhà chở mới sống qua 10 năm hạo kiếp. Lần này là lão nhân đó đã qua đời, dù vô cùng bận rộn Giang Mẫn Chi cũng phải cùng cha già về quê. Nói là nói như vậy, người ta chưa hẳn sẽ nghĩ như vậy. Trước đó đúng là ta có lo lắng này, cũng cảm thấy lão già này còn có chút mặt mũi. Giang Tĩnh Hàm khẽ thở dài, chắp tay đứng, quần áo ông đơn bạc, trong màn đêm gió lạnh, tóc trắng xóa, gầy trơ xương, người lại rất có tinh thần, người ta cũng gặp rồi, cảm thấy có vài thứ không cần phải điểm thấu. Làm chuyện gì, con chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Làm thế nào, con tự có chừng mực, Giang Mẫn Chi nói. Trong đám thanh niên thế hệ này, cơ trí thông minh, chưa thấy ai bằng cậu ta. Trước khi chưa gặp, cảm thấy Cẩm Hồ có được sự nghiệp to lớn như lúc này, thật có thể nói là kỳ tích. Sau khi gặp qua, cảm thấy hẳn là không ai có thể làm ra thành tựu này, vừa đúng là cậu ta. Giang Tĩnh Hàm nói. Chương 1219, cự tuyệt dụ hoặc 1. Rất ít khi nghe ra ra khen người khác như thế đâu. Giang Mi kéo cánh tay Giang Tĩnh Hàm, thò đầu tới phía trước nhìn vào mắt ra ra, sao cháu cảm thấy anh ta lại rất bình thường. Gương mặt như trai bao đó, vì tiểu minh tinh mà tranh chấp mới là việc anh ta nên làm. Nhìn người chỉ dùng con mắt nhìn thì chưa đủ. Giang Tĩnh Hàm nở nụ cười, đời này ta biết vô số người, gặp qua vô số gương mặt, nhìn người đánh giá người vẫn có chút tự tin. Cháu đấy, bây giờ còn quá trẻ. Ông ta lại nói với con trai Giang Mẫn Chi, sau này con gặp mặt cậu ta, sẽ biết là ta nói có đúng không? Con còn có thể không tin ánh mắt của cha sao? Giang Mẫn Chi cười nói, bên ngoài là một số tin đồn làm loạn ánh mắt, nhìn người phải nghe lời nói xem việc làm. Lời đồn chung quy chỉ là lời đồn mà thôi. Con biết chọn lựa mà. Hai người vừa đi vào trong nhà vừa nói chuyện, Giang Mẫn Chi còn nói thêm, hay đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm tới Kim Sơn ngồi máy bay về Bắc Kinh nữa. Giang Mẫn Chi thấy con gái phía sau có chút không yên lòng, hình như có tâm sự gì mới hỏi nó, lúc nãy nói nhiều lắm mà, sao giờ lại im lặng rồi. Chúng ta cũng đâu có gấp, con và Gia Gia cùng cha ngồi xe lửa về Bắc Kinh được không? Giang Mi kéo cánh tay Giang Tĩnh Hàm, khi còn bé ngồi máy bay của ông bay tới bay lui, nhưng chưa có ngồi xe lửa, ngày mai cũng không cần dậy sớm với ba. Con không cần đến trường, nhưng cần phải thực tập, con nói đây là mình đang thực tập đấy hả? Giang Mẫn Chi nhíu mày, cảm thấy ở trước mắt cha già dạy dỗ con gái cũng không thích hợp, hắn lại dịu lại. Đi một dặm đường bằng đọc vạn quyển sách, ngồi máy bay một quyển cũng đọc không xong. Con làm thư ký cho Gia Gia, coi như là thực tập đi. Giang Mi tranh luận. Giang Mẫn Chi bất đắc dĩ lắc đầu, không đi cùng cha cũng được, còn phải chăm sóc Gia Gia. Không ngờ là Giang Mẫn Chi. Khám Duy Đào và Đào Thư Nghệ đều ở trong TP, Tân Đình, Trương Khác cùng Thiệu Chí Cương ban đêm ở trong khách sạn Bắc Sơn. Tại giao lộ từ cảng Lữ Dương đi ra đã tách với nhóm Khám Duy Đào. Thiệu Chí Cương ngồi vào trong xe của Trương Khác, cảm khái nói, đêm nay Giang lão có vẻ như ôm cây đợi thỏ. Tôi chính là con thỏ đó sao? Trương Khác cười hỏi. Có thể để cho tiền phó thủ tướng ôm gốc cây, tôi cũng vui lòng làm con thỏ đó. Thiệu Chí Cương vừa cười vừa nói, xem ra Giang Mẫn Chi có kiến giải riêng đối với phát triển sản nghiệp kinh tế của tỉnh Đông Hải, cậu thấy việc này thế nào? Tạm thời nhìn phía trước đi. Trương Khác thản nhiên nói, Giang Tĩnh Hàm không có điểm thấu, luôn có ý tứ hòa hoãn ở bên trong, tạm thời nhìn phía trước, chẳng lẽ còn có thể dính dáng vào? Họ là lo lắng tôi trẻ tuổi khí thịnh thôi. Thiệu Chí Cương cười cười, nghĩ thầm Trương Khác cũng thường gây sự, nếu như ai cho rằng trẻ tuổi khí thịnh, vậy là không lý giải y một chút nào rồi. Giang lão có lo lắng như vậy cũng là bình thường, trước đây ông ấy cũng chưa tiếp xúc với cậu mà.
Trương Khắc cũng không lo lắng sau khi Giang Mẫn Chi nhậm chức sẽ xảy ra xung đột trực tiếp với Cẩm Hồ. Cho dù Giang Mẫn Chi nhậm chức muốn điều chỉnh chính sách kinh tế sản nghiệp của tỉnh Đông Hải, cũng sẽ không có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên Lý Viễn Hồ sẽ không đáp ứng hắn, Trung ương cũng sẽ không hy vọng thấy được tỉnh Đông Hải đang có tình hình kinh tế tốt đẹp bị mâu thuẫn hóa. Giang Mẫn Chi phải trước tiên xử lý tốt quan hệ cùng Lý Viễn Hồ và các thành viên tỉnh ủy khác, kế tiếp mới đến phiên Cẩm Hồ. Trương Khắc biết tối hôm nay Giang Tĩnh Hàm không có điểm thấu, ý tứ giấu ở phía sau, phong cách chấp chính của Giang Mẫn Chi tại bộ ủy TW hết sức rõ ràng, hắn đến Đông Hải muốn thúc đẩy lý niệm đó của hắn. Cho dù không tận lực nhằm vào Cẩm Hồ, nhưng sẽ tiến hành điều chỉnh chính sách kinh tế sản nghiệp của tỉnh Đông Hải, cũng sẽ khiến ưu thế của Cẩm Hồ giành được trước đó tại Đông Hải yếu đi. Giang Tĩnh Hàm là lo lắng trước khi Giang Mẫn Chi đến nhận chức Cẩm Hồ sẽ bí mật liên hợp kế hoạch giá không hắn. Đầu xuân mưa mới, màu xanh như mỡ, Tân Đình đêm khuya lại đổ mưa. Công trình xây cảng đảo Đông Sơn vì bắt kịp kỳ hạn có thể nói ngày đêm không nghỉ, trời mưa lớn có lẽ là khí trời không được hoan nghênh nhất. Trong lòng Trương Khắc thì nghĩ trì hoãn cũng không sao, mặc dù lúc nào cũng có cảm giác nguy cơ thấm sâu tận xương cốt, đầu óc luôn căng thẳng cũng không phải chuyện tốt gì. Cửa sổ mở toang, gió nhẹ ùa vào thổi rèm cửa tung bay, bên ngoài có tiếng mưa bụi và tiếng cành lá va vào nhau rì rào. Trương Khắc bưng ly cà phê ngồi ở bệ cửa sổ, ngóng nhìn cảnh mưa bụi bên ngoài. Ngoài cửa sổ ánh đèn sáng sủa, bóng đêm bị làm loãng đến không còn diện mạo, mưa bụi phẩy qua trước mặt phản quang lại, nhìn như những sợi tơ màu bạc. Ở trong điện thoại, Trương Khắc đã liên hệ với Từ Học Bình, Đường Học Khiêm, Hứa Hồng Bá, Diệp Kiến Bân về việc Giang Mẫn Chi, con trai của trước Thủ tướng Giang Tĩnh Hàm khả năng sẽ đảm nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đông Hải, việc của tỉnh trưởng, ý kiến của mọi người đều là tạm thời chờ đợi. Trương Khắc hoài nghi Giang Mẫn Chi đang ở Tân Đình, quan viên cấp tỉnh bộ hành động không tự do như vậy, muốn nghe được hành tung của Giang Mẫn Chi cũng rất dễ. Chỉ là lúc này không phải là cơ hội tốt để gặp mặt. Giang Mẫn Chi có ở Tân Đình hay không đều không quan trọng. Sáng sớm tỉnh lại, cơn mưa phùn giả dích đã tạnh, sắc trời quang đãng, ánh bình minh đang thỏa sức chạy nhảy ở chân trời đằng xa. Lúc này ra biển hưởng cơn gió biển không lạnh phả vào mặt, thì thật là một sự hưởng thụ rất tốt. Chẳng qua bãi bùn phía đông trấn Đông Sơn đã biến thành công trường rộng rãi mà bận rộn. Muốn lẳng lặng ngắm biển, thì phải đến khe núi phía nam. Trương Khắc nghĩ chưa hẳn có thời gian rỗi này, y cũng thôi. Nghe được tiếng nói chuyện của Mông Học Khánh cùng Phó Tuấn ở dưới lầu, Trương Khắc nghĩ muốn ăn cơm cùng Mông Học Khánh rồi mới rời khỏi Tân Đình. Rửa mặt rồi xuống lầu, Trương Khắc không ngờ Trương Mai cùng một vị khách không mời mà đến đang chờ ở phòng khách dưới lầu. Giang Nghi rất hứng thú nhìn quanh phòng khách. Trên tường phía sau ghế sofa treo bức tranh tĩnh vật. Trên bức tranh có một lọ cổ dài nhưng nghiêng như không, nước đổ đầy trong bình sắp tràn ra, hình như càng làm cho người cảm thấy cái lọ tùy thời sẽ đổ vỡ. Thực sự là không rõ trong khách sạn sao lại lựa chọn một bức tranh tĩnh vật như thế để trang trí trong phòng khách. Giang Nghi nghe được tiếng Trương Khắc xuống cầu thang, hình như cô càng có hăng hái nhìn thần sắc kinh ngạc trên mặt Trương Khắc hơn. Cô chờ Trương Mai giải thích nguyên do qua đây cho mình. Giang lão tạm thời muốn đến Văn Châu thăm bạn, buổi sáng Giang tiểu thư sẽ đến Kim Sơn ngồi máy bay về Bắc Kinh, không muốn làm phiền trong thành phố phái xe đưa đón cô ấy. Hôm qua nghe Trương tiên sinh nói buổi sáng hôm nay phải về Kim Sơn. Trương Mai giải thích nguyên nhân cô dẫn Giang Mi qua đây, cô đưa ánh mắt trưng cầu nhìn Trương Khắc, cô ấy muốn ngồi xe của Trương tiên sinh cùng đi Kim Sơn. Không biết có tiện không? Giang Mi tiếp lời của Trương Mai hỏi Trương Khắc. Ngày hôm qua tôi đã muốn hỏi có vinh hạnh này không rồi, lại sợ quá mạo muội. Nhìn vali hành lý màu đỏ dưới chân ghế sofa, Trương Khắc nghĩ thầm cô đã kéo cả vali vào đây rồi, còn có thể đuổi cô ra ngoài sao? Chương 1220, cự tuyệt dụ hoặc 2. Ngày hôm qua Giang Mi mặc áo gió màu đỏ cùng y phục chỉ thêu màu cà phê bên trong, cùng váy ngắn bị vạt áo gió che khuất, nhìn qua tựa như một cô gái thành thị rạng rỡ. Ngày hôm nay Giang Mi thay bằng quần jean và áo thun bó sát người, làm nổi bật đường cong bắt mắt và đôi chân thon dài, mái tóc dài mượt mà. Trông cô giạt rào khí tức thanh xuân. Dân chúng trong nước rất ít người biết diễn viên điện ảnh Lâm Cẩn nổi tiếng với vai diễn miêu tả hình tượng nữ địa hạ đảng viên là vợ của Giang Mẫn Chi. Giang Mi cũng kế thừa mỹ mạo của mẹ cô, ban đêm hôm qua đặt lực chú ý trên người Giang Tĩnh Hàm, lúc này mới cảm giác được trên người Giang Mi có một loại vẻ đẹp áp bách nhân tâm. Đẹp là một chuyện, nếu như che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp của Giang Mi, nhìn qua càng giống như một đống phiền phức khiến người đau đầu. Trương Khắc mời Giang Mi cùng nhau dùng bữa sáng,
rồi cùng chạy tới vội vã gặp mặt Đào Thư Nghệ một lần mới chuẩn bị ngồi xe đến Đông Sơn. Mới ra khỏi trấn Đông Sơn, Trương Khắc nhận được một cuộc điện thoại, y liền xin lỗi nói với Giang Nghi, thực sự là xin lỗi, không thể đích thân đưa Giang Tiểu Thư đến sân bay Kim Sơn được. Tôi tạm thời có việc phải về Hải Châu xử lý một chút, tôi sẽ bảo viên đưa Giang Tiểu Thư đến cửa an ninh sân bay. Nếu Giang Tiểu Thư có yêu cầu gì thì cứ việc phân phó họ đi làm là được. Trương Khắc cũng không quản Giang Mi bị bỏ lại trong xe có tức giận đến dậm chân hay không, y cùng Phó Tuấn ngồi vào xe thương vụ phía sau rồi quay đầu xe lại chạy về hướng bến đò. Trương Khắc trở lại Hải Châu liền đến tìm Vãn Tình trước, lại cầm điện thoại di động của Vãn Tình nhắn tin cho Hứa Tư, gạt cô đến căn nhà trong hẻm Đan Tỉnh cùng nhau ăn cơm trưa. Ba người ở trên lầu 2 uống rượu đỏ, ăn thịt quay tự chế, và nói đến việc xảy ra tại Tân Đình. Giang Mi thật giống Lâm Cẩn lúc còn trẻ như đúc. Đúng là đẹp thật, ba chị cũng là fan của Lâm Cẩn. Hứa Tư tay nâng cầm mỉm cười nhìn Trương Khắc. Giang Tiểu Thư người ta chủ động như thế, em tùy tiện bỏ người ta trên xe đến Kim Sơn, có phải hơi đáng tiếc rồi không? Vãn Tình trêu ghẹo. Đáng tiếc gì chứ, chị không thể nghĩ em hiên ngang lẫm liệt một chút sao? Trương Khắc đưa tay khẽ gõ lên trán Vãn Tình, lẽ nào cứ phải thỏa mãn tâm hiếu kỳ của thiếu nữ, phải chán nản đồng hành cùng đến Kim Sơn? Đó cũng không cần phải thay đổi hành trình mà. Ở trước mặt Hứa Tư bị Trương Khắc gõ một cái, Vãn Tình hơi ngại ngùng. Cô chung quy muốn biểu hiện càng thận trọng hơn, cùng Trương Khắc yêu đương vụng trộm đã rất khó xử rồi, còn phải trở thành tiểu cô nương để y, khi dễ. Vãn Tình chuyển đề tài lại chính sự, em không phải là muốn đến Kim Sơn mời một số người ăn cơm chưa sao? Đó càng không được, đã điện thoại liên hệ qua đó, sửa lại nhật trình rồi. Trương Khắc nói. Gặp mặt Giang Tĩnh Hàm có thể xem như là không hẹn mà gặp, nghĩ lảng tránh cũng tránh không được, cũng không cần phải lảng tránh, nhưng tạm thời vẫn không cần phải tiến thêm một bước có tiếp xúc cá nhân với Giang Mẫn Chi, hoặc là nói người của Giang gia. Trên đời này sẽ không có bức tường không lọt gió, bằng không thì sự tình truyền tới tai Lý Viễn Hồ, trong lòng ông ta sẽ nghĩ sao? Mỗi ngày Kim Sơn chỉ có 2 chuyến bay đến Bắc Kinh, hoặc là buổi sáng, hoặc là xế chiều. Chắc là không bắt kịp chuyến bay buổi sáng rồi. Trương Khắc đồng hành cùng Giang Đại Tiểu Thư thật thì cũng không thể đến được Kim Sơn, sau đó lại bỏ người ta lại trong sân bay. Hứa Tư không để ý tới Trương Khắc, đang phân tích cho Vãn Tình, em thấy Trương Khắc là lo lắng chuyện khác. Chị cũng nghĩ như vậy, tâm tư của tiểu tử này còn phức tạp hơn so với chúng ta phỏng đoán cả trăm lần. Vãn Tình phụ họa nở nụ cười, châm chọc khiêu khích Trương Khắc một trận, mới nghiêm chỉnh đi nói chuyện chính sự, hỏi Trương Khắc. Lẽ nào sau khi Giang Mẫn Chi đến Đông Hải nhậm chức, Cẩm Hồ phải phòng ngừa hắn sao? Không thể trêu vào mình còn tránh được mà. Trương Khắc ngáp một cái, ngày hôm qua nói điện thoại đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Sự tình phải phức tạp hơn so với tưởng tượng, cho dù vợ chồng tân hôn sống cũng phải có thời kỳ làm quen mà. Cẩm Hồ tạm thời cứ an phận thủ thường, cũng không phải khiến người khác khó có thể chịu được. Vấn đề không nghiêm trọng như thế chứ. Em cũng không biết yêu quý danh dự của mình. Việc mới không lâu, em còn ở Bắc Kinh vì nữ minh tinh mà tranh giành với đám công tử ca. Bọn chị biết em ở bên ngoài gây sự đều là rất có chừng mực. Nhưng việc này truyền tới tai người ngoài, tự nhiên là một chuyện khác. Giang Tĩnh Hàm không phải là sợ em trẻ tuổi khí thịnh sẽ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt mà không thể vãn hồi mới chạy đến dùng châm dự phòng sao. Nếu có thể có chút ăn ý, sau đó hẳn là không có vấn đề lớn chứ. Khó nói, Trương Khắc lắc đầu. Đại nhân vật trời sinh sẽ có một loại dục vọng muốn nắm trong tay tất cả. Giang Mẫn Chi cũng sẽ không ngoại lệ, nếu hắn muốn tại Đông Hải dựng căn cơ vững chắc, sẽ phải làm sự tình rối lên, có thể cuốn Cẩm Hồ vào trong hay không, lúc này quả thật không dễ phán đoán, em thà rằng trước tiên bi quan một chút. Có thể, nam nhân xoay quanh quyền lực sẽ sản sinh tâm tư thế nào, có đôi khi, chúng ta không thể nào đoán ra được. Vãn Tình nói, từ nhỏ Tạ Vãn Tình đã lớn lên trong hoàn cảnh đó. Lại là con dâu của Từ gia, quy tắc ngầm trên quan trường cô vẫn tương đối lý giải. Lính nhảy dù cùng thế lực địa phương chung quy sẽ không dễ dàng hài hòa ở chung được. Có đôi khi, không ngẫm nghĩ không được, nghĩ nhiều cũng không được. Trương Khắc nói, ngày hôm qua thiếu ngủ quá, em phải ngủ một giấc mới suy nghĩ những việc đau đầu này, hai chị có muốn cùng ngủ trưa hay không? Chị về trường học còn có chuyện phải xử lý, Vãn Tình trốn mất dạng còn không kịp, đâu thể bị mắc lừa của Trương Khắc. Buổi chiều Hứa Tư không có chuyện gì, rủ Hứa Tư đi. Vãn Tình cầm lấy điện thoại liền thông chi cho trợ thủ lái xe đến con hẻm Đan Tỉnh đón mình. Hứa Tư muốn chạy đã không kịp,
ỡ mở bị Trương Khác tóm vào trong phòng ngủ cùng nhau ngủ trưa. Hứa Tư nằm trên khuỷu tay của Trương Khác, hơi nghiêng đầu, nhìn ánh mắt thâm thúy của Trương Khác hỏi, phụ nữ thế nào mới có lực hấp dẫn với cậu? Có một số phụ nữ cho dù rất đẹp, nhưng không hấp dẫn. Trương Khác xoay người lại, nhẹ tay ôm lấy eo Hứa Tư, để cô dán sát người vào mình, cảm thụ được cảm giác mềm mại đặc hữu, thâm tình nhìn vào mắt cô. Vẻ đẹp của Hứa Tư có một loại trong suốt cực hạn, khiến người khác mê say, chị không biết mình hấp dẫn thế nào đâu. Trương Khác ở Hải Châu 3 ngày mới về kiến nghiệp, y cũng không lo lắng Giang Mi sẽ đến kiến nghiệp đón đầu mình. Trong thời gian 3 ngày này, lưỡng hội TW cũng thuận lợi tổ chức tại Bắc Kinh. Trên kỳ họp quốc hội, Đào Tấn đảm nhiệm phó ủy viên trưởng ủy ban quốc hội, nhưng hắn tạm thời sẽ tiếp tục kiêm nhiệm hai chức bí thư tỉnh ủy Đông Hải, chủ nhiệm hội đồng nhân dân tỉnh, mãi đến khi thuận lợi hoàn thành quyền lực quá độ, sau đó mới có thể triệt để rời khỏi tỉnh Đông Hải. Chương 1221, Trương Khác khó quản việc nhà 1. Lúc này Đào Tấn, Lý Viễn Hồ cùng với các thành viên ban thường ủy đều biết Giang Mẫn Chi sẽ tới Đông Hải, nhưng quan viên tầng dưới hoàn toàn không có manh mối gì, tin tức phong tỏa rất nghiêm. Ngay cả Lục Văn Phu phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp cung không biết an bài nhân sự cụ thể của tỉnh Đông Hải. Ngày 28 tháng 3 sinh nhật của vợ Lục Văn Phu, Lục Thiên Hữu lại kéo Thẩm Tiêu về nhà ăn cơm, Trương Khác vừa vặn gặp được, liền tới ăn trực, nói với ông ta khả năng Giang Mẫn Chi con trai tiền phó thủ tướng Giang Tĩnh Hàm tới Đông Hải nhậm chức, Lục Văn Phu lúc này mới biết một vài tình hình. Giang Mẫn Chi là phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Thương mại Quốc gia, Lục Văn Phu quản hạt công nghiệp, kinh tế. Ủy ban Thương mại tỉnh nên có quan hệ trực tiếp với Ủy ban Thương mại Quốc gia, đương nhiên ông ta hiểu Giang Mẫn Chi là nhân vật có lập trường như thế nào. TW thật coi trọng công tác kinh tế của Đại học Đông Hải. Lục Văn Phu khẽ thở dài, mấy năm qua ông ta luôn giữ khoảng cách vừa tầm với Cẩm Hồ, không hoàn toàn ngả sang phía Cẩm Hồ, cho dù quan hệ riêng tư có tốt đến đâu, một số lời không thể nói hết ra được. Lệnh bổ nhiệm khả năng chỉ vài ngày nữa sẽ đưa xuống, trước khi mở Đại hội Nhân dân toàn tỉnh. Thế nào cũng phải cho Giang Mẫn Chi thời gian thích ứng. Trương Khác Chi nói thoải mái như thảo luận chuyện không liên quan gì tới mình. Lục Văn Phu cười, ông ta còn sợ Trương Khác sinh ra oán giận gì. Nếu Giang Mẫn Chi tới Đông Hải thực sự là vì muốn cường hóa địa vị và thế lực của vốn quốc hữu, bề ngoài đối với Lục Văn Phu mà nói là một chuyện tốt, vì một trong phân quản của ông ta là các quốc sĩ cấp tỉnh, bao gồm tập đoàn sắt thép Liên hợp Đông Hải, nhà máy đóng thuyền Dương Phổ, City đầu tư tỉnh, V. Địa vị vốn quốc hữu được tăng cường, quyền lực của ông ta sẽ tăng lên. Kỳ thực cũng khó nói lắm, ít nhất trong mắt người ngoài, quan hệ giữa Lục Văn Phu và Cẩm Hồ vô cùng mật thiết. Lục Văn Phu từng làm thư ký trưởng cho Từ Học Bình, khi làm phó tỉnh trưởng, công tác chủ yếu của ông ta cũng là phụ trách phối hợp với tỉnh Giang Nam xây dựng cảng đảo Đông Sơn cùng quy hoạch kinh tế lưu vực sông Tiểu Giang. Hai công tác này, có thể nói do Cẩm Hồ chủ đạo, đương nhiên một dạo còn được coi là dấu hiệu quan hệ giữa Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ hoàn toàn hòa hoãn. Chính phủ tỉnh Đông Hải sắp nghênh đón thời đại Giang Mẫn Chi, Lục Văn Phu ít nhất cũng phải chuẩn bị tâm lý điều chỉnh. Có điều Lục Văn Phu cũng chẳng có gì đặc biệt lo lắng, dù sao ông ta cũng là quan viên do Lý Viễn Hồ đề bạt lên, cho dù có điều chỉnh, địa vị cũng không bị tác động. Ông ta không rõ Trương Khác có giao lưu với Lý Viễn Hồ về chuyện Giang Mẫn Chi sắp tới Đông Hải nhậm chức hay không, lòng nghĩ tựa hồ chẳng cần thiết, bất kể chỗ dựa của Giang Mẫn Chi ở TW có mạnh tới đâu, ông ta tới Đông Hải làm người thứ hai, tạm thời còn chưa có tư cách lay động địa vị của Lý Viễn Hồ. Ngoài ra địa phương không phải là địa phương của một người, Lý Viễn Hồ có hoài bão chính trị cao hơn, hy vọng vài ba năm sau có tiến bộ lớn hơn, không cần biết Đông Hải thành đất riêng của mình, không cho người khác nhúng tay vào. Thái độ của Trương Khác với Giang Mẫn Chi hẳn là, thế nào cũng được, ông ta hiểu lòng dạ Trương Khác. Học kỳ này là học kỳ cuối cùng của Trần Phi Dung, Hà Huyền rồi, hai cô tiểu thư ký đều tới Tổng Bộ Thương vụ Cẩm Hồ Hong Kong thực tập, Đường Thanh đương nhiên là vui mừng, còn nói giữ hai cô bạn làm việc ở Hong Kong một năm, đợi bọn họ hoàn toàn làm quen với công tác của Cẩm Hồ mới quay lại làm thư ký cho Trương Khác cũng không muộn. Trương Khác hiện giờ về kiến nghiệp trở thành người cô đơn rồi. Ăn tối từ nhà Lục Văn Phu về, Trương Khác ban đêm rảnh rỗi, tản bộ bên hồ. Thời tiết ấm trở lại, gió đêm không còn lạnh nữa, những đôi tình lữ bên hồ rất đông, Trương Khác khi đi qua Yến Viên thấy biệt thự của Trần Tĩnh còn sáng đèn, khắc chế không hẹn cô ra ngoài tản bộ. Biệt thự của Trần Tĩnh nằm ở hàng đầu sát hồ, đứng bên mép hồ nhìn tới, bị tàng cây che khuất, chỉ thấy cửa sổ tầng 2, Trương Khác lấy di động ra, định gọi cho Trần Tĩnh, bảo cô ra cửa sổ.
hoặc là lén lút tới căn nhà gỗ bên hồ tìm mình, thời gian qua, hai người rất ít khi ở Kiến Nghiệp. Vừa mới gọi điện tới thì nghe thấy phía hàng cây bên kia có tiếng đổ sứ bị đập vỡ truyền tới, tiếp đó là tiếng thét của Tạ Tử Gia, cút xéo. Trương Khắc nghĩ là Tạ Tử Gia và Trần Tĩnh cãi nhau, muốn vào trong xem rốt cuộc chuyện thế nào thì ngay sau đó là tiếng thét khác của nữ nhân xa lạ đáp trả Tạ Tử Gia, mày có tư cách gì bảo tao cút xéo. Ai cút xéo chưa biết đâu. Không nghe thấy giọng của Trần Tĩnh, Trương Khắc lấy làm lạ sao Tạ Tử Gia lại cãi nhau với một nữ nhân lạ trong nhà Trần Tĩnh, đợi một lúc, không ai nhận điện thoại, tiếng cãi nhau thi thoảng lại vút lên, còn đa phần là im lặng, đứng bên ngoài không nghe thấy gì. Trương Khắc đi vào Yến Viên, vòng ra sau biệt thự càng không nghe rõ trong nhà cãi nhau cái gì, Yến Viên có hai nhân viên công tác đứng ở cửa, nhìn tình hình thì là biết bên trong có cãi nhau nhưng không tới giúp giải quyết, hẳn là chuyện riêng tư của Tạ Tử Gia. Trương Khắc do dự không biết có nên vào xem không thì Trần Tĩnh gọi điện tới. Vừa rồi di động không ở bên cạnh, giọng Trần Tĩnh hơi khàn, anh tìm em có việc gì không? Em không ở Yến Viên à? Anh vừa đi qua đó, nghe thấy trong nhà có tiếng cãi nhau, xảy ra chuyện gì thế? Có cần anh tới xem không? Anh đừng tới, một lúc nữa em sẽ gọi điện cho anh. Trần Tĩnh cự tuyệt. Lúc này Trương Khắc mới biết Trần Tĩnh cũng ở bên trong nhà, chỉ là cô không lên tiếng. Cũng không cãi nhau, không biết rốt cuộc có chuyện gì, Trần Tĩnh không cho y vào nhưng y không yên tâm đi, quyết định đi tìm Đỗ Phí. Đi tới đầu phía tây, nhìn thấy biệt thự của Đỗ Phí tối om, không biết hắn bận rộn ở đâu rồi, ngồi xuống lề đường, đợi Trần Tĩnh xử lý sự việc xong gọi điện cho mình. Lúc này một chiếc Mercedes đen từ phía bắc đi tới, đỗ lại sau lưng biệt thự của Trần Tĩnh, đèn đường rất sáng, Trương Khắc nhìn thấy Trần Gia Thiện từ xe đi ra, vội vàng vào sân. Chẳng lẽ nữ nhân lạ kia có liên quan gì tới ông ta? Một lúc sau lại một chiếc Maserati từ trong sân đi ra, đứng hơi xa nên Trương Khắc không nhìn thấy ai ngồi trong xe, xe lái về phía cổng bắc của Yến Viên, còn xe Trần Gia Thiện vẫn đỗ trong sân, một lúc sau Trần Tĩnh gọi điện tới, anh ở đâu? Ở nhà Đỗ Phi, anh vừa nhìn thấy cha em tới, nếu không có việc gì thì anh về trước nhé. Thanh quan khó quản việc nhà, nếu nữ nhân lạ kia có liên quan tới Trần Gia Thiện, Trương Khắc không tiện ra mặt an ủi Trần Tĩnh. Em đợi anh ở cổng bắc, anh tới đó tìm em. Trương Khắc mới biết chiếc Maserati là do Trần Tĩnh lái, đi vòng qua cổng bắc, thấy xe đỗ bên đường, Trần Tĩnh gục mặt xuống vô lăng, mái tóc dài xõa sượi, không nhìn rõ mặt cô. Xảy ra chuyện gì thế? Trương Khắc vào xe hỏi. Anh đã nhìn thấy gì? Chỉ nghe thấy bên trong có người cãi nhau, rất dữ. Là nữ nhân của cha em đấy. Trần Tĩnh ngẩng đầu lên, vén mái tóc rối ra sau tai, khuôn mặt mỹ lệ có chút tiều tụy mỏi mệt, vành mắt đỏ hoe, trên má còn có dấu nước mắt, đưa tay lên lau, gượng cười, thật chẳng ra làm sao, ngồi một mình trong xe đột nhiên muốn khóc. Chương 1222, Trương Khắc khó quản việc nhà 2. Trương Khắc không truy hỏi, chỉ nói, để anh lái xe cho, ở Kiến Nghiệp nếu thấy buồn anh thường tới một nơi, anh đưa em tới đó. Ừ, Trần Tĩnh đổi chỗ với Trương Khắc trong xe. Ngồi sát bên y, đau khổ nói, xem thật không ngờ bà ta tới tranh với em. Lúc này đừng nghĩ gì cả, Trương Khắc cũng không hỏi tình nhân của Trần Gia Thiện tới tranh giành cái gì, ôm Trần Tĩnh vào lòng, áp má lên mái tóc suôn mềm của cô một lúc mới gian nan nhích người sang ghế lái, khởi động xe đi về phía bờ bắc Tân Phổ. Đỗ xe trên đê, Trương Khắc và Trần Tĩnh ngồi trên đê, ngắm nhìn cảnh đêm ở bãi đá trắng. Ánh trăng như nước, bãi đá trắng tỏa ánh sáng lấp lánh như ánh sóng. Đằng xa mặt sông như có vô số viên ngọc vỡ dập đình, bóng dáng núi sư tử mập mờ giữa chừng không, phía phải là Nhị Kiều và đường cái Tân Phố rực rỡ ánh đèn, mỗi cảnh sắc một khác biệt riêng, không hề hòa lẫn vào nhau. Cho dù nghe thấy tiếng gió đập vào cửa kính, ngồi trong xe vẫn cảm thấy bốn bề tĩnh mịch, Trần Tĩnh dễ chịu hơn một chút, cô cởi giày, áo khoác ra, ném vào ghế sau, co chân lên, ôm lấy chân, cằm gác lên gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, váy trượt xuống. Lộ ra cặp đùi đi tất lụa màu da, thấy Trương Khắc nhìn mình ngơ ngẩn, xấu hổ bỏ chân xuống, vuốt thẳng mép váy, nếu không có ai ở bên, em sẽ một mình ngồi trên giường ngẩn ra với tư thế này. Trương Khắc cười, em cũng có thể làm thế này, anh hay làm thế. Y ngả ghế ra sau, thoải mái gác chân lên bảng điều khiển. Ừ, chân anh có mùi, nam nhân các anh có phải thường không rửa chân hay không? Trần Tĩnh bịt mũi nói. Chân anh chưa bao giờ thối. Trương Khắc đưa chân tới trước mũi Trần Tĩnh, không tin em ngửi đi. Trần Tĩnh hét lên lấy tay gạt đi, lại co chân đặt cằm lên gối, kệ cho mép váy trượt xuống, lộ ra cặp đùi tròn trịa đầy sức sống,
nhưng cô không nhìn ra bên ngoài cửa sổ nữa, mà chăm chú nhìn Trương Khác. Sao thế, bị em nhìn dần dần, Trương Khác dùng mình nói. Anh có biết nữ nhân kia tới tranh cái gì không? Không biết, Trương Khác lắc đầu, hai tay vòng sau gáy, nghe Trần Tĩnh kể chuyện nhà. Nhiều năm rồi, bà ta sinh cho cha em một đứa con trai, hiện học năm thứ năm tiểu học, em biết từ lâu, mẹ em hẳn biết còn lâu hơn nữa, cuộc sống là như thế, chẳng gây ra sóng gió mấy, cha em có ngày hôm nay, bà ta không có công thì cũng bỏ sức, phòng sự nghiệp của tập đoàn Đại Nhã trước giờ do bà ta phụ trách, đó là nguyên nhân về nước tới giờ em không làm việc ở Tân Thái. Trần Tĩnh giọng buồn man mác, lúc em mới về nước, sức khỏe cha em không được tốt lắm, còn vào bệnh viện cấp cứu một lần, về sau phẫu thuật, bình phục cũng được, nhưng tâm tư không còn như trước nữa, trước kia không hề nghĩ tới chuyện già, không tính đến an bài về sau, đem một phần cổ phần cao khoa KV đặt dưới tên em, rồi bỏ tiền cho em đầu tư, cũng bàn bạc với em, bộ phận cổ phần ở Đại Nhã đã đứng tên bà ta. Anh cũng biết đấy, hai năm qua thị trường tẩy rửa trong nước cạnh tranh tàn khốc, đối thủ hải ngoại quá mạnh, hai năm trước thành tích của Đại Nhã chỉ miễn cương, năm ngoái còn thua lỗ, vậy mà Hải Thái và cao khoa KV lại ăn nên làm ra. Bà ta không cam tâm, tới nói điều kiện với em, bảo đầu tư vào cao khoa KV vẫn tính là Đại Nhã đầu tư, bà ta muốn có phần, bà ta tranh cái đó, Tử Gia nóng tính, liền cãi nhau với bà ta. Nhà đầu Tạ Gia sao không đi cùng em? Bà em khuyên nữ nhân kia rời kiến nghiệp, Tử Gia nói sợ bà ta ăn cắp đồ trong nhà, ở lại trông. Trần Tĩnh cười khổ. Trương Khác lắc đầu, cô bé Tạ Tử Gia này thông minh thái quá, đầu óc lại bất thường, sau này ít đụng vào thì hơn. Nữ nhân của Trần Gia Thiện cũng chẳng phải hạng vừa, loại chuyện này y cũng không thể kiến nghị gì với Trần Tĩnh, vì tranh gia sản, huynh đệ tương tàn rất phổ biến. Năm ngoái tập đoàn Đại Nhã xuất hiện thua lỗ, không nhiều, nhưng nó là tín hiệu nguy hiểm, đối diện với cự đầu hải ngoại đang tràn vào trong nước, lòng tin của tầng quản lý Đại Nhã sa sút. Trần Gia nắm cổ phần ở Hải Thái không cao, mấy năm qua điều chỉnh chỉ còn 16%, có điều Hải Thái dưới sự quản lý của Tạ Ý hoạt động xuất sắc. Năm ngoái được phân chia hoa hồng gần 20 triệu. Cho dù nhiều năm qua xảy ra nhiều chuyện, quan hệ giữa Tạ Gia và Trần Gia cũng gập ghềnh, ít nhất rạn nứt giữa thế hệ già khó mà bù đắp lại được, nhưng đầu tư vào Hải Thái vẫn tính là một vụ đầu tư thành công. Cao khoa KV năm ngoái là con ngựa ô bất ngờ, doanh lợi năm hơn 500 triệu, hơn nữa tình hình càng ngày càng đi lên, biểu hiện quý một năm nay cực kỳ xuất sắc, có khả năng đột phá 400 triệu. Tranh chấp là vì Trần Gia nắm quá nửa số cổ phần ở cao khoa KV, thế là tập đoàn Đại Nhã du rú ở Tân Thái trở thành chẳng là gì nữa. Trương Khác thấy Trần Tĩnh nói xong còn chăm chú nhìn mình, sờ má hỏi, mặt anh có gì à? Sau này anh làm thế nào? Nghe Trần Tĩnh hỏi thế, Trương Khác hận không thể kiếm cái búa đập vỡ đầu mình, Trần Gia Thiện mới có hai nữ nhân đã vì tranh gia sản mà náo loạn cả lên, chẳng trách Trần Tĩnh hỏi sau này y làm thế nào. Trương Khác không dám nhìn Trần Tĩnh. Nghĩ cô ấy có lẽ muốn rút lui, khẽ thở dài, mặc dù mọi người đều rất trẻ, không cần nghĩ tới chuyện hai ba chục năm sau, nhưng cũng không thể né tránh câu hỏi của Trần Tĩnh, mình tham lam vô độ, chẳng lẽ còn yêu cầu các cô ấy thân thiết như chị em, dù các cô ấy không tham tiền cũng không muốn cô gái khác được nhiều hơn mình, rồi khi có con, tất cả sẽ thay đổi. Trương Khác nhìn thấy Trần Tĩnh lại dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhẹ, anh có thể quy hoạch 10 năm thậm chí xa hơn cho Cẩm Hồ, nhưng cuộc đời lại khó quy hoạch. Em muốn quan hệ của chúng ta khôi phục lại bình thường cũng tốt. Anh nói cái gì? Trần Tĩnh quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào Trương Khác, anh biết em nghĩ gì không? Em nói với anh những chuyện này. Nói em muốn khôi phục quan hệ bình thường là sao? Trương Khác thấy Trần Tĩnh kích động, khó trả lời được. Lúc này di động Trần Tĩnh đặt trên bàn reo vang, cả hai giật mình, gạt đề tài nặng nề mà xấu hổ kia đi. Trần Tĩnh cầm di động lên xem, là cha em. Xe rất yên tĩnh. Trương Khác loáng thoáng nghe thấy tiếng Trần Gia Thiện, ông ta chẳng nói gì, chỉ có cùng nữ nhân kia về Tân Thái trong đêm. Trần Tĩnh vừa cúp điện thoại thì Tạ Tử Gia gọi tới, vẫn hung hăng như cũ, sao chị kém cỏi như thế, cha chị và nữ nhân kia vừa bị em đuổi đi rồi, chị ở đâu? Chị ra ngoài thoáng khí, chuyện này chị sẽ xử lý tốt, em đừng nói với Úc Bình vội, về sau chị sẽ nói với chị ấy, những người khác càng đừng để lộ ra chút gì. Trần Tĩnh dặn dò Tạ Tử Gia. Xảy ra chuyện xấu trong nhà này, sẽ liên quan tới vấn đề tranh quyền khống chế cao khoa KV, sẽ làm lòng người hoang mang, nhà cũng chẳng ra sao, chỉ kiếm khách sạn ngoài để ngủ, yên tĩnh nghĩ chuyện này, em không cần đợi chị về nữa đâu. Rồi dừng điện thoại. Hay là đêm nay em tới nhà gỗ bên hồ? Trương Khắc hỏi,
chung cư thanh niên cũng có phòng trống. Anh chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của em, quan tâm em ngủ đâu làm gì, ngủ xe cũng được. Trần Tĩnh lần nữa nhìn thẳng vào Trương Khác, vừa rồi anh nói thế là ý gì? Trương Khác nương theo ánh trăng nhìn Trần Tĩnh, muộn khuôn mặt tinh tế mỹ lệ, cằm thanh tú hơi nhọn, má trắng như ngọc, dưới ánh trăng trông có chút mỏi mệt, đôi mắt đẹp nhìn y ánh lên vẻ kiên định, Trương Khác bị cô nhìn cho chột dạ, thu hai chân trên bảng điều khiển lại, muốn ngồi thẳng dậy nghiêm túc trả lời Trần Tĩnh, trong xe lan tỏa không khí thương cảm. Chương 1223, lần đầu trải nghiệm. Ý anh muốn nói em nên tùy tiện tìm một nam nhân có thể sẵn sàng đứng ra bảo vệ em, ủng hộ em bất kỳ lúc nào, sau đó vợ yêu anh ta, lấy anh ta chứ gì. Trần Tĩnh ấn tay lên ngực Trương Khác, bắt ý tiếp tục nằm trên ghế, giọng cô quá mức bình tĩnh, làm Trương Khác có một cảm giác không lành, em không cần anh phải suy nghĩ chu đáo cho em như thế. Anh không thể cho em bất kỳ cái gì, ngay cả chuyện hôm nay, một khiến nghị cho em cũng không thể, trong lòng anh không dễ chịu chút nào. Trương Khác đưa tay ra vuốt ve gò má mịn màng của Trần Tĩnh. Anh có biết em muốn gì không? Anh tưởng đôi mắt của anh có thể nhìn thấu lòng người à, vậy anh có biết em đang nghĩ gì không? Không biết, Trương Khác thấy tâm tình Trần Tĩnh hơi mất kiểm soát, nhưng ngữ khí chém đinh chặt sắt, thực sự không biết trong lòng cô đang nghĩ gì lúc này. Em muốn cái này, Trần Tĩnh nắm tay Trương Khác đặt lên bầu vú vỉnh cao của cô, em muốn anh yêu em. Trương Khác ngây ra nhìn Trần Tĩnh. Ánh mắt cô nghiêm túc mà kiên định, lòng bàn tay cách lớp áo len mỏng chạm bầu ngực tròn căng đầy đặn của cô, nhất thời không biết phải nói gì. Em đã 27 tuổi rồi, không cần anh phải suy nghĩ thay cho em tự biết mình muốn cái gì, em biết cảm giác yêu một người. Trần Tĩnh ngồi lên đùi Trương Khác, người cúi xuống, hai tay ôm má y, mặt hai người gần như dính vào nhau, ánh mắt nhu hòa, giọng cũng trở nên dịu dàng, nếu anh cảm thấy chúng ta còn có chuyện cuối cùng chưa làm. Quan hệ giữa hai người giống như cái công tác, bật lên thấy có gì bật thường tắt đi là khôi phục lại. Em không muốn như thế, em muốn anh yêu em, hai chúng ta không phải cái công tác. So sánh của em thật là, Trương Khác đôi lúc cảm thấy vốn từ thiếu thốn, chúng ta trở về rồi hẵng nghiên cứu vấn đề này được không? Em không theo anh tới khách sạn, em muốn ngay ở đây, ngay trong xe em sẽ thấy dễ chịu hơn. Trần Tĩnh ngồi dậy, cởi quần tất ra, ném vào ghế sau, lại nằm xuống lòng Trương Khác. Nhẹ nhàng nói, ngay ở đây được không? Em không mặc quần lót à? Trương Khác đột nhiên hỏi, Trần Tĩnh chỉ nói không chịu tới nhà khách, thực ra là cô không muốn theo y về nhà gỗ bên hồ hoặc chung cư thanh niên làm lần đầu tiên của hai người, vì trong mắt cô, nơi đó là chỗ ở của Hứa Tư và Đường Thanh. Lúc này đêm đã khuya, sẽ không có ai lên đê, dù có xe tới, bọn họ cũng sẽ phát hiện ra ánh đèn trước. Anh, Trần Tĩnh hờn dỗi chừng mắt nhìn y. Cô chủ động cởi quần tất ra đã phải dùng tới dũng khí lớn lắm rồi, bị Trương Khác hỏi thế, vẻ mặt nổi lên thẹn thùng không chịu nổi, gó má trắng phơn phớt dáng hồng, quyến rũ hoa mắt. Trương Khác lúc này mới giành lại chút chủ động, đặt Trần Tĩnh ngồi lên eo mình, nhìn đôi mắt cô sóng sánh như hồ nước mùa thu, lòng vừa yêu vừa thương, ngửi mùi hương thơm nhàn nhạt trên người cô, tâm thần rung động, lửa dục bốc cao, một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, một tay luồn vào mái tóc dày đen nhánh vuốt ve nhẹ nhẹ. Trong khoang xe mờ tối, bốn đôi mắt say đắm nhìn nhau, Trương Khác cảm giác được khuôn mặt hoan nhường nguyệt thẹn của cô chan chứa nhu tình thấm vào lòng người, tay từ eo cô trượt xuống, xúc cảm mềm mịn đó làm người ta càng thêm thèm khát khám phá những chỗ mềm mại hơn, tay liền lần mò vào trong quần lót của cô sờ tới chỗ thần bí của nữ nhân. Đợi đã, đúng vào thời khắc mấu chốt Trần Tĩnh lại kêu tạm dừng, hai tay yếu ớt ngăn cản bàn tay của Trương Khác, quay lại cầm lấy di động trên bảng điều khiển, Trương Khác còn tưởng cô thay đổi chủ ý. Không ngờ Trần Tĩnh nói, anh cũng tắt đi động đi. Ném di động vào ghế sau, đột nhiên co chân cởi quần lót ra, ném vào mặt Trương Khác, anh muốn tận tay cởi quần lót của em xuống chứ gì. Cho anh vĩnh viễn không đạt được ý nguyện. Trương Khác cầm lấy chiếc quần lót màu đen diềm trắng ren hoa của Trần Tĩnh lên, đưa tới trước mũi hít hà, có mùi thơm thoang thoảng của xạ hương, mắt lộ vẻ ngây ngất, thơm quá. Anh là đồ biến thái. Trần Tĩnh cười nũng nịu, nằm xuống cướp lấy chiếc quần lót ném ra phía sau. Cầm tay Trương Khác luồn vào trong váy của cô, nắm lấy cắm mông Trần, trơn như ngọc, vừa mềm vừa tròn, vừa rên rỉ lấy móng tay vẽ vòng vòng trên ngực Trương Khác, như một nghi thức, tựa hồ muốn y vĩnh viễn để dành cho cô một chỗ nhỏ trong đó, rồi ôn nhu vuốt ve gò má của y, cùng môi y quấn lấy nhau. Ngón tay Trương Khác trêu ghẹo trong váy của cô, tình dục đói khát bao năm được giải phóng, Trần Tĩnh có chút điên cuồng, lửa dục thiêu thân làm chút hít sụt rè cuối cùng của cô bị thiêu cháy sạch sẽ, đói khát mút lấy cánh môi Trương Khác.
chiếc lưỡi như con rắn cuộn lấy lưỡi y, ngón tay lùa vào tóc Trương Khác vò, người áp sát người Trương Khác, vặn vẹo cọ sát người y kiếm tìm khoái cảm nhục dục mỗi ngày một dâng cao. Chỉ muốn nuốt chừng anh thôi. Trần Tĩnh mặt đỏ hồng, miệng thở hổn hển liên tục, thè chiếc lưỡi linh động ra liếm cánh môi khô khát vì lửa dục, để em cởi giúp anh. Nhưng thắt lưng của Trương Khác là kiểu cài trong, Trần Tĩnh mày mò mãi chẳng cười được, hơi thở mỗi lúc một nóng, người ngứa dâm ran không thể chịu đựng thêm, sốt ruột kéo tay Trương Khác không ngón tay y nhịn ngợm trốn riêng tư đã ướt ấm của mình nữa, bắt y tự cởi thắt lưng, rồi kéo tuột cả quần ngoài lẫn quần xịp của y xuống. Trương Khác muốn ngồi dậy đặt Trần Tĩnh nắm xuống, hạ thân y bị khe mông ấm mềm của Trần Tĩnh đè xuống, cảm giác khó chịu khôn tả. Anh nằm đó, Trần Tĩnh không cho Trương Khác ngồi dậy, cô hơi nâng mông lên, tay nắm lấy cột trụ cứng rắn đó, cắn nhẹ môi dưới, đặt giữa hai đùi, từ từ ngồi xuống không kìm được phát ra tiếng rên xiết có thể đốt cháy linh hồn mọi nam nhân, a, nứt ra mất. Do hàng ghế phía trước không thể hoàn toàn ngả ra được, không gian lại nhỏ, tư thế này rất khó làm hai người kết nổi sâu hơn với nhau, cũng không có không gian cho cơ thể cử động, nhưng cảm giác tiêu hồn tột đỉnh làm Trương Khác kêu một tiếng sảng khoái, có điều chưa thỏa, muốn điều chỉnh tư thế, nâng hông Trần Tĩnh lên, để cô gập chân lại, thì thấy vẻ mặt Trần Tĩnh ngượng ngùng, ánh mắt né tránh, hỏi, sao thế? Phải rất đau mới đúng chứ, chứ có chút hơi căng ra, sao em chẳng cảm thấy đau đớn như người ta nói? Trần Tĩnh nghi hoặc hỏi. Hả, Trương Khác há mồm. Không biết phải nói gì luôn, cô ấy vẫn còn sao? Anh đừng có đắc ý, chẳng qua em tìm mãi không có ai thích hợp để cho thôi. Trần Tĩnh bịt lấy miệng Trương Khác, không để nụ cười hiện lên trên mép y, nam nhân chẳng thể so được với cái ngón tay, nếu nói em không còn xử nữ, cũng là do em tự cho bản thân, anh không có phần đâu. Trương Khác thấy Trần Tĩnh lúc này còn mạnh miệng, nói, nghe nói rất nhiều cô gái khi đi xe đạp, cưỡi ngựa không may bị rách. Chắc thế. Khi em dùng ngón tay cũng chẳng cảm thấy. Trần Tĩnh thấy khóe miệng Trương Khác lại cong lên, vỗ má y một cái, hai tay béo má y kéo căng ra, không cho y cười, con gái tự làm mình thoải mái, có gì mà đáng cười. Anh có cười đâu, Trương Khác nghĩ Trần Tĩnh sinh hoạt ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng cũng tây hóa rồi, con gái Trung Quốc trừ mạnh mẽ như địch đan thanh ra, không ai có thể nói chuyện tình dục thản nhiên như thế, vậy cũng tốt, nếu không lần đầu sẽ hơi đau, nằm xuống đi, anh phục vụ em. Trần Tĩnh ngoan ngoãn đổi vị trí cho Trương Khác. Trương Khác tách chân Trần Tĩnh ra, tìm lại đầm lầy dư dật nước kia, hạ mình xuống tiến thẳng vào. Chương 1224, vụng trộm 1. Á, Trần Tĩnh thét lên chói tai, móng tay bập sâu vào thịt Trương Khác, đau, đau quá. Anh không được cử động. Trương Khác giật nảy mình, thấy Trần Tĩnh đau tới chảy nước mắt, mày nhíu lại, thương xót an ủi cô, không đau, không đau đâu. Anh nói không đau là không đau à? Trần Tĩnh phải mất một lúc mới thích ứng được, thấy Trương Khác luống cuống ngốc nghếch nói, không đau, an ủi mình, bật cười gắt, giờ thì anh hài lòng rồi chứ, sao anh thô lỗ thế, làm người ta suýt ngất xỉu. Lúc nãy sao không đau nhỉ? Trương Khác thử cử động một chút, lại thấy Trần Tĩnh đau tới nhíu mày lại, khuôn mặt thay cho áng hồng là vẻ nhợt nhạt, hàm răng cắn chặt lấy cánh môi hồng kiều diễm, không dám động đậy nữa, nói lảng đi để phân tán cơn đau của cô. Anh nhớ ra một câu chuyện cười, có lẽ trả lời được câu hỏi của em. Lại muốn kể chuyện cười bậy bạ chứ gì? Là chuyện phổ biến kiến thức, sao lại nói là bậy bạ được? Trương Khác mặt nghiêm túc nói, có một nữ đồng chí tái hôn, trong một bữa tiệc, đồng chí phụ nữ và người chồng hiện nhiệm gặp phải chồng tiền nhiệm, người chồng tiền nhiệm lòng ghen tuông, hỏi chồng hiện nhiệm, sử dụng hàng cũ cảm giác thế nào? Đồng chí phụ nữ đáp trả chồng tiền nhiệm, bên trong đó 8cm đầu là hàng cũ. 8cm sau vẫn là mới tinh. Anh dám cười em, Trần Tĩnh đưa tay nhéo thật mạnh lên hông Trương Khác, Trương Khác cố nhịn đau muốn nhích người ra, hai người vẫn kết hợp với nhau, vừa cử động làm Trần Tĩnh đau đớn ôm chặt lấy lưng Trương Khác, không cho y cử động. Do ở trong xe không gian nhỏ hẹp, Trần Tĩnh lại là lần đầu tiên, không thể nào tận hưởng hết khoái lạc, ôm nhau một lúc, ghé vào tai Trương Khác nói nhỏ, tử gia chắc là đi rồi, chúng ta về Yến Viên nhé. Trương Khác gật đầu. Mặc dù giây phút khoái cảm tiêu hồn này dừng một giây cũng không chịu nổi, nhưng trong lòng thương Trần Tĩnh, không muốn để lại nuối tiếc gì trong lần đầu của cô, cùng Trần Tĩnh ăn mặc chỉnh tề, lái xe về. Trước khi về Yến Viên, Trương Khác vòng qua ngõ học phủ trước, đỗ xe ở cửa ngõ, bảo Trần Tĩnh chờ trong xe một lát, y vào trong ngõ, tới nhà thuốc Bảo Chi Lâm mua một số thuốc phòng chống nhiễm trùng giảm sưng và thuốc tránh thai, quay về đầu ngõ thấy Lý Hinh Dư ôm hai cuốn sách đứng ở bên cạnh xe nói chuyện với Trần Tĩnh.
Lý Hinh Dư và Trần Tĩnh tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng quen biết nhau, Trương Khắc không ngờ đỗ xe ở đây khiến Lý Hinh Dư gặp phải. Trần Tĩnh ngồi cuộn mình ở ghế phụ, ghế lái để trống, Trương Khắc biết với sự thông minh của Lý Hinh Dư, không thể khiến cô tin rằng mình chỉ vừa khéo đi qua, đương nhiên cùng tham dự một hoạt động thương nghiệp xong đi cùng xe chở cũng là cái cớ không tệ. Vừa rồi xem sách ở thư viện, Lý Hinh Dư hơi cúi người chào Trương Khắc, trong bóng đêm với ánh đèn đường chiếu lên mặt, cô thực sự đẹp tới cực điểm. Trương Khắc cũng chẳng sợ Lý Hinh Dư nhìn ra thuốc tránh thai, xua xua hộp thuốc trước mặt cô, ném vào ghế sau, trên bữa tiệc Trần Tiểu Thư uống hơi nhiều rượu, tôi mua giúp cô ấy ít thuốc giải rượu, còn phụ trách đưa cô ấy về nhà. Câu này còn chưa nói hết Trương Khắc thình lình nhìn thấy cái quần tất treo lủng lẳng trên lưng ghế sau, hết sức bắt mắt, y sứ người. Hai người ở trên đê chỉnh trang lại y phục đàng hoàng mới về, Trần Tĩnh mặc quần lót vào rồi, trên xe không lạnh, ngại không mặc quần tất vào, cuối tháng 3 đầu tháng 4, trời nói ấm không ấm, nói lạnh không lạnh, mùa đông còn có các cô gái thích để đùi trần mặc váy nữa là, nhưng quần tất treo lung lẳng thế kia chẳng phải là nói với người khác bọn họ vừa vụng trộm sao. Trương Khắc theo bản năng quay đầu xác nhận Lý Hinh Dư có nhìn thấy nó không, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Lý Hinh Dư. Lý Hinh Dư đâu ngốc, từ ánh mắt né tránh của Trương Khắc là hiểu ra chuyện gì, đột nhiên chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Trần Tĩnh ngồi cuộn mình trên xe gặp phải Lý Hinh Dư vốn có chút chột dạ rồi, lúc này nhìn thấy vẻ mặt hai người kia có chút quái lạ, quay đầu lại nhìn, che miệng, á, một tiếng, vội vàng kéo chiếc quần tất xuống, vo tròn lại nhét vào ngăn đồ dưới bảng điều khiển. Khuôn mặt mỹ lệ đỏ rừ như say rượu. Thực sự xin lỗi, chẳng hiểu sao Lý Hinh Dư cúi mình xin lỗi rồi vội vã chạy mất. Nhìn bóng hình mong manh của Lý Hinh Dư chạy về phía bóng tối tới mấy giây, nhìn phía chính diện cô nóng bỏng gợi cảm, nhưng bóng lưng vẫn thướt tha yểu điệu vô ngần. Sợ bị người quen nhìn gặp phải, Trương Khắc nhanh chóng vào xe kéo cửa kinh lên, thấy Trần Tĩnh vẫn nhìn theo phía Lý Hinh Dư bỏ đi, nói, Lý Hinh Dư tuy làm việc ở cơ cấu nghiên cứu kinh tế của Samsung, nhưng cô ấy sẽ không nói lung tung đâu. Ái Đạt và Khoa Vương công khai kết minh thành đối tác thương nghiệp, nếu chuyện Trương Khắc và Trần Tĩnh vụng trộm bại lộ thì cái gọi là quan hệ thương nghiệp chiến lược thành trò cười, ảnh hưởng xấu khó mà dự đoán được, rất có khả năng khiến các đối thủ cạnh tranh khác cùng nhau chống đối. Em không lo chuyện đó. Trần Tĩnh quay đầu sang hỏi, anh không nhìn thấy ánh mắt của cô ấy lúc rời đi sao? Thế à, Trương Khắc sởn gai ốc, vội di chuyển đề tài. Khi đó anh chỉ lo cô ấy khen quần tất đẹp quá, mua ở đâu. Chết đi, Trần Tĩnh thẹn không chịu nổi, thấy ánh mắt Trương Khắc cứ hao háo nhìn cặp đùi trần của mình, liền kéo mép váy xuống, chẳng phải vì anh nói mặc vào cởi ra phiền toái sao. Trương Khắc cười hăng hắc, khởi động xe đi qua ngõ học phủ quay về Yến Viên. Sợ Tạ Tử Gia vẫn còn ở Yến Viên, Trần Tĩnh cũng sợ lúc này gọi điện cho Tạ Tử Gia sẽ lộ tẩy, tới nhà, cô bảo Trương Khắc đỗ xe trong ga ra đợi một lúc. Cô vào nhà xác nhận Tạ Tử Gia không có ở đây mới gọi điện gọi Trương Khắc vào. Trong nhà dọn dẹp qua loa, còn có chút dấu vết lộn xộn, nhưng so với lần Tạ Tử Gia xả nước ngập biệt thự thì tốt hơn nhiều. Trăng sáng từ ngoài cửa kính chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt đẹp như mộng ảo của Trần Tĩnh, cô cởi áo len ra, chỉ mặc áo mỏng bó sát người, bầu ngực căng tràn phập phồng dưới lớp cáo mỏng manh, vẽ lên đường không khơi gợi trí tưởng tượng, cô vẫn mặc váy ngồi trên đùi Trương Khắc, cặp đùi trắng trẻo mê người chống lên giường. Trương Khắc kéo cô vào trong lòng, y không vội vàng, cởi chiếc áo bó ra, rồi từ từ cầm lấy chiếc áo lót đen diềm trắng, thêu cánh hoa màu đỏ, cởi khúc, từ từ kéo xuống, Trương Khắc hai mắt mở to, nuốt nước bọt đánh ực, bầu vú này nở tròn trịa nhô cao, hai nụ hồng ngang bướng ướt lên, độ lớn này chắc chắn một tay y không nắm hết được, đưa tay ra, mân mê núm vú nhỏ cho nó săn lại nở ra, rồi ngậm vào miệng mút nhẹ, khiến Trần Tĩnh không kiềm nổi ngả đầu ra sau. Á! Trần Tĩnh vô thức phát ra tiếng kêu sung sướng, có điều Trương Khắc đã sờ tới cặp mông đầy phì nhiêu của cô, ngón tay mớn trớn bên mép quần lót, làm cô sờ sợ hỏi, liệu có đau không? Yên tâm đi anh sẽ nhẹ nhàng, lần này không đau nữa đau. Trương Khắc nói dối không chớp mắt. Không cái đầu anh ấy, lần này mà đau không có lần sau nữa đâu đấy. Trần Tĩnh thừa biết Trương Khắc nói dối, màng trinh bị phá, dù không có thứ gì tiến vào, cô vẫn nhầm nhầm đau. Chỉ là phản ứng cơ thể lại phản bội cô, chưa âu yếm bao lâu chỗ riêng tư đã ướt nhoẹt, người nóng bừng lên, câu sau của cô là nói dối, nói xong chính bản thân bật cười, cả hai đều nói dối cả. Chương 1225, vụng trộm 2. Em nằm xuống đi, Trương Khắc đặt Trần Tĩnh nằm xuống chiếc giường màu hoa hồng, đắm đuối nhìn dung nhan kiều diễm cùng cơ thể hoàn mỹ của cô,
mái tóc suôn mềm óng ả bị rối tung ở sau đầu, gió thổi mấy sợi tóc lất phất chạm vào da thịt y, khiêu khích tình dục của y. Tách cặp đùi khép lại theo bản năng của cô ra, hai tay vuốt ve theo cặp chân trắng nõn mịn màng của cô lên trên, hơi dừng lại ở đùi cảm thụ cơ thể run rẩy phía dưới, rồi nằm xuống giữa hai chân cô, hôm từ núm vú hồng ướt át trêu ghẹo nó dần xuống rốn, tới khi mặt vùi hẳn vườn hoa diêm tư. Á, đừng, đừng như thế, sao anh có thể như thế được, á. Cánh hoa ướt át bị chiếc lưỡi tham lam lướt qua, Trần Tĩnh bị kích thích muốn hét lên, cơ thể mẫn cảm tột độ, chỉ là cô xấu hổ không mặc sức phát tiết khoái cảm trong lòng, cắn răng phát ra tiếng rên nho nhỏ, có điều bụng lại ưỡn lên, như muốn trương khắc âu yếm nhiều hơn, mắt long lanh mơ màng, tựa như đã phiêu diêu trốn mê ly cực lạc. A, a, vào, anh vào, vào đi, Trần Tĩnh rên lên lúc này chỉ cảm giác căng như muốt nứt ra đó mới thỏa mãn được cô. Tiếp đó hai tiếng kêu rất khó diễn tả cùng lúc phát ra, việc gì cần tới đã phải tới, Trương Khắc dừng mọi động tác, cúi mình xuống hôn nhẹ lên môi Trần Tĩnh hỏi, đau không? Cảm giác sưng đau đó vẫn rất rõ ràng, nhưng giọng chứa tình cảm ôn nhu nồng nàn đó làm cơn đau bị quên lãng, nhấn chìm nó là khoái cảm trào dâng mãnh liệt như đê vỡ, Trần Tĩnh thẹn thùng nói, ư. Đừng, đừng dừng lại. Trương Khắc đưa Trần Tĩnh lên mây xanh hết lần này tới lần khác, tới khi cả hai sức cùng lực kiệt. Trần Tĩnh càng vô dụng ngủ thiếp ngay đi. Trương Khắc chăm chú nhìn cơ thể Trần Chuồng tĩnh mịch dưới ánh trăng, toàn thân cô từ trên xuống dưới đều phát toàn một sự dụ hoặc cực đỉnh, lòng chỉ có yêu thương và dịu ngọt, y đặt tay lên ngực, nơi đó âm thầm thay đổi từ bao giờ, không còn cảm giác trống rỗng nữa. Ngủ một giấc tỉnh lại, trời mới tờ mờ sáng, tuy thời gian ngủ rất ít nhưng cảm thấy khoan khoái vô cùng, quay người sang nhìn thấy Trần Tĩnh đã mặc y phục ôm gối dương đôi mắt sáng như trăng rằm nhìn mình không chớp mắt. Ngập tràn thâm tình, mỉm cười hỏi, em dậy được lâu chưa? Chỉ dậy sớm hơn anh 2-3 phút thôi, Trần Tĩnh nũng nịu đáp. Còn đau không? Vừa mới tỉnh lại đã hỏi chuyện đó rồi. Trần Tĩnh xấu hổ lắm, cứ như chuyện điên cuồng hôm qua xảy ra trên người Trương Khắc và cô gái khác vậy, nằm im, gần như không cảm thấy đau. Rõ ràng là câu thứ hai rồi, Trương Khắc khẽ búng yêu mũi cô, nếu em có thể chịu được, anh đưa em tới một chỗ ngắm mặt trời mọc, nếu không có mặt trời mọc. Ngắm mấy cũng được. Lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc sao? Trần Tĩnh hứng phấn hỏi lại, thấy ánh mắt khẳng định của Trương Khắc, vui vẻ nói, em chưa từng leo núi Yến Quy, nói gì tới ngắm mặt trời mọc trên núi. Trương Khắc xem đồng hồ, đã không kịp tắm rửa nữa, hôn nhẹ lên môi Trần Tĩnh, dặn cô ngồi im đó rồi chạy xuống lầu làm đồ ăn sáng, một lúc sau bê lên bát cháo thơm ngào ngạt, bê tới tận giường, múc một thìa đưa tới miệng cô, ôn nhu nào, ngoan, ăn một miếng lấy sức đã. Ừ, nóng lắm, thổi cho em đã. Trần Tĩnh nũng nịu nói, lòng tràn ngập hạnh phúc, yêu thương không thể hiện bằng hành động lớn lao, những món quà đắt tiền mà từ hành động săn sóc nhỏ bé thế này. Ăn sáng xong liền khởi hành lên núi, xe đi từ đường lớn Tân Phổ đi lên núi Yến Quy, đỗ ở quảng trường trước Khổng Tước, bọn họ nấp trong xe ngắm mây không lộ diện, chẳng cần lo người của vườn sồi hay TT nghiên cứu cao khoa KV nhận ra. Khi bọn họ lên núi thì còn khá vắng vẻ, bầu trời vạn dặm không mây. Nhìn ánh ban mai mỗi lúc một sáng, lúc này chân trời mới tràn ra rất nhiều mây màu, càng gần thời gian mặt trời mọc, biển mây mỗi lúc một lớn, gần như bao phủ hoàn toàn núi Yến Quy, sắp đè lên cả núi. Biển mây cuộn trào, tầng mây dày đặc, cảm giác rất chắc chắn như mặt đất, giống như ngay trước mắt, làm người ta có cảm giác kích động tung người nhảy lên. Tay trong tay, đầu kề đầu ngắm mây màu, hưởng thụ khoảng thời gian tĩnh mịch đầm ấm hiếm có bên nhau, hai người quay về Yến Viên. Lên thẳng phòng ngủ tầng 2, xả nước chuẩn bị tắm, Trương Khắc hùng hồn thuyết trình một bài về tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước, sau đó đòi tắm chung với Trần Tĩnh, bị cô mắng cho một trận. Trương Khắc tiêu nghỉu cởi hết quần áo ngồi vào bồn tắm, đợi nước nóng xả đầy, vừa tắm vừa âm thầm tính kế lừa Trần Tĩnh vào tắm chung, đột nhiên nghe thấy Trần Tĩnh ở bên ngoài thét lên một tiếng, tựa hồ rất hoảng sợ, vừa định đứng dậy thì nghe Trần Tĩnh hỏi, sao em còn ở đây? Em cũng vừa mới về thôi. Sớm hơn chị một chút, chị lên lầu mà không chú ý em trong phòng ngủ à? Sao như gặp mà thế, chị nhát gan như thế từ lúc nào vậy? Giọng Tạ Tử ra từ ngoài truyền vào, em nghe thấy bên này có tiếng đi lại mới biết là chị về, hôm qua chị ở đâu, sao còn cần về nhà tắm rửa sớm như thế? Chị không quen tắm ở khách sạn nên về, Trần Tĩnh nói dối, có thể nghe ra cô chỉ lo Tạ Tử ra đột nhiên vào phòng tắm, chị vừa mới xả nước vào bồn tắm, đang định lấy quần áo vào tắm. Một lúc sau Trần Tĩnh ôm quần áo lót đi vào,
đặt tay lên môi ra hiệu Trương Khác chớ lên tiếng tránh làm kinh động Tạ Tử Gia ở bên ngoài, còn khóa cửa phòng tắm lại. Trương Khác cười trộm, nhích người sang một bên, ý bảo cồn tắm còn chứa được thêm một người nữa. Sao chị lại đóng cửa? Tạ Tử Gia ở ngoài đẩy cửa vào, không ngờ cửa bị khóa ở bên trong. Chị đã vào bồn tắm rồi, em vào làm cái gì, muốn tắm thì tự về phòng tắm ấy. Trần Tĩnh làm sao để Tạ Tử Gia nhìn thấy Trương Khác trần truồng trong bồn tắm cho được. Em muốn tắm cùng chị, em muốn tâm sự cùng chị. Tạ Tử Gia nhất quyết nói. Em ở ngoài nói đi, chị nghe được, dù sao cũng không cho em vào đâu, người em hôi rình, để em chui vào bồn tắm nước ô nhiễm hết cả, người khác khỏi phải tắm nữa. Trần Tĩnh cố nói thật thoải mái. Tạ Tử Gia ăn ở luộm thuộm, chẳng phải chưa bao giờ bị Tạ Tử Gia nhốt ngoài buồng tắm, nên không nghi ngờ gì khác, kéo cái đôn trước bàn trang điểm tới trước cửa phòng tắm nói, tuy chú Trần đưa mụ kia về rồi, nhưng em nghĩ chú Trần chưa chắc là đối thủ của mụ ta, nói không chừng hôm nào đó mềm lòng quay lại cùng mụ ta làm công tác với chị thì sao? Làm gì tới mức đó? Đêm qua cùng Trương Khác ân ái nửa đêm, sáng sớm lại tới đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, còn chưa có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới chuyện đau đầu này, Trần Tĩnh thuận miệng đối phó với Tạ Tử Gia, nhón chân đi vào bồn tắm, rất thận trọng, chỉ sợ làm ra động tĩnh gì khiến Tạ Tử Gia hoài nghi. Trần Tĩnh còn chưa có chuẩn bị tâm lý tắm huyền ương với Trương Khác, nhưng không thể lát nữa vẫn đi ra y nguyên như cũ, đừng nói là lừa Tạ Tử Gia, lừa học sinh tiểu học cũng miễn cưỡng. Trần Tĩnh mặc đồ lót đứng trong bồn tắm, thấy Trương Khác cười xấu xa chỉ đợi mình cởi hết đồ ra, còn lấy ngón tay gãi nhẹ cặp đùi trắng thon thả của cô, Trần Tĩnh vừa mới thực sự tận hưởng nam nữ hoan ái, cơ thể hết sức mẫn cảm, bị ngón tay Trương Khác chạm vào, đã thấy cơ thể ngứa ngáy, nghĩ tới việc còn cởi trần truồng trước mặt y, càng cảm thấy xấu hổ. Cô đứng trong bồn tắm, Trương Khác thì ngồi, mặt y cách cuối đùi cô có chưa tới 20 cm, cảm giác được cả hơi thở nóng rực của y phả vào giữa hai chân, càng thêm mẫn cảm. Trần Tĩnh biết phản ứng cơ thể của mình, sợ Trương Khác cười, dứt khoát không cởi đồ lót, nằm xuống nước, ngâm cả mình trong nước ấm, cổ lộ ra ngoài mới nhẹ nhàng cởi đồ lót ném ra ngoài bồn tắm. Chương 1226, cách tường có tai. Trương Khác cũng không dám để Tạ Tử Gia biết mình trốn trong này, để Trần Tĩnh nằm trong lòng, rót sữa tắm xoa lên người cho cô, chỉ là một cơ thể trắng như tuyết, mềm như lụa, gợi cảm tột độ như thế nằm trong lòng. Trương Khác nhìn không động chân động tay thì chỉ có cách chặt tay chân y đi. Nếu đợi tới mức đó rồi, em thấy chị càng hết đường ứng phó. Tạ Tử Gia hậm hực nói, con mụ đó đúng là lòng tham không đáy, đã không tranh đại nhã với mụ ta rồi, lại còn muốn xen vào đây, nếu không phải chị ngăn em đã xông ra cào cho nát mặt mụ, để mụ ta biết đây không phải chỗ mụ ta dương oai. Trương Khác nghe Tạ Tử Gia siết răng lại rít lên bên ngoài mà thấy sống lưng ớn lạnh. Con bé này hình như hoàn toàn không hiểu thế nào là thục nữ, hôm qua chỉ nghe thấy cô ta hung hăng cãi nhau với nhân tình của Trần Gia Thiện. Để chị nghĩ xem đã, lúc này Trần Tĩnh chỉ có thể nói như thế. Tạ Tạ Gia đột nhiên phì cười, chị nói xem tên khốn kiếp Trương Khác đó nhiều nữ nhân như vậy, sau này tranh chấp tài sản còn hoành tráng tới mức nào. Trương Khác không ngờ Tạ Tử Gia di chuyển đề tài quái dị như thế, mà mình lại còn bị liên lụy vào. Nghe giọng điệu của Tạ Tử Gia thì hình như đám Trần Tĩnh nhắc tới mình chẳng có danh xưng gì tử tế, không chết tiệt thì cũng khốn kiếp cúi đầu xuống thấy Trần Tĩnh mím môi nhịn cười, chỉ biết giang tay ra nhún vai một cái. Được rồi, đừng có nói linh tinh nữa, tên đó cũng không chọc vào em. Trần Tĩnh dùng ngữ khí trước giờ vẫn nói chuyện với Tạ Tử Gia, còn liếc nhìn Trương Khác một cái, ý bảo cô không gọi y là đồ, khốn kiếp. Sao lại bảo em nói linh tinh? Tạ Tử Gia cười rất khoái chí. Không muốn đổi đề tài, tên chết tiệt đó háo sắc lắm, chị đâu phải là không biết. Lần trước em ra sân tennis gặp y và con bé Hàn Quốc, mắt y nhìn như đóng đinh vào bộ ngực này tương tương như quả bóng nước của cô ta, chị nói xem con bé Hàn Quốc đó có thấy hai quả bóng đó là gánh nặng cắt đi cho xong không. Tạ Tử Gia còn chưa phát triển, người như cô bé con, cho nên rất là ghen tức với cơ thể nóng bỏng của Lý Hinh Dư, huống hồ Cao Khoa KV và Samsung cũng là đối thủ cạnh tranh. Lần này thì Trần Tĩnh không nói giúp cho Trương Khác nữa, ngoái đầu lại lườm, tay còn nhéo thịt non trên đùi y, ý tứ là sớm biết anh và Lý Hinh Dư không thanh bạch, hôm qua ánh mắt cô ta lúc rời đi rất khả nghi. Đúng là bùn dính vào quần, không phải phân cũng thành phân rồi, giải thích không rõ nữa, hơn nữa đi đánh tennis với Lý Hinh Dư đúng là rất thích, Trương Khác chỉ biết giơ tay cầu xin Trần Tĩnh béo nhẹ cho. Sao thế, chị cũng ngứa mắt với con bé Hàn Quốc ấy à? Tạ Tử Gia thấy Trần Tĩnh không nói gì thì hăng hái tiếp tục, là một trong số người kế thừa của Samsung,
cô ta ở Kiến Nghiệp kiếm chỗ nào ở không ở, lại cứ ở trong chung cư thanh niên. Nếu cô ta và tên chết tiệt kia thanh bạch thì em treo cổ luôn. Mà nói ra cũng lạ nhé, trình độ tán gái của tên đó là hạng một đấy, tố chất làm mặt trắng còn cao hơn tố chất làm nhà doanh nghiệp. Em nói này chị, sau này ít gặp tên đó thôi, cẩn thận bị tên đó lừa lên giường đấy, đến lúc đó thành trò cười lớn rồi, Cao Khoa KV đóng cửa chia tài sản cho xong. Được rồi, chị không nghe những lời điên khùng của em nữa, em chuẩn bị trước đi, dù sao chuyện hôm qua đừng để lộ ra ngoài. Trần Tĩnh thật không dám tưởng tượng Tạ Tử Gia mà biết mình đang trần truồng nằm trong lòng Trương Khác, để y cầm bông tắm kỳ cọ người sẽ ra sao, nhưng cô thì rất hưởng thụ. Em dự đoán nghiệp vụ di động của bên đó nửa đầu năm nay còn có động tác lớn, nhìn từ kỹ thuật. Còn họ đã có năng lực phát triển di động âm nhạc rồi, có lẽ kỹ thuật còn chưa hoàn thiện, nhưng nhìn từ việc cấp quyền kỹ thuật của bọn họ cho bên ngoài là biết bọn họ đã ý thức được chip âm tần có thể di chuyển sang di động, kỹ thuật LCD đa màu còn chưa đủ hoàn thiện, có lẽ đủ rồi, nhưng muốn dùng làm chiêu sát thủ. Tạ Tử Gia phân tích, cô nhóc đang hứng thú làm sao chịu bảo đi là đi, nếu không chị hy sinh cơ thể một chút, dụ dỗ tên chết tiệt đó lộ ra. Như thế chúng ta sẽ không bị động lắm. Con bé này ghê thật, Trương Khác thầm nghĩ, tay bắt đầu không thành thực mò tới giữa hai chân Trần Tĩnh, ghé vào tai cô cười khẽ, dùng cái này dụ dỗ là đủ rồi. Trần Tĩnh xấu hổ không sao tả xiết, không biết mặc Tạ Tử Gia nói tiếp còn bị Trương Khác cười thành cái gì nữa, ngồi im trong bồn tắm không để ý tới Tạ Tử Gia nữa, đây cũng là chiêu quen dùng khi không chống nổi cái miệng không ngừng của Tạ Tử Gia. Tạ Tử Gia ngồi bên ngoài một lúc không thấy Trần Tĩnh đáp lời, cuối cùng buồn chán bỏ đi, không thấy cô ta ra ngoài đóng cửa, lo Tạ Tử Gia có thể quay lại bất kỳ lúc nào, Trương Khác và Trần Tĩnh không dám có động tĩnh gì, Trần Tĩnh tắm rửa qua loa đi ra ngoài phòng tắm trước, một lúc sau mới gọi điện nói sẽ lái xe đưa Trương Khác đi sau. Tuyệt đại đa số biệt thự trong Yến Viên là của cán bộ nghiên cứu trung cao tầng vườn sồi, nếu muốn chắc chắn 100% không bị người khác phát hiện, Trương Khác chỉ có thể ngồi xe rời Yến Viên. Trần Tĩnh chốc lát sau quay về, xin lỗi, em lấy cớ về lấy văn kiện, nửa tiếng nữa còn phải tham gia cuộc họp, phải đuổi anh đi rồi. Nhặt văn kiện buổi sáng cố ý làm rơi lên, cùng Trương Khác ra xe, lại đem một vài chuyện mình suy nghĩ nói với y, lo lắng của Tử Gia cũng đúng, nếu Đại Nhã không thoát được khốn cảnh, em không thể khoanh tay ngồi nhìn được, Đại Nhã là tâm huyết quá nửa đời người của cha em, Cao Khoa KV do cha em bỏ tiền ra đầu tư. Bất kể tương lai xử lý cổ phần ra sao, em nghĩ đường lối kinh doanh hiện nay của Cao Khoa KV không nên bị ảnh hưởng, em muốn kế hoạch phân phối cổ phần cho tầng quản lý và nhân viên kỹ thuật trước, với bên ngoài, cũng phải đưa các đối tác chiến lược khác vào. Nếu em và anh không có quan hệ gì, để Cẩm Hồ nắm cổ phần là có lợi, hiện đã thành thế này rồi, em không thể tính tới anh nữa. Tầng hợp tác chiến lược này của chúng ta còn cao hơn cả nắm cổ phần ấy chứ. Trương Khác đùa, tối nay chúng ta tiếp tục hoạt động đàm phán hợp tác chiến lược nhé. Buổi chiều Úc Bình sẽ tới, em sợ cô ta nhìn ra gì đó, buổi chiều phải giả bệnh đi lại không thuận tiện. Trần Tĩnh tình tứ nguyệt y, xem tình hình đã, nói không chừng anh mới không thoát thân được. Trương Khác nghĩ cũng phải, ôn nhu hôn lên má Trần Tĩnh, xuống xe nhìn cô rời đi, y biết Trần Tĩnh muốn thông qua lần phân phối cổ phần này để từ bỏ nắm cổ phần tuyệt đối ở Cao Khoa KV, giảm bớt ảnh hưởng của tranh chấp gia tộc tới công ty, cho dù tương lai có nhường một phần cổ phần cho Đại Nhã. Cho nữ nhân kia cũng không cần lo tạo thành ảnh hưởng bất lợi gì tới việc kinh doanh của Cao Khoa KV. Được giáo dục chất lượng cùng gia tộc bồi dưỡng, cùng tích lũy kinh nghiệm công tác mấy năm qua, Trần Tĩnh cho dù không có thiên phú thương nghiệp quỷ dị như Tạ Tử Gia, nhưng là nhà doanh nghiệp hợp cách. Ở vấn đề xử lý chuyện của Cao Khoa KV, Trương Khác tôn trọng tuyệt đối ý kiến cá nhân của Trần Tĩnh. Trương Khác vừa định đi tới vườn sồi thì nhận được điện thoại của Lục Văn Phu, tỉnh trưởng Lý muốn tham quan nhà máy TTVT. Muốn cậu tới đi cùng, văn kiện bổ nhiệm Giang Mẫn Chi vừa truyền tới tỉnh, trước tiên ông ta sẽ làm phó bí thư tỉnh ủy. Chương 1227, thái độ của Lý Viễn Hồ. Lý Viễn Hồ hẹn Trương Khác đi thị sát TTVT tất nhiên có liên quan tới việc Giang Mẫn Chi sắp tới nhậm chức. Trước đó bên ngoài đồn đoán xôn xao về nhân tuyển tỉnh trưởng, Lý Viễn Hồ cũng sắp biết Giang Mẫn Chi sẽ tiếp thế vị trí của mình, có điều luôn giữ im lặng, hôm nay ít nhiều không ngồi yên được nữa. Trương Khác ngồi xe tới bờ Bắc Tân Phổ, trên đường gặp Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh, cùng tới nhà máy Tinh Viên, đội xe của chính phủ tỉnh cũng vừa mới đỗ lại ở sân trước cổng nhà máy. Liễu Chí Thành hiện giờ đặt tinh lực chủ yếu ở việc xây dựng nhà máy ở Kim Sơn, rất ít khi ở Kiến Nghiệp, các quan lý cao cấp đợi sẵn ở cổng nhà máy, thấy đội xe chính phủ đỗ lại, liền đi tới nghênh đón.
Không đợi đám trương khác dừng xe, Lý Viễn Hồ, Lục Văn Phu xuống xe trước, tiếp đó cùng vào thị sát. Quá trình thị sát đơn giản mà mau chóng, tham quan dây chuyền sản xuất chip 0.18 micron mới nhất, nghe quản lý nhà máy báo cáo một số thăng cấp kỹ thuật, an bài sản xuất, tiến hành một cuộc hội đàm nhỏ, an bài phóng viên chụp ảnh ở khu phi bảo mật, công tác thị sát thế là hoàn thành. Loại kỹ thuật chip này của Cẩm Hồ đã đạt tới tầm đi đầu thế giới chưa? Lý Viễn Hồ lấy hai ngón tay kẹp một cái chip đưa lên mắt quan sát, nhìn bên ngoài khó tin cái chip chẳng to hơn ngón tay cái là bao này có giá thị trường 150 đô la Mỹ. Hiện kỹ thuật chip RAM bất biến, này hiện chỉ có 3 nhà nắm được, mặc dù kỹ thuật của Cẩm Hồ xếp bét trong 3 nhà, cũng có thể mặt dày nói kỹ thuật của Cẩm Hồ đứng thứ 3 thế giới. Trương Khắc cười nói. Mọi người cùng Lý Viễn Hồ cười phụ họa. Năm 1917 chúng tôi vừa mới khai phát hình thành sản phẩm ePlayer, dung lượng lưu trữ lớn nhất mới đạt 64 MB, còn là hai thẻ nhớ mới có được. Hiện riêng một chiếc đã có dung lượng 256 MB rồi, 3-4 năm sau lượng RAM một chiếc máy vi tính cũng sẽ đạt tầm 512 MB. Trương Khắc giới thiệu, chúng tôi dùng kỹ thuật 0.18 micron chế tạo chip, sản lượng của nhà máy ở Tân Phổ chỉ vừa mặn thỏa mãn nhu cầu của chúng tôi ở loại hình này. Ở kỹ thuật 0.18 micron, chúng tôi có thể sản xuất sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao, chỉ là năng lực thiết kế của chúng tôi còn thiếu thuyết. Vừa qua thiên niên kỷ mới, quan viên chính phủ mù vi tính nhiều hơn trong tưởng tượng, chưa nói tới kỹ thuật chip phức tạp, ngay cả tri thức vi tính đơn giản cũng mù tịt, Lý Viễn Hồ lại nghe rất hứng thú, thi thoảng hỏi vài vấn đề rất chuẩn xác, chỉ có điều các phóng viên DTH đều đã bị đuổi về phòng nghỉ, không thể ghi lại được cảnh đối đáp giữa một già một trẻ này. Lần trước tôi tới Nét Hoa Hạ tham quan, bọn họ cũng cường điệu phải tăng cường công tác thiết kế. Lục Văn Phu nghe thấy Lý Viễn Hồ nhắc tới Nét Hoa Hạ liền cố ý tụt lại phía sau, những người khác cũng biết ý không theo sát phía sau, để lại không gian cho Lý Viễn Hồ và Trương Khắc nói chuyện. Cậu có cái nhìn thế nào về lợi nhuận tương lai của Nét Hoa Hạ? Lý Viễn Hồ thấy những người theo cùng đã lùi lại đằng xa, liền hỏi trực tiếp hơn. Nét Hoa Hạ cũng rất khiêm tốt đấy, sản nghiệp điện tử sau này sẽ phát triển thành xu thế toàn cầu hóa, thiết kế là một mắt xích quan trọng nhất của sản nghiệp. Hiện không may lại là mắt xích mà trong nước yếu nhất, ở phương diện này trong nước chưa bù đắp lại được, tôi không đánh ra cao lợi nhuận tương lai của Nét Hoa Hạ lắm. Trương Khắc trả lời đúng sự thực, đương nhiên y cũng biết lời của mình chẳng có mấy tác dụng, sự hỗ trợ Nét Hoa Hạ nhận được từ quốc gia không vì câu nói của y mà ít hơn. Bất kể là kinh tế công hữu hay phi công hữu, thái độ của tỉnh là ủng hộ bên nào chạy nhanh hơn, chạy vững hơn, cùng nâng đỡ người tụt hậu. Cẩm Hồ mấy năm qua có cống hiến cho kinh tế Đông Hải, có yêu cầu gì cứ thoải mái nói ra. Lý Viễn Hồ thẳng thắn nói. Trương Khắc bình thản nói, mấy năm qua chúng tôi được tỉnh hỗ trợ nhiều rồi, mặt mũi nào yêu cầu gì thêm. Còn về kiến nghị, càng không dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ muốn một lòng cống hiến hết mức có thể cho kinh tế Đông Hải. Mấy năm qua Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ có hiểu lầm, cũng có hòa giải, nhìn chung chung sống vui vẻ, Lý Viễn Hồ ủng hộ Cẩm Hồ là điều ai cũng thấy. Do Cẩm Hồ có bối cảnh và thực lực qua hùng hậu, Lý Viễn Hồ càng coi Cẩm Hồ là đồng minh liên hệ mật thiết, xúc tiến lẫn nhau, mà không coi Cẩm Hồ thuộc đích hệ của mình, điều này cũng quyết định hai bên sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định. Trương Khắc hiểu ý tứ những lời của Lý Viễn Hồ, sau khi ông ta lên làm bí thư tỉnh ủy sẽ chỉ nắm toàn cục kinh tế, xác định phương châm lớn, chính vụ cụ thể thuộc phạm vi chức quyền của Giang Mẫn Chi, ông ta sẽ không can thiệp quá độ. Cẩm Hồ tương lai còn phải phát triển ở Đông Hải. Đương nhiên phải tiếp xúc với Giang Mẫn Chi nhiều hơn, dù Giang Mẫn Chi ở quyết sách cụ thể lựa chọn hỗ trợ các xí nghiệp khác, ông ta cũng không tiện trực tiếp đứng ra chống lưng cho Cẩm Hồ, cho nên mới chủ động đề xuất đưa ra ưu đãi chính sách mang tính đột kích để an ủi Cẩm Hồ, tránh tương lai vì những chuyện vụn vặt thành nguồn cơn phát sinh mâu thuẫn với Giang Mẫn Chi. Lý Viễn Hồ khẳng khái như thế, Trương Khắc lại từ chối không nhận. Lý Viễn Hồ năm nay mới 57 tuổi, trong các cán bộ cấp chính tỉnh bộ. Ông ta đứng ở một vị trí rất có ưu thế, hoàn toàn có thể leo lên đỉnh cao mới trước khi lui về tuyến 2. Cẩm Hồ tiếp tục chủ đạo sản nghiệp công nghệ cao thậm chí chỉnh thể kinh tế toàn tỉnh với Lý Viễn Hồ mà nói rất quan trọng, nhưng các nhân tố mối quan hệ, kỳ vọng của mọi người cũng trở nên quan trọng gấp bội. Dưới tình huống đó Lý Viễn Hồ tỏ thái độ một cho Cẩm Hồ chính sách ưu đãi càng trọng yếu, có thể nhìn ra khác biệt về tính cách của ông ta và Đào Tấn. Từ Tân Phổ về thì đã là buổi trưa, Trương Khắc ăn cơm cùng Đỗ Phi. Thời Học Bân ở ngõ học phủ, đi lang thang trong ngõ, tin tức Giang Mẫn Chi tới Đông Hải nhận chức đã rõ ràng, thảo luận chuyện này trên phố cũng không có gì lạ. Hẳn Giang Mẫn Chi tới Đông Hải chấp chính muốn tăng cường địa vị vốn quốc hữu,
một khi có biện pháp cụ thể gì, khả năng cầm hồ sẽ bị ảnh hưởng trước tiên. Trương Khác đang nói chuyện thì nghe thấy đằng sau có tiếng còi xe inh ỏi, quay đầu lại nhìn thấy Trần Dũng lái một chiếc Audi A4 mới cóng, đang ra sức ấn còi, có vẻ giống nhắc nhở người khác nhìn chiếc xe mới của hắn hơn là dục người khác nhường đường. Thấy Trương Khác chắn phía trước, Trần Dũng bất ngông cuồng hơn, không ra sức ấn còi nữa, còn cười lấy lòng, đám Trương Khác tránh qua một bên, để hắn lái xe đi. Kiếm được vài đồng tiền thối từ TTCK đi khắp nơi khoe khoang. Thời Học Bân khinh bỉ nhổ phì một cái, hắn sớm nhìn chúng cái xe này rồi, chỉ là Trần Dũng vô trước, hai bên có ân toán, nên Thời Học Bân không còn tâm tình mua xe nữa. Hải Thúc thời gian qua rất oai phong, Đỗ Phi khẽ thở dài, bọn chúng thậm chí còn nộp đơn xin phát hành cổ phiếu mới trước thời hạn lên Ủy ban chứng giám, xem ra quan hệ bên trên đã sớm dàn xếp ổn cho chúng thôi, chỉ cần thời hạn qua đi là có thể công khai vơ một khoản lớn từ TTCK. Mẹ nó còn vô sỉ hơn công khai ăn cướp. Trương Khắc nghĩ lúc này Nhân Mã Hoành Tín, Tinh Điển đang phấn kích và kích động vì nắm chắc phần thắng trong tay rồi, đám Đỗ Phi cũng nhận định như thế cho nên mới có chút ủ rũ, nhưng thị trường vốn khái niệm kinh tế mới toàn cầu đã đến tới hạn đầy tràn, chỉ cần một cọng cỏ cuối cùng thêm vào. Chương 1228, khi cái lọng dần thít chặt. Có điều chuyện của TTCK cũng rất khó nói, đôi khi một chuyện nho nhỏ ngẫu nhiên phát sinh cũng gây ra phản ứng dây chuyền. Cho dù là nó sắp đầy tràn, nhưng do quán tính vẫn có thể cầm cự thời gian dài, Trương Khác cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thực sự không xong thì dùng một hai thủ đoạn, tùy tiện bóc trần một vài bê bối của Hải Thúc làm dùm beng lên có thể khiến phương án phát hành cổ phiếu mới của chúng bị trì hoãn vài tháng. Chiều xuân tháng 3, cây mọc lá non, hoa thơm chim hót, đầu ngõ phía nam là bãi cỏ kiểu Anh được mở cửa của vườn sồi, trên bãi cỏ bằng phẳng cây cối tùm, hoàng hôn vừa chuyển sang tối, đèn đường bật lên. Trong ngõ học phủ người qua kẻ lại như thoi đưa, có thể nhìn thấy rất nhiều nữ sinh thanh xuân rực rỡ, yểu điệu mê đắm qua lại, với một số kẻ mà nói, đây là phong cảnh tuyệt vời nhất. Đi lang thang không mục đích mãi, đám Trương Khác chọn một quán ăn sạch sẽ sáng sủa, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ngắm nhìn các thiếu nữ xinh đẹp đi qua. Buổi chiều nhìn thấy Trần Dũng huênh hoang lái xe mới đi qua đi lại khắp ngõ, lúc này lại nhìn thấy hắn cùng đám người Hồ Kim Tinh xuất hiện phía đối diện. Bọn chúng đứng tụ lại một chỗ n ói chuyện, tựa hồ đang thảo luận chọn quán ăn nào mới thích hợp, còn có mấy cô gái xinh đẹp đứng kèm, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn người đi đường. Còn tưởng bọn chúng sẽ bỏ đi, không ngờ bọn chúng biến mất một lúc rồi đi lên từ cầu thang, nhìn thấy đám Trương Khác cũng ngồi bên trong, bọn chúng hơi giật mình, đứng ở cầu thang một lúc, trên tầng cũng chỉ có bàn nhiều người bên trái đám Trương Khác còn trống, bọn chúng liền đi về chỗ đó. Đám Đỗ Phi, Thời Học Bân là khách quen của mấy hàng quán cao cấp trong ngõ học phủ, gặp phải đám Hồ Kim Tinh không phải là một hai lần nữa, không cần cố ý né tránh. Hơn nữa sau khi Hải Thúc mua nghiệp vụ quán nét của Sáng Vực, mâu thuẫn hai bên ít nhất bề ngoài coi như hòa hoãn rồi. Tên kia là ai? Trương Khác chỉ một tên thanh niên lạ mặt đi phía sau Hồ Kim Tinh, tuổi nhiều hơn đám Hồ Kim Tinh một chút, trông lịch sự văn hóa, đeo một cái kính gọng vàng, khi lên lầu còn gật đầu chào đám Đỗ Phi. Một tên giám đốc của chứng khoán Nguyên Giang, gần đây thường xuyên đi cùng bọn chúng, chứng khoán Nguyên Giang cung cấp vốn cho các khách hàng lớn, xem tình hình này đám Trần Dũng có lòng tham không nhỏ với Hải Túc. Đỗ Phi nói nhỏ, có gì lạ đâu, Trương Khắc cười, bọn họ ngồi ở sát cửa sổ, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không lo đám Hồ Kim Tinh nghe thấy, Hải Túc trước khi công khai phát hành cổ phiếu, nhất định còn có một loạt thao tác, liên hệ với Nguyên Giang có lẽ vì bọn chúng trước đó chơi chưa đủ đô. Lòng tham càng ngày càng lớn, bọn chúng đúng là có chỗ dựa nên không biết lo sợ gì. Đỗ Phi khinh bỉ nói. Trương Khác thấy đám Hồ Kim Tinh, Trần Dũng sau khi ngồi xuống kéo cổ tay áo lên, lộ ra đồng hồ đeo tay vàng sáng chói, thầm nghĩ bọn này toàn thân đồ hiệu xe hơi đắt tiền, át tốn kém không ít. Cổ phải Hải Túc trong một năm tăng gần gấp 30 lần, nhưng bọn chúng có kiếm được bao nhiêu tiền bẩn thỉu thì chắc là cũng tiêu pha gần hết rồi. Nhìn phong cách hành xử của Hoành Tín. Bọn chúng lợi dụng Hải Thúc cũng chỉ một lần duy nhất, nói cách khác thao tác trước khi Hải Thúc công khai phát hành cổ phiếu mới là cơ hội cuối cùng của đám Trần Dũng, Hồ Kim Tinh, hẳn quá nửa là hai tên đó cũng hiểu, cho nên 90% là bọn chúng muốn lợi dụng cơ hội cuối cùng này đánh một mẻ lớn. Trong nước có rất nhiều công ty chứng khoán thao tác không chính quy, thường dùng phương thức ủy thác tài sản để huy động tài chính lớn từ đơn vị sự nghiệp sang tay cho khách hàng ăn chênh lệch, đương nhiên cũng có những công ty chứng khoán đích thân ngồi sau màn thao tác phi pháp. Đám Trần Dũng, Hồ Kim Tinh luôn kiếm tiền ở một cổ phiếu, công ty chứng khoán chắc chắn là nhận ra,
nên bọn chúng và người công ty chứng khoán đi với nhau chẳng làm Trương Khắc cảm thấy lạ. Bọn chúng ở ngoại vi kiếm trác, liệu có được Hoành Tín ngầm cho phép không? Khả năng là tự bọn chúng chơi. Trương Khắc lắc đầu, hai điểm giao dịch chứng khoán sôi động của Hải Thúc là một ở Văn Chu, một ở Kiến Nghiệp, đều là phòng doanh nghiệp của chứng khoán Tinh Hà, không có liên quan gì tới chứng khoán Nguyên Giang. Lần này nếu bọn chúng muốn kiếm một mẻ lớn, cứ truy từ phòng doanh nghiệp của chứng khoán Nguyên Giang, dễ dàng tra ra rốt cuộc bọn chúng chơi lớn tới cỡ nào. Thì ra cậu luôn theo dõi bọn chúng à? Thời Học Bân hưng phấn hẳn lên, hơn nữa không phải là chú ý bình thường đâu. Còn người tôi lòng dạ hơi hẹp hòi. Trương Khắc cười đều, bọn chúng ở đằng sau cha Cẩm Hồ có vấn đề không, chẳng lẽ không cho tôi cha sơ hở của bọn chúng à? Có nắm chắc không? Thời Học Bân nói lời này bất giác càng nói nhỏ hơn, đại khái là lòng dạ của tôi cũng không được rộng rãi lắm, không chịu nổi người khác đắc ý. Khó nói lắm, Trương Khắc ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn về phía đám Hồ Kim Tin. Thế tức là có trò hay rồi. Thời Học Bân sáng mắt lên. Hiện khái niệm cổ phiếu công nghệ khí thế như cầu vồng, chẳng hề thấy có chút xu thế đi xuống nào, tất cả đều cho rằng không có nhân vật mạnh mẽ nào sẽ xuất hiện ngáng chân, khó mà ngăn cản được dã tâm vượt tiền từ TTCK của bọn chúng. Nhìn thấy đám Hồ Kinh Tinh tiếp tục ngông nghênh, Thời Học Bân cứ như có gì vướng ở trong cổ, cho dù có được chứng cứ xác thật Hoành Tín và đồng bọn thao tác phạm pháp cổ phiếu Hải Túc, với hoàn cảnh pháp chế của TTCK hiện nay sẽ chẳng có tác dụng gì, nếu Trương Khắc ra tay thì chuyện hoàn toàn khác. Thời Học Bân không tưởng tượng ra trong nước có thế lực tư bản nào có năng lực tranh cao thấp chính diện với Cẩm Hồ. Tình hình của Hoành Tín cũng hết sức đặc thù, nói một câu không khách khí thì Hoành Tín hệ chỉ có thể nói là đại biểu của quan liêu trong nước tư bản hóa mà thôi. Phải mượn thế được đã, xem tình hình rồi tính. Trương Khắc chỉ đáp thế. Đỗ Phi biết Trương Khắc sẽ không vì loại ân oán này mà ảnh hưởng tới thực lực, tới sự phát triển của Cẩm Hồ, nhưng chuyện ném đá xuống giếng thì y luôn làm nhiệt tình. Trước trung tuần tháng 5 tình thế sẽ có biến hóa phải không? Khó nói, Trương Khắc đánh mắt sang phía đám Hồ Kim Tinh, bọn chúng muốn chơi lớn có thể huy động vốn từ chứng khoán Nguyên Giang mua vào lượng lớn cổ phiếu Hải Thúc ngồi đợi giá lên thì túng ra bán. Nguyên Giang vì đảm bảo an toàn tài chính, dựa theo tỷ lệ nhất định thu tiền đảm bảo, sẽ cưỡng ép bọn chúng đóng tài chính Close Position. Loại thao tác vi phạm này trong nước cấm mãi không hết, nhưng ở nước ngoài dùng cổ phiếu huy động vốn lại khá thường thấy. Người đầu tư có thể dùng một khoản tiền đảm bảo nhỏ điều động khoản tài chính lớp hơn gấp chục lần. Hiện giờ thị trường tài chính kinh tế toàn cầu đạm mùi đầu cơ cổ phiếu công nghệ, nhưng tới bước ngoặt không bao xa nữa, có lẽ chỉ còn thiếu một tác động khiến nó đổi hướng, ít nhất chúng ta không nên quá lạc quan. Đám Đỗ Phi, Thời Học Bân khó phán đoán mức độ đầu cơ nguy hiểm ở thị trường tài chính toàn cầu, chỉ biết chỉ số Nasdaq trong một năm tăng 117% không phải là quá khoa trương, nhưng đem xét ở một thời gian dài hơn. Chỉ số Nasdaq từ trong thời kỳ nguy cơ tài chính châu Á có hơi sụt giảm từ giữa thập niên 90 tới nay luôn ở trong quá trình tăng giá dài. Thị trường tài chính trong nước tương đối khép kín, cơn bão tài chính châu Á thậm chí khiến cả TTCK chủ yếu chính của Âu Mỹ cũng bị liên lụy, nhưng TTCK trong nước lại chịu ảnh hưởng rất ít, có điều lần này khác. Trương Khắc giải thích, khi làn sóng kinh tế mới lan khắp toàn cầu, trong nước cũng là địa điểm các quỹ đầu tư mạo hiểm kiếm ăn chủ yếu. Lượng lớn tiền đầu tư mạo hiểm tràn vào trong nước khiến người ta như ma nhập theo đuổi cổ phiếu công nghệ, chính vì thế nó càng thêm mẫn cảm, thậm chí còn có phản ứng quá mức với chuyển ngoặt sắp tới. Nhưng bước chuyển ngoặt này không khó phát hiện, cũng khó nắm chắc được khi nào nó tới. Chương 1229, khi cái lọng dần thiết chặt hai. Cậu nói không khó, không có cậu chỉ cho, bọn tôi chẳng nhìn thấy. Thời Học Bân hì hì cười nịnh, lão đại đúng là lão đại. Trương Khắc chẳng để ý tới lời nịnh bợ của hắn, nhìn thấy trước ngực Hồ Kim Tinh còn đeo biển giám đốc thực tập Tân Sáng Vực, sau khi bán nghiệp vụ quán nét cho Hải Túc, y không quan tâm đến nó nữa, liền hỏi tới chuyện này. Bọn chúng hy vọng nghiệp vụ quán nét làm mặt tiền cho sản nghiệp công nghệ cao của Hải Túc, đầu tư khoản tiền lớn vào đó, chỉ là sản nghiệp quán nét ngưỡng tiến vào thấp, Hải Túc điên cuồng khuếch trương khơi lên làn sóng đi theo quy mô khá lớn. Bọn tao không quan tâm tới con số mới nhất. Đoán chừng trong một năm qua số lượng máy mới tăng gấp đôi rồi. Mày đừng thấy trong ngõ học phủ vẫn chỉ có hai quán nét cỡ lớn, đó là vì tiền thuê ở đây cao, còn ở đường Mã Liên cả phố mở quán nét rồi. Đỗ Phi dự đoán, hiện còn duy trì được lợi nhuận tương đối cao, nhưng cứ phát triển với tốc độ này không tới một năm nữa mọi người phải giảm giá tranh nhau nguồn khách rồi. À phải, Liên Thông Đông Hải ngày mai có lời mời dự tiệc. Tao vốn từ chối nhưng nghe nói bọn họ có hạng mục đầu tư khá thú vị muốn thực thi trong thời gian ngắn, bọn mày đi ăn trực một bữa với tao.
Trương Khắc Sực nhớ ra. Liên Thông muốn bày trò gì ở Đông Hải thế? Đỗ Phi tò mò hỏi. Mai đi là biết thôi. Trương Khắc không chịu nói đáp án sớm. Đám Hầu Kim Tinh thấy ba người Trương Khắc trụng đầu vào nhau thì thầm bàn tán, còn hoài nghi bọn họ đang nói về mình, thi thoảng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra lúc này cả ba đang cười hết sức quỷ dị. Ngày 1 tháng 4, chi nhánh Liên Thông Đông Hải mở tiệc mừng số hộ dùng ở Kiến Nghiệp, Huệ Sơn tăng lên 3 vạn một tháng, quy mô hộ dùng mới không còn kém gì Di Động nữa. Liên Thông có được thành tích tốt như thế quan trọng nhất là dựa vào hoạt động nạp thẻ tặng Di Động đã thu hút lượng lớn người dùng mới. Do Liên Thông lựa chọn phổ biến nghiệp vụ Di Động đặt làm ở thành phố trọng điểm, Di Động không thể có sách lược ứng phó chỉnh thể, do các chi nhánh đưa ra chính sách ưu đãi tranh người dùng với Liên Thông, chỉ là quyền hạn các chi nhánh Di Động ở các tỉnh thành bị hạn chế, đợi bộ phê duyệt luôn chậm hơn 1-2 nhịp. Không được tổng bộ Di Động bố trí thống nhất, chi nhánh của Di Động càng không thể có được hỗ trợ chip Di Động giá rẻ từ Cẩm Hồ, các hoạt động ưu đãi thành ra yếu ớt, từ đó rơi vào thế bị động. Tổng bộ Di Động có lẽ còn cảm thấy vui mừng là tình hình này chỉ phát sinh ở một số ít thành phố, bất kể từ lượng hay chất thì quy mô hộ dùng của Liên Thông còn xa mới có thể uy hiếp được địa vị của Di Động, cho nên Liên Thông đuổi theo ở một vài thành phố cá biệt không được cao tầng Di Động chú ý lắm. Giờ Dương Dung Bình mới lĩnh hội sâu sắc chỗ tuyệt diệu trong kế hoãn binh Trương Khắc đưa ra, một là hóa giải mâu thuẫn bản thân cơ sở thiết bị của Liên Thông không đủ, thực thi chiến lược đột phá từ trung tâm, khiến quy mô hộ dùng mới của Liên Thông tăng lên ở quy mô khả quan, đồng thời giảm bớt sự chú ý của đối thủ cạnh tranh, có thêm nhiều thời gian tăng cường kiến thiết mạng lưới của Liên Thông. Dương Dung Bình không xen vào việc định ra và thực thi sách lược phát triển hộ dùng mới của chi nhánh công ty, ông ta tới địa phương cũng rất kín tiếng, không để phóng viên đi theo đăng tin. Lần này Dương Dung Bình tới Kiến Nghiệp không chỉ tham dự tiệc mừng công nội bộ, còn muốn bàn việc hợp tác với Thịnh Hâm. Thịnh Hâm là xí nghiệp tiêu thụ Di Động có quy mô lớn nhất, từ năm 97 tới nay với hai phương án phát triển thành công, trăm thành trăm hiệu, nghìn thành nghìn hiệu, đã thành công đưa mạng lưới tiêu thụ động tới thẳng thành trấn, mỗi ngày chiếm phân ngạch lớn hơn trong sản nghiệp bán lẻ Di Động trong nước. Những chuyện cụ thể thế này tất nhiên là do Thiệu Tâm Văn đi đau đầu, Trương Khắc kéo Đỗ Phi, thời học bân dự tiệc trừ vì Dương Dung Bình đích thân tới Kiến Nghiệp, còn nguyên nhân là Liên Thông Kiến Nghiệp, Huệ Sơn định phát triển nghiệp vụ quán nét. Ở vấn đề này Đỗ Phi và thời học bân có thể đưa ra ý kiến hữu ích, dù Trương Khắc không đánh giá cao việc Liên Thông phát triển nghiệp vụ quán nét, nhưng y không tốn công đi can ngăn, thậm chí là y mong Liên Thông phát triển quán nét ở Kiến Nghiệp càng nhanh càng mạnh càng tốt, ít nhất có thể gây áp lực cho Hải Túc. Chu Toàn Thọ, tổng giám đốc chi nhánh công ty Liên Thông Đông Hải, trán hói sáng bóng, tóc dài, thi thoảng có vài sợi tóc lưa thưa buông xuống tận mũi, trông rất buồn cười, tuổi không cao, chỉ trên 40. Mang theo vợ mới cưới tham gia bữa tiệc. Hắn hói sớm, tướng mạo bình thường, khi còn trẻ cô bé trong lòng không tới phần của hắn, nên mới lập chí, không lập nghiệp, không gia thất, tới khi lên tới tổng giám đốc chi nhánh mới kiếm đối tượng kết hôn, được coi là chuyện lạ trong nội bộ Liên Thông, sau khi kết hôn hết sức nghe lời cô vợ trẻ xinh đẹp. Chu Toàn Thọ cung kính đứng trước Dương Dung Bình và Trương Khắc, thái độ rất nịnh nọt mà chăm chú, cứ như nghe ra chân lý gì từ lời của hai người kia. Thiệu Tâm Văn thì đứng khoanh tay một bên, rất ít nói, tiệc của Liên Thông. Trần Tĩnh cũng tham gia, dù sao Cao Khoa KV là một trong hai doanh nghiệp cung cấp Di Động đặt làm cho Liên Thông, tiệc lại tổ chức ở Kiến Nghiệp, cô không thể vắng mặt, chỉ là cô cố ý giữ khoảng cách với Trương Khắc ở trường hợp công khai, chào hỏi xong là trốn sang một bên với Tạ Tử Gia, cả Trương Khắc cũng chẳng thấy cô đâu. Tôi có hai người bạn giới thiệu cho giám đốc Chu làm quen. Trương Khắc vẫy tay gọi Từ Học Bân và Đỗ Phi tới. Trước đó Chu Toàn Thọ còn hoài nghi Trương Khắc không thèm để ý tới mình, chỉ gặp mặt đúng một lần ở Kim Sơn, còn có chuyện gì liên lạc với Trương Khắc đều do đích thân Dương Dung Bình ra mặt, nếu chẳng phải lần này Dương Dung Bình tới Kiến Nghiệp, Chu Toàn Thọ không nghĩ tới việc Trương Khắc sẽ dự tiệc. Bạn của Khắc thiếu gia đều là tài tuấn một thời, người chỉ cần có chút kiến thức ở Kiến Nghiệp, có ai không quen chứ? Chu Toàn Thọ bắt tay với Đỗ Phi và thời học bân, chi nhánh tỉnh chúng tôi có kế hoạch phát triển nghiệp vụ quán nét ở Kiến Nghiệp và Huệ Sơn. Mong được giám đốc Đỗ, giám đốc thời chỉ giáo. Trước đó hắn có chút ấn tượng với Đỗ Phi, nhưng không quen, càng chẳng biết thời học bân, nhưng bọn họ đi theo Trương Khắc, hắn không thể không ngầm thăm dò thân phận bọn họ, câu tâng bốc này cũng đúng mực. Không dám chỉ giáo, nghe thấy Liên Thông muốn làm quán nét, chúng tôi đang vui mừng kịp thời bán nó cho Hải Túc ấy chứ. Đỗ Tiểu Phi cười đối đáp, hiện giờ thành cơn đau đầu của Hải Túc rồi. Trương Khắc hỏi, các vị đã có quy hoạch chỉnh thể rồi chứ?
Dương Dung Bình thấy Trương Khác tựa hồ cảm thấy khá hứng thú với chủ đề này, hỏi Chu Toàn Thọ, Tiểu Thành đâu? Sao tôi không nhìn thấy cô ấy, bảo cô ấy ra báo cáo cho Khác thiếu gia? Trương Khác hơi nghi hoặc, Chu Toàn Thọ không thể không am tường việc này, cần gì người khác báo cáo. Nhưng thấy Chu Toàn Thọ lấy di động ra gọi, y cũng chỉ đứng im đợi, một lúc sau mỹ nữ của Liên Thông Thành Ánh Hà từ một phòng bao khác đi ra, tới trước mặt y cười tươi tắn, lại gặp Khác thiếu gia rồi, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Ồ, Tiểu Thành tiểu thư đều tới kiến nghiệp rồi à? Trương Khác ngạc nhiên hỏi, mắt lại nhìn Dương Dung Bình. Cán bộ trẻ đều nên xuống dưới rèn luyện vài ba năm. Dương Dung Bình giải thích, mặc dù Thành Ánh Hà hơn tuổi Trương Khác nhiều, nhưng ông ta không cảm thấy Trương Khác gọi Thành Ánh Hà là Tiểu Thành tiểu thư có gì bất thường. Chương 1230, cọng cỏ cuối cùng ném xuống 1. Chu Toàn Thọ nói thêm, hiện phó giám đốc Thành phụ trách nghiệp vụ số liệu của công ty, trước tiên phát triển nghiệp vụ chuỗi quán nét chính do phó giám đốc Thành đề nghị. Tiểu Thành tới Đông Hải rèn luyện, còn đề xuất ý kiến này, lại được đi vào giai đoạn thực thi nhanh như vậy, Trương Khác thầm nghĩ Dương Dung Bình lấy tỉnh Đông Hải làm điểm thí nghiệm. Thành tiểu thư tới kiến nghiệp từ khi nào thế? Trương Khác bắt tay Thành Ánh Hà, y nghĩ một lúc mà không nhớ ra cô ta tên là gì, tựa hồ chưa bao giờ nghe người khác giới thiệu tên cô ta. Lần trước sau khi gặp Khác thiếu gia ở Kim Sơn thì tôi tới kiến nghiệp rèn luyện, biết Khác thiếu gia nhiều việc bận rộn, không dám tới nhà quấy nhiễu, xin thông cảm. Thành Ánh Hà đưa phân phát danh thiếp cho đám Trương Khác, sau này ở kiến nghiệp thực sự phải nhờ Khác thiếu gia chiếu cố rồi. So với lần đầu gặp ở Bắc Kinh, lúc này Thành Ánh Hà nói chuyện mang cho người ta cảm giác khéo léo một chút, đại khái là đã dung nhập vào vai trò mới rồi, Trương Khác xem danh thiếp mới biết tên cô ta, cầm danh thiếp trong tay không nói gì. Kế hoạch quán nét liên thông kia là của cô hãy báo cáo với mọi người đi, nhóm Khác thiếu gia đây chính là chuyên gia trong nghề. Dương Dung Bình giới thiệu Đỗ Phi, thời học bân cho Thành Ánh Hà, Tiểu Đỗ, Tiểu Thời có thể nói là người sáng lập ra chuỗi quán nét đầu tiên trong nước, mặc dù các cậu ấy đã di chuyển hứng thú sang chỗ khác, nhưng kinh nghiệm và kiến thức của họ là điều các cô thiếu nhất đấy. Giám đốc Dương quá khen rồi, sản nghiệp quán nét Bắc Kinh còn náo nhiệt hơn Kiến Hàm, chúng tôi làm gì có kinh nghiệm và kiến thức gì chứ? Đỗ Phi khiêm tốn nói. Thời học bân rất ít nói, biết đây không phải là trường hợp cho mình pha trò, đứng bên cạnh Thiệu Tân Văn. Nghe Thành Ánh Hà giới thiệu phương án nghiệp vụ quán nét. Có thể nhìn ra Liên Thông dã tâm rất lớn, có ý đem quán nét Liên Thông, phát triển thành, trung tâm nghiệp vụ toàn diện, cung cấp giáo dục, trò chơi, lên mạng, mạng lan. Kế hoạch còn to lớn còn đầy dã tâm hơn khi bọn họ thành lập quán nét sáng vực rất nhiều. Trương Khác không bình luận gì, nghe Thành Ánh Hà giới thiệu xong chỉ nói, ý tưởng rất tuyệt vời, tôi kỳ vọng Liên Thông lần nữa thể hiện tài hoa ở phương diện này. Thành Ánh Hà nghe không ra lời của Trương Khác là thật hay giả, cô ta hết nhìn Dương Dung Bình lại nhìn Trương Khác, tốn bao nhiêu nước bọt như thế, không phải là để nghe một câu nửa thật nửa giả này của y, tôi không phải muốn nghe những lời tán dương của Khác thiếu gia. Trương Khác mỉm cười, Thành tiểu thư muốn tôi nói gì đây? So với các vị tôi còn là dân ngoại đạo hơn. Thành Ánh Hà nhìn sang đám Đỗ Phi cười duyên, hai câu sẽ không giả mạo là người ngoại đạo chứ. Nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp luôn chiếm chút ưu thế, nghe Thành Ánh Hà nói những lời tựa hờn tựa oán như thế, mọi người đều bật cười. So với di động chuyên tâm vào việc phát triển mạng lưới thông tin, kiên trì lấy nhu cầu thị trường làm đường lối thì việc làm của Liên Thông hơi đứng núi này trông núi nọ, không chú tâm vào nghiệp vụ. China Telecom và CNC là hai doanh nghiệp vận hành mạng lớn nhất trong nước, sao có thể dễ dàng nhìn Liên Thông làm lớn làm mạnh nghiệp vụ này cho được. Còn nữa tiến vào sản nghiệp quán nét quá dễ. Không cần bao lâu nữa, sẽ xuất hiện tình trạng bão hòa, không gian lợi nhuận giảm mạnh, cùng với việc phổ cấp máy tính tới từng gia đình, sản nghiệp quán nét sẽ đi vào buổi chiều tà của nó. Nhưng Trương Khác không cho rằng kiến nghị thiện chí của mình làm người ta vui vẻ tiếp nhận, cứ để bọn họ thoải mái làm. Trương Khác không nói quá sâu, có điều ý tưởng và kinh nghiệm của bọn họ với nhiệm vụ này rất hữu ích cho Liên Thông, Trương Khác không ngại để họ giao lưu nhiều hơn với Thành Ánh Hà. Kết thúc bữa tiệc. Trương Khác chỉ nhìn thấy Trần Tĩnh thêm một lần, sau đó cùng đám thời học bân, Đỗ Phi, Thiệu Tâm Văn chui vào cùng một cái xe rời khách sạn. Dã tâm của Liên Thông không nhỏ chút nào, ngay lập tức muốn mở 8, 10 quan nét chính. Đỗ Phi xoa tay cười, đại khái có thể khiến đám người Hoành Tín, Tinh Điển cảm thấy chút áp lực rồi. Chưa chắc đâu, Thiệu Tâm Văn lắc đầu, mục tiêu của bọn chúng chủ yếu đặt vào đợt phát hành cổ phiếu trung tuần tháng 5, Liên Thông có nhanh tới đâu, trước trung tuần tháng 5.
nghiệp vụ quá nét của họ không thể có quy mô quá lớn. Nhưng nếu phương án phát hành cổ phiếu của bọn chúng thất bại, thì kế hoạch của Liên Thông sẽ có tác dụng. Trương Khắc nghĩ khác, lúc đó quán nét, thương mại điện tử, sản nghiệp phần mềm, những lời nói dối bọn chúng bịa ra đến khi sản nghiệp quán nét tiến vào thời đại cạnh tranh sẽ giúp nhà đầu tư tỉnh táo nhận ra nghiệp vụ quán nét không thể đem lại lợi ích lớn lâu dài, lời nói dối rồi sẽ tới lúc bị bóc trần từng cái một. Trương Khắc cùng đám Đỗ Phi xuống xe ở ngõ học phủ, y bảo Đỗ Phi và Thời Học Bân vào trước, còn bản thân đợi cửa ngõ, tới khi Trần Tĩnh lái xe qua chui vào nhanh như trộm, cùng tới căn nhà gỗ bên hồ. Tin tức Liên Thông Đông Hải mạnh mẽ tiến quân vào sản nghiệp quán nét ở Kiến Nghiệp, Huệ Sơn không làm nghiêm văn giới, Lâm Tuyết cảnh giác, bọn chúng lợi dụng Hải Túc chỉ một lần duy nhất, không hề có kế hoạch lâu dài. Chỉ cần trung tuần tháng 5 thuận lợi phát hành cổ phiếu mới, sau đó Hải Túc còn giá trị lợi dụng nữa không mới quy hoạch cũng không muộn. Không có chướng ngại thực chất nào, Liên Thông lại là một hai doanh nghiệp cung cấp mạng duy nhất trong nước, tốc độ lập chuỗi quán nét ở Kiến Nghiệp còn nhanh hơn trong tưởng tượng. Trung tuần tháng 4, phía bắc chung cư Thanh Niên, một tòa nhà cao 5 tầng gần học viện âm nhạc, được dùng vải xanh quây lấy, trên vải xanh viết dòng chữ lớn, điểm truy cập Internet Liên Thông ngõ học phủ cùng với hình vẽ tuyên truyền. Ngõ học phủ tấc đất tấc vàng, học viện âm nhạc khoét tường lõm vào một vùng xây nhà thương nghiệp kiếm lợi, trước đó ai cũng nói chỗ đó dùng mở siêu thị, không ngờ bị Liên Thông Đông Hải cướp lấy lập quán nét, vậy là cạnh tranh trực tiếp với hai quán nét còn lại rồi. Trong thời gian đó Giang Mẫn Chi nửa che nửa hở tới Đông Hải nhậm chức. Do hiện Giang Mẫn Chi chỉ đảm nhận phó bí thư tỉnh ủy, không có công tác cụ thể, ông ta hành xử tương đối khiêm tốn kín đáo, làm chính đàn Đông Hải nhìn qua có vẻ không có xáo trộn nào. Mãi tới tận hạ tuần tháng 4, TW chính thức đồng ý Đào Tấn tới giới hạn tuổi rời chức bí thư tỉnh ủy Đông Hải, do Lý Viễn Hồ thay thế, Giang Mẫn Chi thay Lý Viễn Hồ làm tỉnh trưởng tạm thời, mặc dù Đào Tấn tạm thời còn kiêm chức chủ nhiệm SDND. Nhưng chuyển giao quyền lực ở Đông Hải cơ bản đã hoàn thành, chỉ đợi mở hội nghị SDND, Đào Tấn sẽ bỏ tất cả chức vụ ở Đông Hải. Buổi tối ngày hôm đó Giang Mẫn Chi xuất hiện ở bữa tiệc diễn đàn hàng năm lãnh tụ thương trường Đông Hải, đó là lần lộ diện công khai đầu tiên của ông ta sau 20 ngày tới Kiến Nghiệp. Với loại bữa tiệc thương nghiệp kiểu này thì Trương Khắc không hứng thú, Trương Chi Phi, Trần Tín Sinh, Thiệu Chí Cương, Chu Du đại diện cho Hoành Viễn, Ái Đạt, Thế Kỷ Cẩm Hồ, Hương Tuyết Hải, Tân Quang nhận được giấy mời tham dự bữa tiệc. Trương Khắc ngay cả giấy mời chính thức cũng không có, những tinh anh thường trường mà y biết hay nói là biết y cũng chẳng có mấy, chỉ có điều đây là lần công khai lộ diện đầu tiên của Giang Mẫn Chi, buổi chiều chủ nhiệm ủy ban thương nghiệp tỉnh chuyên môn gọi tới văn phòng hành chính mời, Trương Khắc không tiện tránh mặt, tuy bên kia không nói rõ, nhưng chắc Giang Mẫn Chi vô tình hoặc cố ý hỏi tới, nên mới gọi điện đến. Chương 1231, cọng cỏ cuối cùng ném xuống 2. Cuộc hội các nhà doanh nghiệp dân doanh tỉnh Đông Hải này tuy nói chỉ lần đầu tổ chức, nhưng sớm chuẩn bị từ giữa năm ngoái rồi, Giang Mẫn Chi chọn lần đầu tiên lộ mặt ở trường hợp này, chắc là muốn giới doanh nhân thay đổi ấn tượng người theo chủ nghĩa bảo thủ trước kia. Trương Khắc không đi cùng đám Trương Chi Phi, bọn họ quá gây chú ý, y chỉ lặng lẽ tới bữa tiệc, để Giang Mẫn Chi nhìn thấy rồi lặng lẽ rút lui, cho dù Giang Mẫn Chi không muốn gặp cũng chẳng sao, chỉ cần cho ông ta biết mình có mặt là được. Vì tránh quá nhàm chán, y còn đặc biệt kéo cả Đỗ Phi theo. Trong danh sách lãnh tụ thương trường được mời có Đỗ Phi, bên tổ chức trước khi phát thiếp mời còn gọi điện hỏi xem hắn có thời gian không, Đỗ Phi từ chối, không ngờ bị Trương Khắc kéo theo. Hờ, cái loại tụ hội này chỉ có nhìn các cô em thư ký ngon lành tụ họp là có chút lạc thú thôi. Đỗ Phi và Trương Khắc đứng ở một góc bàn ăn, đám Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương đều có người vây lấy trò chuyện, đám Tạ Hán Tĩnh, Tạ Ý, Lâm Tuyết, Vương Hải Túc cũng xuất hiện. Ai rót giúp tôi ly rượu được không? Đỗ Phi ngẩng đầu lên, thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dạ hội màu đỏ thắm, cổ áo trễ mắt nhìn về phía bọn họ, đang định than vãn với Trương Khắc là không nên mặc đồ tây, cũng không nên đứng sau bàn ăn thế này. Nửa tiếng đã có mấy người tưởng là nhân viên phục vụ bữa tiệc rồi thì thiếu nữ kia nhìn Trương Khắc đang khom lưng rót rượu nói, có cần cảm ơn cả lần anh nhiệt tình phái người đưa tôi tới sân bay Kim Sơn không? Lúc này Đỗ Phi mới biết cô ta là thiên kim tỉnh trưởng, nhưng không biết người thanh niên đứng cạnh, cao hơn cô ta một chút kia là ai. Chuyện vặt thôi mà, Giang tiểu thư nếu nói một chữ cảm ơn thôi thì thành xa lạ rồi. Trương Khắc mỉm cười thản nhiên, đưa ly rượu cho cô ta. Xin chào, tôi là Tiết Minh Lâu, bạn của Giang Minh, được nghe đại danh của anh đã lâu, ngưỡng mộ. Thanh niên kia nhận lấy ly rượu, bắt tay Trương Khắc, Giang nghi quá nghịch ngợm, nếu bác Giang biết cô ấy bảo anh rót rượu.
thế nào cũng mắng cô ấy một trận. Rồi cười với Đỗ Phi, tôi cũng biết anh, tôi ở Đợi Ết Bắc Kinh sớm được nghe tới sáng vực Đông Hải, cảm thấy 4 năm đại học của mình thật lãng phí. Đỗ Phi thấy Tiết Minh Lâu miệng nói không nên để Giang Mi bắt Trương Khác rót rượu hộ, vậy mà hắn không ngăn cản trước, còn chủ động nhận lấy ly rượu trước, đủ biết không thật lòng, cũng cho thấy sự kiêu ngạo của hắn. Nghe giọng điệu của hắn có vẻ rất thân thiết với Giang Mi, chẳng biết con cái lãnh đạo TW nào. Trương Khác chẳng bận tâm chi tiết nhỏ nhặt này, rót thêm một ly cho Giang Mi, cười nói, lần trước bỏ lại Giang tiểu thư một mình trong xe thật là thất lễ, đây coi như lời xin lỗi. Giang Mi nhận lấy ly rượu, nhấp môi, nói, ba tôi ở phào bao nhỏ tầng 2, nghe nói anh đại giá quang lâm, bảo tôi tới mời anh. Tôi không quen nơi này, phiền Giang tiểu thư dẫn đường. Trương Khác vẫy tay gọi chú, bảo ông và Đỗ Phi theo mình đi gặp mặt Giang Mẫn Chi. Giang Mi quay đầu nhìn Đỗ Phi, không nói gì, người khác được gọi đi gặp tỉnh trưởng đều vội vàng bỏ người bên cạnh lại, Trương Khác lại kéo Đỗ Phi và Trương Chi Phi theo cùng. Tiết Minh Lâu theo sau, hắn biết mục đích hành động này của Trương Khác, đây không phải là cha Giang Mi gọi y tới tiếp kiến, mà là hai người kia nhân cơ hội gặp mặt mà thôi. Giang Mẫn Chi thời làm phó chủ nhiệm Ủy ban Thương mại Quốc gia có tiếp xúc với Cẩm Hồ, có điều đây là lần đầu tiên Trương Khác gặp mặt ông ta, hình tượng đúng như trong TV, mặt dài gầy, nếp nhăn giữa hai mày rất sâu, khuôn mặt nghiêm nghị đợi đám Trương Khác tới gần mới nở nụ cười, tới tỉnh Đông Hải này xuống xe hỏi người ta, ở đây nên gặp ai trước tiên, tất cả đều nói là Khác thiếu gia, hôm nay xem như chúng ta đã gặp mặt rồi. Tỉnh trưởng Giang cứ gọi tôi là Tiểu Trương hoặc Trương Khác là được, nếu không sau nay tôi không dám lộ diện trước tỉnh trước nữa. Trương Khác bắt tay ông ta, từ Tân Đình về còn định kiếm cơ hội gặp Giang Lão, sau này ở Kiến Nghiệp chắc có cơ hội gặp Giang Lão rồi. Ông nội Giang Mi có dặn tôi, nếu tôi gặp cậu, mời cậu khi đi ngang qua Bắc Kinh mời tới nhà tôi làm khách. Giang Mẫn Chi mời mọi người ngồi xuống, nhận ra chính xác Trương Chi Phi và Đỗ Phi. Hôm nay chỉ là cuộc gặp mặt mang tính lễ tiết, chủ đề nói chuyện cũng chỉ qua loa hời hợt, có lẽ Giang Mẫn Chi nóng lòng thay đổi hình tượng, cả buổi tối nói rất nhiều lời hay về xí nghiệp dân doanh, làm Trương Khác rất nghi hoặc. Ông ta biến thành kẻ theo chủ nghĩa thực dụng, hay đây chỉ là lớp ngụy trang của chủ nghĩa bảo thủ. Tiếp theo bữa tiệc còn có một nghi thức mời Giang Mẫn Chi phát biểu, nhân viên công tác đi vào thông báo, đám Trương Khác liền đi theo Giang Mẫn Chi rời phòng bao, vừa vặn gặp Lâm Tuyết, Vương Hải Thúc đi từ phòng bao bên cạnh ra, Giang Mẫn Chi nhiệt tình chào hỏi hắn, Đợi Ết Đông Hải mấy năm qua xuất hiện rất nhiều nhân tài, cậu cũng là một trong số đó, Hải Thúc hiện là cổ phiếu công nghệ số 1 trong nước, các cậu hãy tiếp tục khai sáng huy hoàng nhé. Trương Khác thiếu chút nữa tin Giang Mẫn Chi không biết Vương Hải Thúc là con rối của Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết. Y chẳng muốn góp vui, vờ vịt bắt tay Lâm Tuyết, Vương Thúc Hải, lúc này di động vang lên giải vây giúp y. Đỗ Phi bắt tay xong quanh đầu lại nhìn Trương Khác nhận điện thoại mày cau lại, nhưng môi hơi cong lên thành nụ cười rất nhẹ, không hiểu có chuyện gì khiến y có vẻ mặt này. Nhất cử nhất động của Trương Khác lúc này đều khiến người khác chú ý, mọi người đều quay sang nhìn y, Vương Mẫn Chi lộ vẻ dò hỏi. Không có gì, chuyện tranh chấp lũng đoạn chống lũng đoạn giữa Microsoft và Bộ Tư pháp Mỹ có biến hóa mới. Xảy ra một chuyện còn nhẹ hơn cọng cỏ, có một quan tòa tên Thomas của Tòa án Liên bang Mỹ không giữ được miệng, nói với giới truyền thông đã có chứng cứ mới chứng minh hành vi lũng đoạn của Microsoft, TTCK Mỹ có chút dao động. Nghiệp vụ của Cẩm Hồ rộng thật, tiếp xúc với cả Microsoft, hiện phải quan tâm tới cả cổ phiếu của Microsoft nữa rồi. Giang Mẫn Chi cười, ông ta không biết sự kiện này quan trọng thế nào, thực ra ý Trương Khác không phải là nói chuyện này nhỏ, mà là nói nó rất có khả năng là cọng cỏ cuối cùng khiến thế cục xoay chuyển. Lâm Tuyết, Vương Hải Thúc nghe nói liên quan tới vụ án lũng đoạn của Microsoft thì cũng không nghĩ tới việc khác, dương lỗ tai lên, còn tưởng giữa Microsoft và Cẩm Hồ có dính líu gì nữa ở lĩnh vực khác, muốn được nghe ra chút gì đó từ miệng y. Trương Khác tựa cười tựa không nhìn hai bọn chúng, dù là Giang Mẫn Chi muốn biết sự hợp tác giữa Cẩm Hồ và Microsoft thì y chỉ đáp qua loa cho có, chuyện này cũng có ít liên quan tới chúng tôi. Tòa án Liên bang Mỹ tuyên bố trước đó Microsoft giao dịch cổ phần âm nhạc toàn cầu với ISS là một trong số chứng cứ mới nói lên Microsoft lũng đoạn, đúng là cãi nhau không xuể, ai cũng bảo hệ thống luật pháp Mỹ hoàn thiện, tôi thấy cuối cùng cũng chỉ nuôi béo một đám luận sư thôi. Mọi người đều bật cười, chuyện ePlayer vi phạm bản quyền khiến Cẩm Hồ Bắc Mỹ phải kiện cáo với AIAA mất nửa năm, cuối cùng là hòa giải, chuyện này trong nước có đăng. Truyền thông trong nước không đưa tin Ái Đạt có được lợi ích thực tế gì trong đó. Chỉ đăng vì vụ kiện này Ái Đạt tốn hơn 4 triệu đô la Mỹ tiền luật sư,
loại kiện cáo này đúng là không phải ai cũng tùy tiện chơi được. Chương 1232, tín hiệu nguy hiểm. Trương Khắc nói thế làm Lâm Tuyết càng ít cảnh giác hơn, thấy Trương Khắc nói hời hợt như thế thực chất là đang khoe khoang, lòng ghen tức, ngoài mặt phải giữ nụ cười, thế nào cũng không thể để mất mặt trước tỉnh trưởng mới được. Và lại Cẩm Hồ rất phong quang, tuy nói ở trước giới truyền thông Cẩm Hồ đã rất khiêm tốn rồi, người trong nghề muốn đấu kỵ với Cẩm Hồ cũng cần có đủ tư cách. Giang Mẫn Chi dừng bước nói với Trương Khắc, tôi biết ISS là cơ sở nghiên cứu chủ yếu của Ái Đạt ở hải ngoại. ISS kiếm được 900 triệu đô la Mỹ nhờ 30% cổ phần âm nhạc toàn cầu đã khiến giới tài chính oanh động. Tôi cũng là người xuất thân kinh tế mà không biết lắm vì sao âm nhạc toàn cầu có giá trị cao như thế. Điều này cũng làm chúng tôi rất bất ngờ. Lâm Tuyết xen vào. Có một số vấn đề hiện tôi chưa tiện trả lời tỉnh trưởng Giang. Trương Khắc chẳng để ý tới Lâm Tuyết, chỉ nói chuyện với Giang Mẫn Chi. Hiện thị trường vốn toàn cầu đã tranh luận vấn đề bong bong của khái niệm cổ phiếu công nghệ và mạng một thời gian rồi, cổ phần của âm nhạc toàn cầu có thành phần bong bóng hay không cũng có rất nhiều tiếng nói khác nhau. Bong bóng có lẽ sẽ vỡ đột ngột trong tương lai gần, điều duy nhất hiện có thể khẳng định là những xí nghiệp công nghệ có cơ sở kỹ thuật thực sự, cho dù sau khi bong bóng vỡ vẫn có thể tiếp tục trưởng thành. Vương Hải Thúc nhìn người xung quanh, có thể dám nói thẳng với tỉnh trưởng, có một số vấn đề hiện chưa thể trả lời. Giang Mẫn Chi lại chẳng hề để ý, cao mày lại suy nghĩ, tựa hồ bị những lời nói phía sau của Trương Khắc chú ý. Hắn thầm nghĩ Trương Khắc nói trước mặt Giang Mẫn Chi chuyện bong bong vỡ vào lúc này là có ý gì. Nói tới cổ phiếu công nghệ tăng giá mạnh nhất trong nước là phải nói tới Hải Túc, Giang Mẫn Chi cũng theo tiềm thức liếc nhìn Lâm Tuyết, điều này nói lên ông ta có chuẩn bị đầy đủ trước khi tới Đông Hải, cho dù khả năng ông ta không có lập trường ủng hộ kiên định xí nghiệp phi công hữu. Nhưng không đại biểu ông ta không cần tìm hiểu xí nghiệp gian doanh chủ yếu. Lời này của ngài Trương làm người ta nghe mà sáng ra. Lâm Tuyết cười điệu đà, có cơ hội còn mong tiếp tục được thỉnh giáo. Thế à, Trương Khắc cũng cười, nếu tôi nói hiện cổ phiếu Hải Túc hiện giờ đã có thành phần bong bóng nghiêm trọng lắm rồi, các vị còn muốn thỉnh giáo tôi không? Lâm Tuyết thiếu chút nữa tức phun máu, không biết phải trả lời thế nào. Cô ta có thể nhìn ra giữa Trương Khắc và Giang Mẫn Chi có sự dè chừng và thăm dò, nói lên quan hệ giữa Cẩm Hồ và vị tỉnh trưởng mới còn đang ở thời kỳ đầu khẩn trương, nhưng không làm yếu đi sức ảnh hưởng của lời Trương Khắc nói với Giang Mẫn Chi. Cho dù một vạn người nói Hải Túc tồn tại bong bóng nghiêm trọng cũng không bằng một câu nói hời hợt của Trương Khắc, lời của y tuy không thể đăng lên báo chí công khai, nhưng đủ cho Hải Túc đủ khổ rồi, Hải Túc muốn thành công phát hành cổ phiếu mới, chứ được Ủy ban chứng giám thông qua. Được đại hội cổ đông phê chuẩn, còn cần nhà đầu tư tiêu thụ cổ phiếu phát hành mới là thành công. Với giá cổ phiếu hiện nay của Hải Túc cùng kế hoạch tham lam, quy mô lần phát hành cổ phiếu mới này cực lớn, chỉ dựa vào nhà đầu tư vừa và nhỏ tiếp nhận thì còn xa mới đủ. Cứ cố phát hành cổ phiếu chỉ làm cổ phiếu Hải Túc tụt xuống như đi cầu trượt. Nếu như có dự đoán nguy hiểm này, sẽ không có công ty chứng khoán nào nhận thầu cổ phiếu mới Hải Túc phát hành, dù sao thất bại trong việc phát hành cổ phiếu mới. Sẽ ảnh hưởng ác liệt đến danh dự của CT chứng khoán, gần như có thể nói về sau không làm ăn tiếp được ở thị trường này nữa. Câu nói này của Trương Khắc chẳng khác nào lấp kín con đường Hải Túc tìm cơ cấu đầu tư trong tỉnh Đông Hải, Lâm Tuyết sao chẳng tức hộc máu. Cô ta cảm thấy mình nói câu nịnh bợ tên khốn Trương Khắc kia đúng là thất bại. Âm nhạc toàn cầu đã đút túi 900 triệu đô la Mỹ rồi, cho dù bong bóng có vỡ cũng chẳng ảnh hưởng gì, Hải Túc thì sắp phát hành cổ phiếu, một khi để luận điệu này chiếm thượng phong. Ngay cả kế hoạch phát hành cổ phiếu định hướng có được thuận lợi thực thi hay không cũng là vấn đề. Khi nói lời này Trương Khắc mặt cười cợt, nghe có vẻ giống một câu nói đùa của y, Lâm Tuyết có muốn nổi giận cũng chẳng được, nhưng nhìn vẻ mặt Giang Mẫn Chi có vẻ bị câu nói của y làm động lòng, cô ta thầm căm hận, không hiểu lúc này Trương Khắc chọc Hải Túc một cái không đau không ngứa có ý nghĩa gì. Vương Hải Túc suy nghĩ sự việc hơi đơn giản một chút, còn ra sức giải thích, Hải Túc trưởng thành rất khỏe mạnh. Đợi phát hành cổ phiếu mới thành công có tài chính rồi, sẽ đi vào con đường trưởng thành khỏe mạnh hơn nữa. Trương Khắc nói tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại phủ bóng đêm lên người khác, Vương Hải Túc có nói cả trăm câu cũng chẳng vãn hồi lại được, trừ khi là người không biết Trương Khắc là ai. Xuống lầu, Giang Mẫn Chi phát biểu vài câu khích lệ kinh tế dân doanh rồi đi trước, tiếp đó đám Trương Khắc, Đỗ Phi cũng đi. Đám Trương Chi Phi ở lại tiếp tục tham gia hoạt động bữa tiệc, Lâm Tuyết và Vương Hải Túc cũng không đi, vào một góc. Bảo Vương Hải Túc, anh mau cho người đi tra vụ án lũng đoạn của Microsoft là sao? Vương Hải Túc thấy vẻ mặt Lâm Tuyết khẩn trương như thế thì nghĩ, cô ta có quá khẩn trương không? Hắn còn chưa nói gì,
Lâm Tuyết cau mày bổ sung, bảo anh làm thì anh mau đi làm là được. Những lời Trương Khắc nói tối nay làm người ta bất an, anh tưởng y không còn có chút thù địch nào với chúng ta thật à. Vương Hải Thúc mặc dù cảm thấy Lâm Tuyết quá cảnh giác, nhưng không muốn phản bác cô ta, gọi điện sai người điều tra, rồi nói, vụ án lũng đoạn của Microsoft thì tôi có biết một chút. Từ năm 97, Microsoft đã rơi vào vũng lầy chống lũng đoạn, tới tháng 10 năm 98, vụ án lũng đoạn của Microsoft chính thức được lập thành hồ sơ, trong thời gian đó bùng phát rất nhiều tin tức bất lợi cho Microsoft, nhưng chẳng phải Microsoft vẫn không khỏe phây phây đó sao? Giống như Trương Khắc nói, đây chẳng qua là cãi vã không dứt, cuối cùng chỉ vỗ béo một đám luật sư. Và lại cho dù Microsoft cuối cùng có bị phán lũng đoạn chăng nữa, cũng là chuyện cổ phiếu Microsoft ở Nasdaq, chẳng ảnh hưởng trực tiếp mấy tới TTCK trong nước. Vương Hải Thúc an ủi Lâm Tuyết vài câu, lúc này di động của hắn rung lên, cầm ra đặt lên tai nghe, sắc mặt biến đổi, bảo Lâm Tuyết, giám đốc Lưu hy vọng chúng ta có thể về công ty ngay. Khi Nghiêm Văn Giới không ở Kiến Nghiệp, Lưu Kỳ Tuấn là người đại diện cho Hoành Tín, hắn có cái nhìn thấu triệt về thị trường vốn, hắn nghiêm túc mời về như thế, Vương Túc hài lòng giật đánh thói, chẳng lẽ vụ án chống lũng đoạn đó có liên quan gì tới Hải Túc thật? Vương Hải Túc và Lâm Tuyết không trì hoãn chút nào, thoát thân khỏi bữa tiệc về thẳng biệt thự đằng sau khu sản nghiệp phần mềm. Quan tòa của Tòa án Liên bang Mỹ tuyên bố đã tìm đủ chứng cứ chứng minh Microsoft thực sự có hành vi lũng đoạn, nói Microsoft cài đặt sẵn AI trên Windows, cùng hiệp nghị hợp tác phần cứng, phần mềm với các doanh nghiệp khác là trái với quy định chống lũng đoạn của liên bang, quyết tâm tách Microsoft ra làm hai công ty. Đây không phải là kết cục mà người dân bình thường hy vọng, mặc dù Microsoft vừa công bố tài vụ quý 1 tăng 30% so với năm ngoái, nhưng tin tức vị quan tòa tên Thomas này tiết lộ rất có sức sát thương, xem chỉ số Nasdaq hôm nay đi. Vương Hải Túc và Lâm Tuyết cùng chen tới trước bàn làm việc của Lưu Kỳ Tuấn, cổ phiếu của Microsoft giảm mạnh tới 5%. Đây có thể nói là biến động biên độ lớn nhất của Microsoft trong 2 năm qua, chỉ số Nasdaq bị liên lụy mà sụt giảm. Chương 1233, Lâm Tuyết cảm thụ thấy nguy cơ 1. Biệt thự số 2 Tân Mai Uyển từng là nơi ở của Từ Học Bình tại Kiến Nghiệp, Từ Học Bình rời Đông Hải, Lý Viễn Hồ chẳng muốn chuyển nhà lần nữa, người khác tất nhiên càng không tiện chen vào, thế là biệt thự đó để chống mãi. Giang Mẫn Chi vừa tới Đông Hải, Đào Tấn liền chỉ thị văn phòng thành ủy an bài cho ông ta ở đó. Trong sân cây cối tùm tươi tốt, góc đông nam có một cây ngân hạnh, do Từ Học Bình đích thân trồng khi mới chuyện vào đây ở, hiện đã to bằng miệng bát, tán lá phủ tới ban công tầng 2 rồi. Giang Mi đưa tay ngắt một chiếc là ngân hạnh, cầm trong tay mân mê, bữa tiệc hôm nay Trương Khác chỉ nói qua loa vài câu đối phó với cô ta, làm trong lòng Giang Mi không được thoải mái lắm, dựa vào lan can, nhìn vào thư phòng. Tiết Minh Lâu đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy vi tính, khẽ thở dài, cũng chẳng biết vì sao mình lại thở dài, ném chiếc là xuống đất, đi vào phòng hờn dỗi nói, cái tên đó thuận miệng nói một câu, mọi người lo sốt cả vó lên, làm người như thế không thấy mệt à. Phó Thủ tướng Tằng khi chủ trì công tác nâng đỡ kinh tế nông thôn đã trực tiếp dùng con số trong báo cáo công khai của TT nghiên cứu KT Cẩm Hồ, em nói xem lời của tên đó có sức nặng ra sao. Tiết Minh Lâu ngồi vắt tay lên thành ghế rất thoải mái. Lúc này Giang Mân Chi đẩy cửa đi vào, vội đứng dậy, tỉnh trưởng Giang. Ở nhà thì cứ gọi là bác Giang thuận tai hơn, mà cháu cũng đã chính thức tới văn phòng chính phủ tỉnh làm việc đâu. Giang Mân Chi vỗ vai hắn, bảo hắn không cần câu nệ, tra tài liệu ra sao rồi. Tiết Minh Lâu là thư ký của Giang Mân Chi ở Ủy ban Thương mại Quốc gia, rất được coi trọng, Giang Mân Chi một mình tới Đông Hải, nghĩ bên cạnh thế nào cũng phải có người yên tâm dùng được, liền đưa hắn tới Đông Hải, người đã tới. Nhưng điều động công tác cần vài ngày nữa. Mùa thu năm ngoái TT nghiên cứu KT Cẩm Hồ từng đưa ra bài viết chỉ ra nguy cơ bong bóng tồn tại trong làn sóng Internet hiện nay, sau đó cổ phiếu công nghệ trong nước có điều chỉnh nhất định, có điều hiệp định song phương Trung Mỹ ký kết, làm cổ phiếu Trung Quốc toàn cầu tăng giá, Côn Đằng Online trong một đêm giá trị tăng gấp đôi, rồi âm nhạc toàn cầu bán được giá cao, cổ phiếu trong nước lại vọt lên. Tiết Minh Lâu trình bày điều thu thập được, cho nên báo cáo kia tất nhiên không có ảnh hưởng gì. Cháu đã in nó ra, đánh dấu những chỗ trọng tâm, bác Giang nếu rảnh rỗi có thể xem qua một chút. Đưa chồng tài liệu bên cạnh màn hình vi tính cho Giang Mẫn Chi. Tên đó hôm nay nói cái gì mà bong bóng Internet vỡ chỉ là nhắm vào Hải Thúc thôi, sớm nghe nói mâu thuẫn giữa bọn họ, không ngờ tên đó thiếu kiên nhẫn như thế, tỉnh trưởng vừa mới tới, y đã chạy đến chơi xấu người ta rồi. Giang Mi dùng ngữ khí rất khinh miệt, cô ta cảm thấy mình có thể nhìn thấu Trương Khác.
chẳng hiểu y có tài cán gì làm người khác ngạc nhiên, còn nói thêm, mọi người có nhìn thấy mỹ nữ chủ tịch Hải Thúc không, cô ấy giận tới tái mặt. Rồi làm nũng với Tiết Minh Lâu, cô ta như con hồ ly tinh ấy, không cho phép anh có dính líu gì với cô ta đâu đấy. Tiết Minh Lâu chỉ biết cười khổ. Giang Mẫn Chi chẳng để ý chuyện hai bọn họ tình tứ với nhau, cầm lấy tài liệu xem qua, nói, Cẩm Hồ là cán cờ kinh tế dân doanh Đông Hải thậm chí toàn quốc, tuyệt đại đa số mọi người chỉ biết tới Ái Đạt, Tân Quang, Hương Tuyết Hải, TTVT, mà không biết tới Cẩm Hồ. Trừ Cẩm Hồ ra, Hải Túc có thể coi là xí nghiệp dân doanh mới quật khởi nhanh nhất, chúng ta đều biết Hải Túc là bình cũ thay rượu mới, nhưng người dân bình thường không hiểu. Bọn họ chỉ biết trước kia là công ty quốc hữu sao lại tồi tệ như thế, được vốn dân doanh tiếp nhận liền cải tử hoàn sinh. Có tệ tới đâu cũng chẳng liên quan gì tới ba, nếu gánh trách nhiệm thì cũng là của người tiền nhiệm, và lại sau khi trọng tổ, Hải Thúc ăn nên làm ra còn gì. Giang Mi không hiểu, ba lo việc không liên quan làm cái gì. Đông Hải năm 97 điều chỉnh quy hoạch sản nghiệp với quy mô lớn, xin được rất nhiều chính sách ưu đãi từ quốc gia, tài nguyên trong tỉnh chuyển rời sản nghiệp công nghệ mới. Sản nghiệp công nghệ mới liền đi vào con đường phát triển cao tốc, có điều thực sự được hưởng ưu đãi là xí nghiệp dân doanh, trong đó có thấy bóng dáng xí nghiệp quốc hữu đâu không? Giang Mẫn Chi mặt âm trầm nói, ngược lại, xí nghiệp quốc hữu chẳng những không quật khởi mà càng đi xuống, không bị tư hữu hóa thì cũng bị mua lại, như Hương Tuyết Hải, nhà máy ảnh Giang Âu, nhà máy TV Kiến Nghiệp những nhà máy có nền tảng khá sâu. Cháu đã xem qua tư liệu, vấn đề của Hải Túc kỳ thực không ít. Tiết Minh Lâu hiểu tâm tư của Giang Mẫn Chi, hôm nay ông ta tham dự bữa tiệc kia là tỏ vẻ thế thôi, suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác. Mặc dù TW hạ lệnh cải cách quốc sĩ, rốt cuộc cải cách ra sao thì ý kiến không thống nhất, TW cũng cổ vũ bộ ủy ban và địa phương mày mò thêm nhiều con đường mới, suy nghĩ nhất quán của Giang Mẫn Chi là cường hóa tài sản quốc hữu, Đào Tân và Lý Viễn Hồ lại có thái độ khá tiêu cực với việc nâng đỡ quốc sĩ. Giang Mẫn Chi mới tới Đông Hải muốn thay đổi hiện trạng ngay là không thể. Đừng nói địa phương kết chặt lại với nhau, quan trọng Lý Viễn Hồ mới là người đứng đầu Đông Hải, hơn nữa kinh tế Đông Hải phát triển cao tốc, cho dù có vấn đề nhỏ cũng bị lấn át hết. Phải để chính sách tỉnh Đông Hải thực thi trước đó lộ ra vấn đề nghiêm trọng, Giang Mẫn Chi mới nắm được chủ động. Giang Nghi như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên ngạc nhiên nói, hai người muốn lấy Hải Túc ra làm đá dò đường, há chẳng phải chúng gian kế của tên đó. Ý con nói mượn đao giết người. Giang Mẫn Chi cười lắc đầu, cho dù có sẵn lòng cầm dao y cho mượn để giết người cũng không phải dễ giết, những kẻ đứng sau lưng Hải Túc không dễ đụng vào. Ở Bắc Kinh con nghe nói con hồ ly tinh kia có quan hệ với Cát Kiến Đức. Giang Mi gật gù. Giang Mẫn Chi thì nghĩ tới tin đồn liên quan tới Nghiêm Gia, Lâm Tuyết, Cát Kiến Đức không đáng để trong lòng, loại quan hệ trói buộc bằng quan hệ nam nữ rất mỏng manh, nếu thực sự có ai ra tay với Hải Túc, Cát Kiến Đức quá nửa sẽ lựa gió chờ cờ. Bất kể thế nào cũng không thể tùy tiện đắc tội với thế lực địa phương Đông Hải, cũng không thể vô duyên vô cớ gây thù oán với Nghiêm gia, dù có muốn lấy Hải Túc làm hòn đá dò đường cũng phải chú trọng sách lược. Trương Khắc Đầu có mượn đao giết người, trên bữa tiệc y nhắc tới bong bóng internet bị vỡ là nhét đao vào trong tay Giang Mẫn Chi rồi. Ông ta hiểu rõ, nhưng quay về vẫn bảo Tiết Minh Lâu lên mạng tra tài liệu về bong bóng internet và Hải Túc, càng tỉ mỉ càng tốt, ít nhất cái cán cờ Hải Túc này đổ. Ông ta có thể thuận lợi tiến hành điều chỉnh chính sách kinh tế trước đó của Đông Hải. Lâm Tuyết không hề biết trước đó thực ra Trương Khác và Giang Mẫn Chi đã có tiếp xúc thông qua Giang Tĩnh Hàm, cô ta có thể nghĩ tới việc y nhắc tới bong bóng internet trước mặt Giang Mẫn Chi là có dụng tâm chơi xấu Hải Túc, nhưng không ngờ dụng tâm của Trương Khác hiểm ác như thế. Cô ta cũng không ngờ vì quan tòa kia phát biểu một câu lại sinh uy lực lớn như thế, khiến ra cổ phiếu của Microsoft tụt giảm 5%. Do trước đó Thomas đã phát quyết tội danh lũng đoạn của Microsoft thành lập, Microsoft kháng cáo, lúc này Thomas lại nói có chứng cứ mới, khiến khả năng Microsoft bị tòa án tối cao bác đơn là rất lớn, một khi bị bác đơn, Microsoft không tránh nổi vận mệnh bị tách đôi. Hiện Microsoft đang tới gần vận mệnh đó hơn bất kỳ lúc nào. Chương 1234, Lâm Tuyết cảm thụ thấy nguy cơ 2. Là công ty công nghệ giá trị cao nhất trên TTCK. Microsoft luôn được coi là mũi tên chỉ đường cho hưng suy của làn sóng kinh tế mới, phân ngạch của nó trong chỉ số Nasdaq tương đối lớn, cổ phiếu của Microsoft tụt giảm khiến chỉ số Nasdaq cũng xuống theo. Chuyện này sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn thế nào thì rất khó nói, sợ đây là quân bài domino đầu tiên, càng tới gần kỳ hạn phát hành cổ phiếu mới, có kẻ càng trở nên mẫn cảm khẩn trương, chỉ sợ con vịt vào tay lại bay mất.
Nếu Microsoft không tránh được vận mệnh chia tách, đó là tín hiệu cực tốt cho những công ty IT luôn bị Microsoft ép cho không ngóc đầu lên được, hiện chỉ là một phản ứng quá mức của thị trường, chỉ số sẽ mau chóng bình ổn thôi. Lưu Kỳ Tuấn thấy Lâm Tuyết và Vương Hải Thúc sắc mặt khẩn trương, lên tiếng an ủi họ, cũng là an ủi bản thân, hơn nữa TTCK trong nước ít bị ảnh hưởng bởi nước ngoài, dao động tương ứng đều nằm trong suy tính của chúng tôi rồi. Tôi không hiểu, tôi về nghỉ ngơi đây, các anh muốn canh máy vi tinh thì tùy. Lâm Tuyết ngáp, cô ta không hiểu rõ về chỉ số Nasdaq lắm, nhưng cô ta đánh hơi được nguy cơ từ vẻ mặt của Trương Khác, cảm giác này làm cô ta không dễ chịu chút nào, nhưng cô ta sợ mình là chim sợ cành cong, Trương Khác có lợi hại tới đâu cũng không thể tác động vào chỉ số Nasdaq. Nghĩ nhiều cũng vô ích, Lâm Tuyết quyết định về nghỉ. Đêm trời đổ mưa xuân, về tới chỗ ở trống vắng không một bóng người, càng cảm thấy những lời Trương Khác trước mặt Giang Mẫn Chi có mùi vị nguy hiểm, cô ta không ngủ được, xách chai rượu ra ban công, nhìn hồ nước bên ngoài, ánh đèn phía bờ bên kia rất mông lung, không rõ nơi nào, có lẽ dưới một ánh đèn là tên khốn đó cũng chưa biết chừng. Có điện thoại gọi tới, Lâm Tuyết đặt chén rượu xuống lấy di động, là một giám đốc bên Tinh Điển gọi tới. Có chuyện gì mà gọi điện vào giờ này? Tâm tình Lâm Tuyết rất không tốt, giọng khô khốc, nghe nguyên do xong, mày nhíu lại, rít lên, cái chuyện còn con này mà các người không giải quyết nổi à? Ngay cả một hộ giải tỏa cũng xử lý không nổi, nuôi các người tốn cơm sao? Bắt mấy con rắn thả vào nhà, cắn chết cũng đáng đời, kẻ nào chắn đường bà đây thì không cần khách khí với chúng. Lâm Tuyết ném di động xuống ghế sofa, nhìn ánh đèn phía hồ đối diện, lòng bực bội khó tả, kéo mạnh rèm xuống, khỏi nhìn cho phiền lòng. Di động lại vang lên, là điện thoại của Cát Kiến Đức, cô ta liền ấn tắt chuông, không thèm để ý, một tên hạ lưu, không biết học đâu ra cái trò muốn cô ta tự sờ soạng rên gì cho lão ta nghe, lần trước làm xong buồn nôn mất nửa ngày. Nhìn ánh đèn báo di động lóe lên hai lần nữa, nửa tiếng sau cô ta mới gọi điện lại cho Cát Kiến Đức, nghe thấy phía đối diện có tiếng nữ nhân thở hổn hển, biết Cát Kiến Đức không có kiên nhẫn, đã dùng thủ đoạn hạ lưu với nữ nhân khác rồi. Cô ta cũng chẳng nói cho Cát Kiến Đức chuyện xảy ra buổi tối, cúp điện thoại choàng áo nằm xuống ghế sofa ngủ. Đang ngủ say thì bị di động trên đầu reo đánh thức, đồng hồ trong phòng mới chỉ 5 giờ sáng, Lâm Tuyết lần mò di động, thấy số của Vương Hải Túc, liền ấn nút nghe, có chuyện gì? Chỉ số Nasdaq tụt dốc, mất liền 5 điểm, cổ phiếu Microsoft mất 9 điểm. Tim Lâm Tuyết nảy lên một cái, cô ta không hiểu chỉ số chứng khoán mấy, nhưng biết tụt giảm 5% là chuyện rất khủng bố. Nhất là ở thị trường hoàn thiện như Âu Mỹ, ngay cả khi bị cơn bão tài chính châu Á lan rộng làm liên lụy, chỉ số Nasdaq cũng không tụt tới 5%. Lâm Tuyết rửa giấy qua lo rồi tới tổng bộ Hải Thúc, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Tuyết vừa đi vừa suy nghĩ, không chú ý có một nữ công nhân vệ sinh đang quét dọn trong sân, gần xô phải mới phanh gấp lại, nữ công nhân hoảng sợ ngã lăn ra, nhưng nhìn đôi mắt Lâm Tuyết trừng trừng nhìn mình, vội vàng bò dậy, xin lỗi rối rít, xin lỗi giám đốc Lâm. Tôi không chú ý xe giám đốc lái tới, lần sau tuyệt đối không như thế nữa, xin lỗi, xin đừng đuổi việc tôi. Lâm Tuyết không thèm để ý, lái xe vào bãi đi thẳng tới văn phòng. Vương Hải Thúc, Lưu Kỳ Tuấn đều thức đêm trong văn phòng, thấy Lâm Tuyết đi vào, nói với cô ta, thế cục chưa chắc đã xấu hơn, tôi vừa mới gọi điện cho giám đốc Nghiêm, anh ấy sẽ tới kiến nghiệp trước buổi trưa gặp chúng ta. Thấy Lâm Tuyết cau mày, còn tưởng cô ta đang suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên cô ta nói. Kẻ quét dọn vệ sinh dưới kia mùa mắt à, tôi lái xe tới mà cô ta không tránh, các anh thuê người kiểu gì vậy? Vương Hải Túc biết Lâm Tuyết mỗi lần cảm thấy áp lực liền bới móc người dưới, hắn nhìn nữ công nhân quét dọn phía dưới, giờ mới là 5 giờ, quét dọn sớm như thế là do Lâm Tuyết bắt ép, nói, đợi các phòng đi làm tôi sẽ bảo họ đổi người. Hắn còn cười lấy lòng, ếch ba chân khó kiếm, còn người quét dọn hai chân dễ kiếm lắm. Giám đốc Nghiêm có nói gì khác trong điện thoại không? Lâm Tuyết lại đột ngột chuyển đề tài. Sự kiện mang tính ngẫu nhiên, xuất hiện phản ứng quá khích là bình thường. Microsoft còn chưa có phản ứng về tin tức vị quan tòa kia tiết lộ, mà tới trung tuần tháng 6 tòa án tối cao liên bang mới tiến hành xem xét lại vụ án. Trước đó chúng ta không cần lo có tin tức xấu hơn nữa, chuyện cổ phiếu Microsoft mất giá hôm qua sẽ không xảy ra lần thứ hai. Lưu Kỳ Tuấn bình tĩnh nói. Lâm Tuyết hỏi gấp, nói thế chúng ta vẫn còn có thời gian. Vấn đề hẳn không lớn, giám đốc Nghiêm sẽ trao đổi với người của chứng khoán Tinh Hà, lúc đó giám đốc Lâm cũng tham gia chứ. Được, Lâm Tuyết nhận lời, tôi sẽ tham gia. Chỉ số Nasdaq mất giá như thế đúng là làm người ta lo lắng, quan trọng là trấn an công ty chứng khoán, nếu nguy hiểm quá lớn,
nếu phương án phát hành cổ phiếu được Ủy ban chứng giám thông qua nhưng không có công ty chứng khoán nào nhận bảo lãnh thì cũng vô dụng, trong nước đã có tiền lệ này. Lâm Tuyết trở nên lo lắng, chớp mắt lại nhớ tới một việc, hỏi Vương Hải Túc, những lời Trương Khác nói hôm qua, anh có kể cho giám đốc Nghiêm không? Không, Vương Hải Túc không cảm thấy chuyện đó là cần thiết, sao thế? Lâm Tuyết nhíu mày, nhìn biểu hiện của Trương Khác sau khi nhận điện thoại, tựa hồ sớm xác định được phát biểu của vị quan toàn kia sẽ đả kích nặng nề TTCK Mỹ, còn nói chuyện bóng bóng vỡ với Giang Mẫn Chi, nụ cười đeo trên miệng y hôm qua rõ ràng là vui mừng trên tai họa của kẻ khác, là ném đá xuống giếng. Liệu có phải mình quá mẫn cảm không? Có thể biết được hành tung của y hôm nay không? Lúc này không tiện nói gì thêm với Nghiêm Văn Giới nữa, như thế là tỏ ra không tín nhiệm hắn, nhưng Lâm Tuyết không yên tâm được, muốn thăm dò hành tung của Trương Khác, nếu gặp được y, có lẽ còn có thể thăm dò được chút gì đó từ miệng y. Trừ khi Lý Viễn Hồ, Giang Mẫn Chi, La Quân yêu cầu trực tiếp gặp mặt Trương Khác, nếu không chẳng ai có thể biết trước hành tung của y, Vương Hải Túc nghĩ thế, miệng lại nói, để tôi nghe ngóng, có tin tức sẽ báo cho cô ngay. Ngày hôm nay Trương Khác cũng bị điện thoại đánh thức, là điện thoại của Trần Tĩnh đánh thức. Nghe khúc dạo đầu quen thuộc của Lữ Quán Gia Châu, Trương Khác lim dim quờ di động ở đầu giường, thấy số của Tạ Tử Gia, cảm thấy kỳ quái, di động của mình lưu số của Tạ nữ ma đầu từ bao giờ, huyết Trần Tĩnh nằm bên cạnh, Tạ ma đầu tìm anh làm gì. Lúc này màn hình di động ở tù đầu giường bên kia cũng ánh lên, mới nhận ra đây là di động của Trần Tĩnh, vội nhét di động vào tay cô, bỏ qua người Trần Tĩnh sang bên kia lấy di động. Chương 1235, nguy cơ kéo tới 1. Đáng ghét, Tử Gia tìm anh bò đi bò lại làm gì, nó có xông vào bắt gian đâu, hơn nữa có muốn bắt gian cũng chẳng tới lượt nó. Trần Tĩnh lười nhác nằm đó, cánh tay chắc đè lên đệm, ánh mắt ngái ngủ hết sức quyến rũ, cánh môi hồng non mềm như cánh hoa cong lên, rất bất mãn chuyện Trương Khác bỏ qua bỏ lại trên người mình. Không biết có chuyện gì, cả hai chiếc điện thoại của chúng ta đều kêu. Trương Khác giơ di động lên, máy của anh bên này.